Ra ra, Tần Lạc vẫn còn chưa khai đơn thuốc mà. Vương Dưỡng Tâm nghe vậy lên tiếng. Mặc dù hiện nay hắn vẫn rất thưởng thức y thuật của Tần Lạc nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không bao giờ hy vọng ra ra mình thua. Châm Vương Vương tu thân chính là chiêu bài của Vương gia, lão thất bại chứng minh cả Châm Vương thế gia hiển hách đều bị Tần Lạc đánh bại. Hắn đã khai đơn thuốc rồi. Vương tu thân lắc đầu thở dài. Dưỡng Tâm à, người cũng nên gặp Tần Lạc để học tập nhiều hơn. Nói về phương diện ứng biến trong trung y, hắn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Ứng biến? Đúng vậy, chúng ta không thể cứ theo lề lối cũ, cái gì cũng khai đơn cấp thuốc được. Trung y cũng có những chỗ cần có sự linh hoạt, ứng biến. Nói cách khác, nếu chúng ta không có những sự thay đổi thích ứng với xã hội, chúng ta sẽ bị đào thải. Vẻ mặt Vương tu thân trở nên trầm trọng hơn. Tần Lạc ứng biến như thế nào? Hắn đâu có khai phương gì? Vương Dưỡng Tâm hỏi lại. Hắn vẫn còn có chút không rõ ràng ý tứ của Gia Gia. Người ngẫm lại đi, tại sao hắn lại khai đơn thuốc mạnh mẽ như vậy cho người bệnh trước? Vương tu thân không trả lời mà hỏi ngược lại. Vương Dưỡng Tâm suy nghĩ một lát rồi nói, đại khái là muốn nhanh chóng trị khỏi bệnh cho bệnh nhân. Dùng dược mãnh liệt có thể rút ngắn thời gian trị bệnh. Đúng vậy, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như trăng tơ. Người đầu tiên đang thời kỳ trung niên, giai đoạn phải gánh chịu nhiều trách nhiệm trong gia đình và xã hội. Mỗi ngày đều có nhiều việc phải làm, sao nguyện ý hao phí thời gian chờ đợi trung dược của chúng ta chậm rãi phát huy. Nếu như sau 3 ngày không khỏi bệnh, chỉ sợ người này sẽ mất đi tín nhiệm với trung y. Không chừng sẽ chuyển sang dùng tây y cho mau lẹ, mặc dù có biết trung y chậm mà chắc, nhưng mất thời gian như vậy, ai nguyện ý đây? Chúng ta cũng không thể nói người bệnh không hiểu được. Vương Dưỡng Tâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai lúc đó hắn khai đơn thuốc đã lo lắng tới vấn đề tuổi cùng tính chất nghề nghiệp của người bệnh. Lấy phương thuốc đó của hắn, trong 3 ngày hoàn toàn có thể trị khỏi. Đúng vậy, Vương tu thân gật đầu mà hài tử thì sao? Những bậc làm cha mẹ, bọn họ lo lắng nhất điều gì? Đổ bệnh, càng sợ sau khi đổ bệnh lại có ảnh hưởng tới quá trình phát triển của trẻ. Vương Dưỡng Tâm nói ra mấy lời này. Trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ tại sao Tần Lạc lại không khai đơn thuốc. Hai tử thân thể yếu ớt, lại thêm sự lo lắng của cha mẹ. Thuốc gì cũng có mấy phần độc, đều có ảnh hưởng nhất định tới thân thể hai tử. Tần Lạc không khai đơn thuốc, căn bản chính là truyền thụ cách chăm sóc. Cha mẹ hai tử như vậy đương nhiên hết sức hài lòng, đối với hắn cũng dễ dàng sinh ra tín nhiệm. Chúng ta trong trung y luôn chú ý khinh, trọng, hoãn cấp. Nhưng là, tại xã hội phát triển này, chính thức có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của những chữ này lại thật rất ít ha. Vương tu thân nhìn thoáng qua hai mẹ con hài tử đang thầm thì với nhau rồi liếc nhìn Tần Lạc một cái, nói tiếp, Tần Lạc y thuật cao minh, quan trọng hơn nữa chính là hắn luôn một mực tự hỏi làm thế nào để phát triển trung y trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, không để cho công nghệ phát triển cao đào thải trung y. Trầm ngâm một lát, Vương tu thân cảm thán, sau này, tương lai trung y hẳn sẽ đặt tất trên người hắn. Ra ra. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt khiếp sợ, ra ra hắn chưa bao giờ tỏ vẻ tôn sùng người nào như vậy. Hắn biết, năm đó ra ra cũng từng nghĩ muốn liên hợp các danh gia phái trung y tại Yến Kinh, đồng tâm hiệp lực thúc đẩy trung y phát triển. Nhưng rốt cục vẫn không thành công. Không phải bọn họ không cố hết sức, mà căn bản trung y cùng với hoàn cảnh xã hội hiện tại có những sự thoát ly nghiêm trọng. Chỉ tính về phương diện đào tạo mà nói. Giờ còn có mấy người nguyện ý nhồi nhét vào đầu mấy cái mớ kiến thức loằng ngoằng rối rắm của trung y. Bệnh nhân thì lại càng ít người nguyện ý bỏ thời gian uống bao nhiêu nước thuốc trong khi tây dược lại vô cùng giản tiện. Thế nhưng, bây giờ ra ra mình lại trịnh trọng nói với mình rằng tương lai trung y đặt trên người hắn. Tại giờ khắc này, trái tim Vương Dưỡng Tâm vô cùng đau xót, chỉ muốn chuồn ngay khỏi đây. Chính mình vốn vẫn ôm trong lòng sự kỳ vọng của ra ra, giờ đây đột nhiên lại nghe được đối tượng là một người khác. Dưỡng Tâm, nếu hắn cần, người nhất định phải trợ giúp. Vương tu thân khoát tay áo, lần nữa dặn dò. Đương nhiên, ra ra, vì sự phát triển của trung y, tất cả mọi người đều phải cố gắng hết sức. Vương Dưỡng Tâm nói. Tốt lắm, Vương tu thân đứng lên, trầm trọng vỗ vai đứa cháu. Trái tim Vương Dưỡng Tâm lại một lần sao động, đã nhiều năm qua hắn chưa từng được ra ra khen ngợi như vậy. Lão Vương, người quyết định nhận thua sao? Lão Trác vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương tu thân. Lão Trác à, không phải ta nguyện ý nhận thua mà lần này thật sự thua. Hơn nữa, thua tâm phục khẩu phục. Vương tu thân ha hả cười nói, không vì mình thua mà buồn, ngược lại vẻ mặt còn đầy hề hả. Đúng vậy, trận này rất hay.
ngươi thua nhưng đối với chúng ta, trung y được cứu rồi. Quách Húc Sinh nhìn Tần Lạc cười ha hả. Một hòa một thua, còn thi đấu tiếp không? Cố Bách Hiền hỏi. Lão Cố, ngươi sai lầm rồi. Tại trận tỉ thí đầu tiên, ta cũng cho rằng hắn dùng dược quá mãnh, phương thuốc có vẻ vội vàng. Nhưng sau trận thứ hai, ta mới hiểu được tư tưởng chúng ta có chút nhầm lẫn. Cái cấp bách kia của hắn dùng được, cái này gọi là gì nhỉ? Đối trần hạ dược, không chỉ đối phó với chứng bệnh trong cơ thể người bệnh mà còn muốn nhắm tới cả các điều kiện bên ngoài của người bệnh nữa. Chấm, cho nên, không có một hòa một thua, mà là hai trận ta đều thua. Vương Tu Thân giải thích, bất quá, ta biết mấy lão đầu các ngươi tìm tới ta, vất vả một phen nếu không được chứng kiến phong thái của Thái Ất Thần Châm thất truyền trăm năm sợ rằng cả cơm tối cũng nuốt không trôi. Mặc dù biết rằng trận thứ ba ta cũng có thể thất bại, nhưng mà ta vẫn quyết vứt cái mặt già nua này đi. Mặt dày một chút cho các ngươi được thỏa lòng. Cảm ơn Lão Vương. Không uổng công chúng ta tương giao một hồi, ha ha. Cảm ơn. Ba người nghe Lão Vương nói vẫn sẽ tiếp tục so đấu châm thuật với Tần Lạc đều cảm kích không thôi. Những người thành danh đều rất coi trọng lông vũ bên ngoài của mình, nhưng Vương Tu Thân đây lại bỏ qua danh dự để mang tới cơ hội cho mọi người được quan sát một phen, thật là phi thường hiếm thấy. Không cần cảm ơn, ta chỉ yêu cầu các ngươi đáp ứng ta một việc. Vương Tu Thân nói. Chuyện gì? Lão Trác hỏi. Sau này, nếu Tần Lạc cần các ngươi giúp đỡ, các ngươi nhất định phải ra mặt trợ giúp hắn. Yên tâm đi, ta bây giờ vô cùng yêu thích tiểu tử này. Nếu như hắn không có vợ, ta thực muốn kéo hắn về làm con rể. Lão Trác là người đầu tiên không suy nghĩ đáp ứng. Đáng tiếc ta không có cháu gái. Quách Húc Sinh cười gật đầu. Không thành vấn đề, cô Bách Hiền cũng đáp ứng nếu như hắn nguyện ý học. Ta còn có thể truyền thụ thủ pháp trần cốt cho hắn. Như vậy thật tốt quá. Vương Tu Thân vẻ mặt kích động, ông bạn già, ta phải cảm ơn các ngươi. Vừa nói, Vương Tu Thân vừa hướng tới ba lão già cúi gập người 90 độ. Ba người cũng không có trốn tránh, đồng dạng cúi đầu 90 độ hướng về phía Vương Tu Thân. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lạc cảm giác trong tim như bị cái gì đó đánh qua. Đau đến muốn chảy nước mắt. Vương Tu Thân đứng thẳng dậy, ngoắc Tần Lạc. Tần Lạc, ngươi lại đây. Tần Lạc đi lại, cung kính nói, Vương Lão. Mặc dù hắn vừa rồi không có nghe rõ nội dung mấy người nói chuyện, nhưng là hắn từ động tác của họ có thể đoán được một chút. Hai trận đầu ta đã thua, chúng ta sẽ bắt đầu so trận thứ ba, Vương Tu Thân nói. Vương Lão, hôm nay có lẽ đã đủ, trận thứ ba hay là chúng ta để sau này tái đấu đi. Tần Lạc nói. Hắn không muốn dùng tài cán của mình đem cả một đời Châm Vương Hiển Hách dẫm nát dưới chân. Không được, dù sao cũng phải xong trong hôm nay. Vương Tu Thân không cho Tần Lạc cơ hội cự tuyệt, xoay qua Vương Dưỡng Tâm nói, chuẩn bị ngân châm. Gia Gia, ngân châm đã chuẩn bị xong. Vương Dưỡng Tâm biết Gia Gia muốn làm gì, thanh âm có chút phẫn nộ. Những chuyện Gia Gia hắn làm chẳng khác gì đốt lên một ngọn lửa trong lòng hắn, thật khó có thể bình tĩnh. Tần Lạc mặc dù không biết sử dụng nhưng hắn đã nghe nói qua, cảnh giới tối cao nhất của Ngũ Long Châm Pháp chính là phải có ngân châm đặc chế, cái dài nhất cũng hơn một xích hai tấc. Vương Tu Thân chậm chạp mở ra, trực tiếp lấy một cái châm dài và to. Đại châm, dài 4 tấc, đầu châm rất nhỏ, thân châm mượt mà bóng loáng, nằm trong lòng bàn tay Vương Tu Thân lóe lên một màu bạc lộng lẫy động lòng người. Ngũ Long Châm Pháp, chủ yếu châm vùng ngực và eo nhưng trải qua nhiều năm tìm tòi nghiên cứu. Ta phát hiện có nhiều bộ vị khác cũng thích hợp với châm pháp này. Vương Tu Thân sau khi thực hiện khử trùng châm mới quay sang Vương Dưỡng Tâm, người có dám thử châm không? Có gì không dám, Vương Dưỡng Tâm sảng khoái đáp ứng. Tốt lắm, cởi áo ra. Vương Dưỡng Tâm theo lời Gia Gia cởi y phục bên ngoài, đứng trước mặt Vương Tu Thân. Ngươi cẩn thận nhìn nhé, Vương Tu Thân hướng Tần Lạc nói. Sau đó ông đột nhiên đưa trường châm đâm vào vị trí không biết tên phía trên rốn của Vương Dưỡng Tâm. Đây là vị trí mới, ta gọi là Phượng Nhãn. Châm pháp này ta cũng lấy tên là Ngũ Long Tham Phượng. Vương Tu Thân chậm chậm nói. Dựa theo thông lệ quốc tế, một thầy thuốc nếu có thể phát hiện bộ vị mới trên cơ thể người thì có thể tự đặt tên. Hai tròng mắt Tần Lạc mở to không hề chớp, gắt gao nhìn chằm chằm vào tay phải Vương Tu Thân. Hai ngón tay lão gầy guộc già nua nhưng vô cùng khéo léo, tỉ mỉ vân vê châm. Rất nhanh, chiếc châm dài 4 tấc đã chìm vào người Vương Dưỡng Tâm hơn phân nửa. Đã hiểu chưa? Vương Tu Thân ngẩng đầu hỏi Tần Lạc. Sắc mặt lão đỏ bừng, hiển nhiên đã rất cố sức vận châm. Đã rõ ràng được 7 thành, Tần Lạc nói. Lại một lần nữa,
người hãy nhìn cho cẩn thận. Vương Tu thân tay phải khẽ nâng, ngân châm vô thanh vô tức được rút ra từ trong thân thể Vương Dưỡng Tâm. Sắc mặt Vương Dưỡng Tâm không chút thay đổi, phảng phất trên người dường như chưa bao giờ chịu chút đau đớn nào. Được, Tần Lạc đáp ứng. Sau khi hít sâu một hơi, Vương Tu thân lần nữa xuất châm, vẫn là tốc độ, lực đạo và vị trí như cũ. Sau khi châm tiến vào được một nửa, Vương Tu thân lần nữa ngẩng đầu nhìn Tần Lạc hỏi, xem hiểu chưa? Đã xem rõ ràng, Tần Lạc gật đầu. Tốt lắm Vương Tu thân trên trán tràn đầy mồ hôi hột, vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này tay nhổ châm của lão cũng run nhẹ nhẹ. Nguyên lai, đây không phải là so đấu châm pháp mà là Vương Tu thân đang mang tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình Ngũ Long Tham Phượng truyền thụ cho Tần Lạc. Tần Lạc quỳ hai gối xuống đất, cung kính mà nói, cảm ơn sư phụ truyền nghệ. Nam Nhi quỳ một lạy tạ ơn thầy, lẽ đương nhiên nên vậy. Chương 74, bại lộ thân phận. Nhìn thấy Tần Lạc quỳ xuống, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc. Vương Tu thân đỡ Tần Lạc dậy nói, đại lễ này ta không dám nhận. Làm sư phụ của ngươi, ta thực chưa đủ tư cách. Ngũ Long Tham Phượng châm pháp này ta cũng đã từng truyền qua cho Dưỡng Tâm, đáng tiếc là hắn không có được ngộ tính cao như vậy. Tần Lạc, ngươi là một người trẻ tuổi thiên phú nhất mà ta từng thấy. Chỉ cần xem qua hai lần đã có thể học được tâm pháp này, tuyệt đối có thể tính là đệ nhất nhân trên thế giới này. Ta đã già rồi, giờ tìm được một người ưu tú như vậy thừa kế, thật là đáng mừng. Về phần hư danh thầy trò kia thì miễn đi. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, đại ân truyền nghệ này Tần Lạc không thể không lễ. Nếu như Vương lão không nhận lễ, vậy không coi ta là đồ đệ rồi. Tần Lạc vẫn cố chấp nói. Hắn rất rõ ràng. Vương Tu thân lão nhân này làm như vậy đại biểu cho điều gì? Phải biết rằng, trung y giới cùng với võ thuật giới giống nhau, đều có những quan niệm sâu đậm về vấn đề môn phái. Trong giới võ thuật, thường xuyên có chuyện môn phái này đi khiêu chiến môn phái khác, song phương chiến đấu đến sinh tử không phải là chuyện không có. Trung y mặc dù không có những chuyện như vậy nhưng tầm quan trọng của môn phái cũng không có kém cạnh. Nhưng Vương Tu thân lại có thể vứt bỏ chuyện môn hộ, truyền thụ tuyệt kỹ cho một người ngoài. Chuyện này tuyệt đối sẽ gây nên một trận náo loạn trong giới trung y. Nếu thuận lợi, chuyện này sẽ tạo tiền đề cho việc mọi người không còn khư khư giữ bí quyết môn đạo của mình nữa mà mở rộng cửa tiếp thu và học hỏi lẫn nhau. Trung y từ đó sẽ không còn những cái gì thần thần bí bí, mà dần sẽ trở thành một bộ môn có tính khoa học. Mỗi người đều có thể học trung y, mỗi người đều có thể sử dụng trung y. Như thế trung y mới có thể phát dương quang đại, mới có thể cùng Tây y ganh đua mạnh mẽ được. Mặt khác, Tần Lạc càng rõ ràng hơn ai hết sự cao minh của châm pháp Ngũ Long Tham Phượng này. Vốn cũng là một trong những cánh cửa thông với bên ngoài của cơ thể, nếu không cẩn thận hoàn toàn có thể gây nên đại họa. Chính vì vậy, lực độ, tốc độ của châm phải vô cùng chắc chắn, yêu cầu về nhãn lực cũng là cực cao. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cho Vương Dưỡng Tâm không thể tiếp thu được Ngũ Long Tham Phượng. Hiệu quả của Ngũ Long Tham Phượng không bằng truyền kỳ Thái Ất Thần Châm nhưng cũng có thể được coi là một châm pháp mà các châm giả mơ tưởng. Thái Ất Thần Châm chú ý việc lấy khí dụng châm, cái này đối với nhiều người là một rào cản rất lớn, cả nước cũng không tìm được người thứ hai có được điều kiện đặc biệt thích hợp để học châm pháp này. Nhưng là, đối với Tần Lạc mà nói, mặc dù có thuận lợi từ đặc tính của thân thể, nhưng cũng phi thường gian nan. Bởi vì châm pháp này thực sự rất hao phí tinh lực và thể thực. Đây cũng chính là nguyên nhân lần trước sau khi châm cho ba mấy hài tử hắn lại mệt quá mà té xỉu ngay tại chỗ. Sau này, khi thể lực không đủ, hoàn toàn có thể dùng châm pháp Ngũ Long Tham Phượng này để bù đắp được rồi. Đối với Tần Lạc mà nói, đây đúng là có thêm một cánh tay nữa giúp cho công việc cứu chữa người bệnh của hắn. Thế nhưng Vương Tu Thân vẫn kiên quyết lắc đầu, Tần Lạc, không phải ta không muốn nhận ngươi làm đồ đệ, mà căn bản là y thuật của ta thật sự không bằng ngươi. Làm gì có chuyện sư phụ kém đồ đệ đây, mặc dù ta so với ngươi thì hơn được mấy tuổi, nhưng về phương diện y thuật, cứ coi là bình bối đi. Không gọi một tiếng sư phụ, sau này ta làm sao dám dùng Ngũ Long Tham Phượng đây. Tần Lạc vừa cười vừa nói, sư phụ, người cũng đừng từ chối nữa đi. Thấy Vương Tu Thân vẫn còn có ý muốn chối từ, lão Trác ở bên cạnh ôn tồn xen ngang, lão Vương, người cũng đừng có từ chối nữa, hay là cứ nhận đi. Chúng ta cả đời theo đuổi trung y, đến tuổi này rồi, trước khi xuống lỗ còn có thể thu được một tên đệ tử thiên phú như vậy, cầu cũng không được, ngươi còn muốn gì nữa đây? Phải nói cho ngươi biết là, nếu ngươi không nhận, ta sẽ cướp hắn luôn đó. Hỏa thủ quán của ta cũng đang muốn tìm một người thừa kế đây.
Quách Húc Sinh ở bên cạnh cũng cười to. Ngay cả Cố Bách Hiền vô cùng kiệm lời cũng lộ nét cười trên mặt, nói, nhận đi. Vậy là hôm nay chúng ta cũng được chứng kiến thêm một đoạn giai thoại. Cố Bách Hiền thực cũng không nghĩ đến, lời này của lão thật sự đã trở thành một lời sấm truyền. Ý nói một câu tiên đoán chuẩn. Cũng nhờ có Vương Tu Thân truyền thụ tuyệt kỹ ngày hôm nay, Tần Lạc sau này mới có thể áp dụng rộng rãi rồi trở thành một đại tông sư đại danh hiển hách. Vương Tu Thân nghe những lời này thì cũng chần chừ một chút, vẻ mặt kiên nghị đã lộ đôi nét dao động. Thấy một kẻ thiên phú như vậy mà không thu nhận, giống như một sắc lang nhìn thấy cực phẩm đại mỹ nữ nhưng lại phải buông tay. Cái loại tư vị này thật sự khiến cho trái tim ngứa ngáy khó chịu mà. Ra ra, người thu nhận hắn đi, tuyệt kỹ đã truyền thụ rồi, giờ hối lại cũng đâu còn kịp. Vương Dưỡng Tâm có vẻ nhìn thấu tâm sự của Gia Gia, cười ý nhị khuyên nhủ. Tần Lạc nếu có thể bái Gia Gia mình làm sư phụ, Vương Dưỡng Tâm đương nhiên rất vui mừng. Sau này hắn sẽ có nhiều cơ hội để thỉnh giáo y thuật. Chuyện này đối với hắn tuyệt đối chỉ có lợi. Được rồi, vậy ta đành phải mặt dày mà nhận một tiếng danh phận thầy trò. Vương Tu Thân rốt cục cũng cười ha hả đáp ứng bất quá, ta cũng chỉ có đúng một tuyệt kỹ đó mà thôi, hôm nay đã truyền thụ cho ngươi rồi. Sau này ta cũng không còn gì để truyền giáo nữa đâu. Bấy nhiêu đối với Tần Lạc đã là quá nhiều rồi, đệ tử thật không dám mơ gì hơn. Tần Lạc lễ phép nói. Trong lòng Tần Lạc, Vương Tu Thân không chỉ dạy hắn y thuật đơn thuần, mà hơn thế nữa ông đã truyền cho hắn một tấm gương mẫu mực về y đức. Biển học vô bờ bến, chỉ bằng một chiêu thức châm kỹ này thôi cũng thừa đủ để Tần Lạc gọi một tiếng sư phụ rồi. Bái Vương Tu Thân làm sư phụ cũng đồng thời là một động tác rất khéo của hắn nhằm giữ lại vương bài châm vương kia cho người ta. Dù sao hai người giờ đây là đồng môn, xét cho cùng cũng chỉ là luận bàn, người ngoài cũng không thể nói ra nói vào cái gì được. Vương lão đã hy sinh vì hắn nhiều như vậy, hắn đương nhiên cũng phải nghĩ một chút mà báo đáp người ta. Phong cách hành sự của Tần Lạc vốn dĩ vẫn là như vậy, người ta kính mình một thước, mình kính lại một trượng, còn kẻ nào dẫm ta một cước. Ta sẽ chém nứt cả hai chân kẻ đó. Sau này ta sẽ gọi ngươi là đại sư huynh. Vương Dưỡng Tâm vỗ vỗ bả vai Tần Lạc, vừa cười vừa nói. Ta đã bao giờ nói nhận ngươi làm đồ đệ đâu. Vương Tu Thân phẫn nộ quát lớn. Vương Dưỡng Tâm nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, những người khác ngược lại cười ha hả. Thôi đừng có tranh cãi nữa, mấy chuyện này để sau giải quyết đi. Hai người các ngươi đã định xong danh phận thầy trò rồi. Liệu giờ có nên để mấy lão già chúng ta no mắt một chút không? Lão Trác lộ vẻ sốt ruột. Vương Tu Thân gật đầu nói với Tần Lạc, mấy lão già này xét cho cùng cũng chỉ là muốn tới đây nhìn phong thái thần kỳ của Thái Ất Thần Châm mà thôi. Ngươi đừng chê cười, ngay cả ta cũng muốn nhìn một chút. Nếu không có gì bất tiện, hay là ngươi cho chúng ta mãn nhãn một phen đi. Được, Tần Lạc vui vẻ đáp ứng. Nói xong hắn từ châm hạp lấy ra một cây ngân châm. Sau khi dùng rượu sát trùng cẩn thận, hắn vận kình vào đầu ngón tay, truyền đến ngân châm. Ngay lập tức, ngân châm bắt đầu rung lên rất nhỏ. Đương nhiên rung động này của ngân châm là vô cùng nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng mơ hồ. Nếu mắt ai bị cận thị, thậm chí còn không nhìn rõ, sẽ cảm giác như mình nhìn cái châm quá nhỏ bị hoa mắt. Ai muốn thử châm? Tần Lạc cười hỏi. Vương Dưỡng Tâm đảo mắt một vòng xung quanh phòng rồi nói, để ta đi, dù sao ta cũng là sư đệ. Giúp huynh là chuyện nên làm. Tần Lạc gật đầu, nhanh chóng đưa châm vào cổ tay Vương Dưỡng Tâm. Có cảm giác gì không? Chướng, Vương Dưỡng Tâm nói gọn một chữ. Bây giờ thì sao? Hơi ngứa, giống như có gì chuyển động bên trong, như con kiến đang bò qua bò lại, đúng rồi, có chút ngứa nhưng lại rất thoải mái, hơi lạnh nữa. Đây gọi là thấu tâm lương. Tần Lạc đột nhiên nhổ châm ra, trừ độc thêm một lần nữa lại tiếp tục ra chiêu. Lần này kim được đâm vào thắt lưng Vương Dưỡng Tâm. Cảm giác thế nào? Chướng. Sau đó thì sao? Nóng, có chút nóng, sao lại có thể thần kỳ vậy được? Vương Dưỡng Tâm cũng là lần đầu tiên chứng kiến diệu dụng của thần châm, không nhịn được sợ hãi kêu lên. Đây gọi là thiêu sơn hỏa. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Thái Ất Thần Châm có mấy châm pháp? Vương Tu Thân hỏi. Tất cả có 5 châm pháp, gọi là thiêu sơn hỏa, thấu tâm lương, quan âm thủ. Quỷ kiến sầu, và châm pháp có hiệu lực khởi tử hồi sinh trong truyền thuyết Thái Ất Châm. 5 châm pháp này lại có vô số cách biến hóa, ta cũng chỉ có khả năng thực hiện được 3 châm pháp với 12 biến hóa, quỷ kiến sầu cùng Thái Ất Châm thật sự quá khó khăn, ta chưa thể thành thục được. Đúng là tuyệt diệu, cô Bách Hiền vẻ mặt lạnh lùng nói. Thực muốn mà quá khó rồi. Đáng tiếc,
hay vậy mà chúng ta không thể sử dụng được. Lão Trác buồn bực. Tuyệt học như vậy mà thất truyền thì đúng là bi ai cho trung y, cũng may còn có Tần Lạc. Vương Tu Thân vỗ vỗ vai Tần Lạc nói, Tần Lạc, tương lai ngươi còn dài, nhất định phải cố gắng hết sức. Đồ đệ hiểu, nhất định sẽ cố gắng. Vẻ mặt Tần Lạc trở nên nghiêm trang. Tốt lắm, tốt lắm. Vương Tu Thân liên tục gật đầu. Hôm nay không biết lão đã nói bao nhiêu lần mấy từ tốt lắm này rồi. Nếu có bất cứ lúc nào cần đến chúng ta thì ngươi cứ mở miệng một câu, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn cố lão, cảm ơn Trác lão, cảm ơn Quách lão, Tần Lạc liên thanh nói lời cảm ơn. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà mà. Lão Trác mập khoát tay nói được rồi, vài ngày tới chúng ta có một hội nghị về trung y, người lúc đó cũng tham gia tổ chuyên gia đi. Hội thảo trung y, có phải hội nghị sắp tổ chức tại Yến Viên Triệu không? Tần Lạc nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, chính là hội nghị này. Ngươi đã nghe qua sao? Lão Trác cười gật đầu. Tần Lạc cười khổ trong lòng. Hắn vừa rồi ở trong trường học tranh nhau với người ta muốn đầu rơi máu chảy cũng không thể cướp được một vị trí dự thính, không nghĩ được tới đây lại có người mời tham gia. Hơn nữa, cũng không phải đơn giản là thính giả, mà còn vào tổ chuyên gia, nhóm đại biểu cao cấp nhất của hội nghị. Đến lúc đó, không biết bọn Chu lão sư kia nhìn thấy mình sẽ cảm giác thế nào nhỉ? Cũng mới nghe qua thôi, Tần Lạc nói, hắn đương nhiên không muốn người khác biết chuyện mình thất bại trong trường học. Vậy thì tốt rồi, ta cũng phải cùng mấy lão này thương lượng một chút, chúng ta cũng muốn người có vài lời tại hội nghị, người chuẩn bị tốt một phen đi. Lão Trác nói, Tần Lạc không biết phải nói thế nào nữa. Hắn thật sự muốn nói lên một câu của Đường Dần trong Đường Bá Hổ điểm thu hương, các bác cứ Google cái này là ra thôi, nhân sinh thay đổi rất mau, nhanh tới mà cũng mau qua, nhân sanh đích đại khởi đại lạc lai đích thái khoái, chẳng tìm được dịch nghĩa của câu này, dịch tạm như thế thôi. Thật sự là vô cùng kích thích mà. Lúc trước đã ước định cùng Lâm Hoán Khê cùng nhau đi ăn tối nên sau đó Tần Lạc đã miễn cưỡng cự tuyệt lời mời của Vương Dưỡng Tâm ở lại ăn tối cùng mọi người. Thế nhưng khi mấy người bọn họ vừa đi xuống dưới lầu thì nhìn thấy một đám phóng viên giơ camera và microphone đổ xô tới. Vương tiên sinh, nghe nói hôm nay người muốn so đấu với truyền nhân Thái Ất Thần Châm, đúng là có chuyện này không vậy? Vương tiên sinh, người và truyền nhân Thái Ất Thần Châm kia ai lợi hại hơn vậy? Vương tiên sinh, người có thể tiết lộ một chút tin tức về truyền nhân kia được không? Hắn là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Tần Lạc thật không nghĩ tới, vốn dĩ chuyện này tưởng vô cùng bí mật, sao giờ lại có một đám phóng viên ở đâu tới đây? Vương Dưỡng Tâm là người đi đầu tiên trong nhóm, quay đầu lại nhìn ra ra Vương Tu Thân dò hỏi, thấy lão khẽ gật đầu. Vương Dưỡng Tâm đột nhiên chỉ tay về phía Tần Lạc nói, hắn chính là truyền nhân Thái Ất Thần Châm. Tần Lạc, chương 75, Tinh Thần Hoa Hạ. Nghe thấy lời của Vương Dưỡng Tâm, tất cả phóng viên đều hướng tầm mắt theo tay hắn chỉ. Rất rõ ràng đích đến là trên người Tần Lạc. Một tích tắc sững sờ cho tất cả mọi người, ngay sau đó là tiếng di động của các loại camera. Tạch tạch, sát sát. Hàng loạt ngọn đèn chợt lóe sáng khiến hai tròng mắt Tần Lạc cũng không thể mở ra. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, không nhịn được lùi lùi từng bước một. Lúc này trông hắn giống như một con thỏ đang vô cùng khiếp sợ, chỉ một mực muốn lẩn trốn đám người kia. Trước kia, mỗi khi hắn đi đâu đều để cho người khác lên trước. Bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày có nhiều người nguyện ý chụp ảnh mình như vậy. Giống như một ngôi sao vậy, cái này rất rõ ràng, vô cùng khác biệt so với một người bình thường. Tần tiên sinh, xin hỏi có phải ngài đúng là truyền nhân Thái Ất Thần Châm không vậy? Tần Lạc tiên sinh, có phải ngài mới cùng so tài với Thần Châm Vương Vương Tu Thân lão nhân không? Ngài thắng sao? Tần tiên sinh, sư phụ của ngài là ai? Thái Ất Thần Châm không phải đã thất truyền cả trăm năm rồi sao? Làm sao ngài có thể học được tuyệt kỹ này vậy? Tần Lạc tiên sinh, ta là phóng viên Hoa Hạ Y Học Báo, xin ngài có thể qua đây ta phỏng vấn một chút không? Vô số vấn đề giống như thủy triều đồng loạt dâng lên, một cơn sóng to lớn đang bao phủ hắn. Lúc này hắn chỉ có một cảm giác là trước mắt có vô số người, nam có, nữ cũng có, ai cũng mở miệng, khép miệng liên tục. Thế nhưng bọn họ nói cái gì trong miệng thì rốt cục hắn một câu cũng không nghe rõ. Mặc dù hắn cũng có mong muốn trở thành một ngôi sao, nhưng thực sự lúc này thì hắn chưa có chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Bị Vương Dưỡng Tâm đột nhiên vạch trần thân phận trước mặt mọi người, hắn không biết phải ứng phó làm sao. Tần Lạc, người hãy tha thứ cho chủ ý này của chúng ta. Từ xưa tới nay,
đây chính là lúc trung y cần có người đứng ra, người đó chính là ngươi. Đột nhiên sau lưng Tần Lạc vang lên tiếng ai đó. Hắn nhận ra đó là thanh âm của sư phụ Vương Tu Thân. Không biết có chuyện gì xảy ra, một câu nói đơn giản này nhưng lại rất khác biệt với những thanh âm tạp nham kia. Câu nói này đơn giản là hắn nghe rất rõ, từng chữ một rơi vào trong lỗ tai hắn. Tần Lạc quay sang cười khổ, sư phụ, xem ra người đã biết trước chuyện này. Vương Tu Thân không phủ nhận, dùng sức vỗ vỗ bả vai Tần Lạc nói, Tần Lạc, chúng ta đã già rồi. Muốn vì trung y mà đóng góp một chút nhưng thực sự mong muốn có thừa mà lực không đủ. Người khác, người có năng lực, có thiên phú, hơn nữa lại học hỏi rất nhanh, là người ưu tú nhất ta từng gặp qua. Trừ ngươi ra, thật sự chúng ta không tìm được ai khác thích hợp hơn. Quả thật, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc, Vương Tu Thân đã có ý niệm này trong đầu rồi. Phải đưa Tần Lạc lên, lôi kéo hắn vào cuộc. Nếu như có một người có thể mang trung y đi khắp cả nước rồi khắp thế giới, đó là mong mỏi lớn nhất của mỗi một cây đại thụ như Vương Tu Thân. Trước kia, bọn họ cũng đã từng thử mọi cách để mang trung y ra ngoài, nhưng họ đã thất bại. Giờ đây, họ lại muốn đổi phương pháp khác. Trước hết sẽ đẩy người rồi để người đó đẩy ý là lúc trước chỉ giới thiệu các kiến thức về trung y ra ngoài, giờ đây giới thiệu một người nổi tiếng, người này sẽ mang trung y đi khắp nơi. Có lẽ làm như vậy có thể thu được kỳ hiệu. 3 ngày trước, khi Tần Lạc cướp đi bài biển thần châm vương, Vương Tu Thân cùng cháu Vương Dưỡng Tâm của mình đã nói chuyện rất lâu. Vương Tu Thân đã cẩn thận hỏi lại quá trình Vương Dưỡng Tâm cùng Tần Lạc so châm, hơn nữa xác định chắc chắn có đúng là Tần Lạc đã sử dụng thái ất thần châm thất lạc đã lâu. Cũng vì muốn một lần nữa khẳng định những gì Vương Dưỡng Tâm nói lại, cũng là khảo hạch xem Tần Lạc có đúng là một người đang tìm không, hôm nay bọn họ mới bày ra yêu cầu thi đấu 3 trận như vậy. Đoạn trần, dụng dược và châm cứu. Nếu cả 3 quá trình này Tần Lạc đều thuận lợi thông qua thì Tần Lạc chính là người bọn họ muốn tìm. May mắn chính là biểu hiện của Tần Lạc đã vượt qua dự liệu của bọn họ, thậm chí trình độ còn cao hơn những gì họ chờ mong. Vì vậy, bọn họ sớm đã cho mời thật nhiều phóng viên đợi sẵn dưới nhà, cố tình vạch trần thân phận Tần Lạc. Từ nay về sau, Tần Lạc, đại biểu cho trung y hiện đại, sẽ nhận trách nhiệm cứu vớt trung y. Vậy theo người bây giờ ta phải làm thế nào? Tần Lạc cười hỏi. Biểu hiện chính mình, Vương Tu Thân nắm chặt vai Tần Lạc trịnh trọng nói. Biểu hiện chính mình, ý tứ này đúng là muốn mình cố gắng hết sức mà tạo danh tiếng đây mà. Được thôi, dù sao cũng chính là sở trường của mình. Nghĩ thông suốt, Tần Lạc chậm rãi tiến vài bước tới trước đám đông phóng viên. Khóe miệng khẽ cười, vẻ mặt đầy thiện ý. Đợi một chút cho mọi người bình lặng hơn, Tần Lạc phất phất tay nói, mọi người hãy yên lặng. Tất cả đồng loạt hỏi như vậy, ta thật không có cách nào trả lời được. Từng người hỏi một có được không? Vương Dưỡng Tâm thấy Tần Lạc đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên liền cười nói, các vị bằng hữu, truyền nhân thái ất thần châm của chúng ta đã đáp ứng trả lời phỏng vấn của các vị. Như vậy đi, mọi người hãy cùng đến phòng hội nghị của chúng ta, ai có câu hỏi gì cứ hỏi, tất cả thần y ở đây sẽ cùng trả lời. Được không? Tần Lạc nhìn mọi người một lượt rồi bình thản nói, mỗi người cũng chỉ có một thời gian nhất định để hỏi thôi. Hắn biết, những danh nhân khi trả lời phỏng vấn đều quy định thời gian. Nếu không có hạn chế này, ngồi với bọn họ cả nửa ngày, không phải là tự hạ thấp giá trị của mình sao? Cái gì càng hiếm thì càng quý. Tần Lạc từ nhỏ đã rất rõ ràng đạo lý này. Theo hướng dẫn của Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc, Vương Tu Thân, Lão Trác, Quách Húc Sinh cùng đám phóng viên tiến vào phòng hội nghị lớn. Tần Lạc ngồi giữa mấy danh y đại danh đỉnh đỉnh của quốc gia tại phía trước một cái bàn tròn lớn, các phóng viên chia nhau ngồi 2 bên. Cảm ơn mọi người đã phối hợp, bây giờ mọi người có thể hỏi. Vương Dưỡng Tâm tự nhiên đảm nhận vị trí người tổ chức buổi họp báo này, tỏ ra rất có kinh nghiệm. Tần Tiên Sinh, có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Chúng ta và công chúng đều muốn biết về ngài, càng nhiều càng tốt. Một nữ phóng viên đeo kính cận ngồi gần nhất lên tiếng. Tần Lạc, Tần trong Tần Thủy Hoàng, Lạc trong Thủy Lạc, học y từ nhỏ, tới nay mới có chút thành tựu. Người có thể thúc ngựa, nhưng ngựa không có biện pháp sục chính mình. Cho nên nếu chính mình là ngựa, muốn tự lồng lên chạy nhanh thì có chút không tiện. Hơn nữa, trước mặt rất nhiều phóng viên như vậy, Tần Lạc cũng không có ý bộc lộ quá nhiều. Tần Lạc, ngài bao nhiêu tuổi? Một phóng viên nữ khác lên tiếng, hình như phụ nữ đối với Tần Lạc có vẻ nồng hậu hơn. Mà cũng có thể là do nam nhân không mau mồm mau miệng bằng nữ nhân. Tuổi của nam nhân là một điều không tiện nói ra.
thoạt nhìn ngài tuổi còn rất trẻ, làm sao có thể học được Thái Ất Thần Châm? Ta vẫn cho rằng năng lực của mỗi người không có quan hệ với tuổi tác. Có người 5 tuổi ứng khẩu thành thơ, có người hơn 50 tuổi cũng chỉ đọc được vài câu Tam Tự Kinh. Về phần ta có thể học được Thái Ất Thần Châm, có thể nói đây phần nhiều do thiên phú. Không phải Thái Ất Thần Châm đã thất truyền cả trăm năm nay sao? Ngài từ đâu học được tuyệt kỹ này? Sư phụ ngài là ai? Hay là ngài đã gặp được cơ duyên kỳ ngộ gì? Lúc này mới có một nam phóng viên giành được quyền phát biểu, một hơi sổ ra mấy câu hỏi liền. Thái Ất Thần Châm không phải là thất truyền đã trăm năm, căn bản nó vẫn được lưu truyền trong dân gian, chỉ là trong cả trăm năm qua vẫn không có ai đủ thiên phú để học loại châm pháp này mà thôi. Sư phụ của ta là một đạo sĩ giang hồ, ta không biết tên của người, thậm chí ngay cả pháp danh cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, chuyện này không có gì quan trọng, điều thiết yếu chính là người đã cứu tính mạng của ta, đã truyền cho ta y thuật cũng như đạo lý hành y. Đối với ân đức của người, ta vẫn luôn luôn ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Tần Lạc quay đầu lại thoáng nhìn Vương Tu Thân ngồi bên cạnh, hướng đám phóng viên nói, đồng thời, Vương Tu Thân tiền bối đây cũng là sư phụ của ta, người đã dạy ta rất nhiều. Vì muốn phục hưng văn hóa Hoa Hạ, phát triển Trung Y quốc túy, người thực sự đáng được tôn kính. Nghe truyền nhân Thái Ất Thần Châm Tần Lạc gọi Vương Tu Thân là sư phụ, tầm mắt của các phóng viên thoáng một chút chuyển rời tới người lão. Vương sư phụ, có phải ngài và Tần Lạc đã từng tỷ đấu y thuật? Hai người ai thắng ai bại? Vương Tu Thân nhìn Tần Lạc một cái, cười ha ha, ta thua. Tỷ thí 3 trận, ta thua cả 3. Nếu là như vậy, tại sao hắn nguyện ý bái ngài làm thầy? Đây là do Tần Lạc vốn dĩ khác với người thường, thắng không kiêu, bại không nản, khiêm nhường cung kính. Phẩm chất của y khiến cho người khác phải khen ngợi. Mặc dù ta bại dưới tay hắn cả 3 trận nhưng hắn lại qua đó học được một chút từ ta nên tự nguyện tôn ta làm thầy. Ha ha, một sư phụ như ta thật không đủ tư cách, cũng không có gì để dạy hắn cả. Vương lão tiên sinh, ý của ngài là y thuật của Tần Lạc còn cao minh hơn ngài. Hơn xa, rất xa. Vương Tu Thân không một chút do dự trả lời. Vương lão tiên sinh, thứ cho ta mạo muội, không phải là ngài vì muốn tốt cho đồ đệ mà tự hạ thấp mình đi đấy chứ. Một nam phóng viên có gương mặt gầy gò đột nhiên lên tiếng. Ta có thể chứng minh, lão Trác vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng, y thuật của Tần Lạc hơn xa cả ta nữa. Ta cũng không bằng hắn, Cố Bách Hiền lạnh lùng nói thêm. Mạnh mẽ hơn ta nhiều, Hỏa Quán Vương Quách Húc Sinh cũng không chịu thua kém. Vương Tu Thân cảm kích nhìn mấy ông bạn già rồi hướng tới vị phóng viên kia nói, ta có thể không tính đến danh dự của mình, nhưng chẳng lẽ danh dự của bọn họ cũng bỏ đi vì đồ đệ của ta sao? Sự thật như thế nào, sau này các ngươi tự tìm đáp án đi. Cả bốn đại danh y của Yến Kinh đồng thời đứng ra nhận không bằng Tần Lạc, cái này đủ nói lên điều gì? Phải biết rằng, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Trong lĩnh vực y học, một người có thể chân chính thừa nhận mình không bằng kẻ khác chứng tỏ rằng người đó bội phục kẻ kia từ đáy lòng. Vương Dưỡng Tâm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói, tốt lắm, các vị, giờ phỏng vấn đã hết. Hôm nay phỏng vấn đến đây thôi. Còn một vấn đề, một câu cuối cùng nữa thôi. Nữ phóng viên Cận Thị lúc đầu sốt ruột lên tiếng. Vương Dưỡng Tâm quay đầu nhìn Tần Lạc, thấy hắn khẽ gật đầu liền cười nói, được rồi, một câu cuối cùng. Tần tiên sinh, tại sao ngài lại mặc trường bào? Phải biết rằng, trong cuộc sống đô thị hiện nay, phong cách của ngài thật sự rất khác biệt. Nữ phóng viên thấy vậy liền vội vàng hỏi luôn. Tần Lạc suy nghĩ một chút, thanh âm trầm thấp mà dõng dạc, Tần gia chúng ta có quy củ rõ ràng. Nam nhân Tần gia đều học trung y, mặc trường bào, lấy vợ Hoa Hạ. Cúi đầu nhìn trường bào trên người, vẻ mặt hắn hiện lên một thần thái kiêu ngạo, nói tiếp, người khác có thể quên, nhưng chúng ta thì không. Người khác có thể vứt bỏ, nhưng chúng ta sẽ nhặt lên. Có bị mọi người nhạo báng hay không, cái đó ta không quan tâm. Ta biết, có vài thứ không thể bắt buộc, ví dụ như trung y, ví dụ như hán tự. Nhưng chính những thứ đó đã góp phần kéo dài tinh thần cùng cốt khí dân tộc Hoa Hạ trong mấy ngàn năm qua. Chúng ta là con cháu của dòng dõi rồng thiêng, chúng ta có thể kiêu ngạo. Trước đây đã vậy, sau này cũng vẫn sẽ như vậy. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay trong phòng hội nghị nổ lên như sấm. Chương 76, phụ nữ thật dã man. Tần Lạc đứng ở lề đường, đang nghiêng ngó để đón xe thì đột nhiên một cái gì đó lù lù màu đỏ chóe dừng trước mặt hắn. Tần tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Ta có thể tiễn ngài một đoạn được không? Cửa kính xe được kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Tần Lạc nhận ra người này,
chính nàng lúc trước có tham gia phỏng vấn mình. Nhưng cụ thể nàng ta tên là gì thì hắn đương nhiên không biết. Không cần, cảm ơn, Tần Lạc cười khoát tay. Không nên khách khí, nói đi, muốn tới chỗ nào, nói không chừng chúng ta lại cùng đường. Cô gái kia tỏ ra rất kiên trì, mặc dù bị cự tuyệt nhưng chưa hề tỏ ra muốn rời đi. Gan lớn, tâm cao, da mặt dày, đây đúng là ba ưu điểm để trở thành một phóng viên ưu tú. Kỳ thật, nữ phóng viên đi phỏng vấn nam nhân so với nam phóng viên có nhiều điểm thuận lợi hơn đáng kể. Sương Bình Nhai, phòng ăn Khải Toàn Tây, Thịnh Tình ép mãi cũng không thể chối từ, Tần Lạc không thể làm gì khác hơn là nói ra địa điểm. Hắn đúng là cùng Lâm Hoán Khê ước hẹn đi ăn tối ở nơi này. Hắn cũng không biết tại sao Lâm Hoán Khê lại chọn quán ăn kia, bất quá hắn nghe nói về phương diện món ăn thì đây có chút đặc biệt. Thật đúng là xảo hợp, ta cũng đang muốn đi Sương Bình Nhai. Nữ phóng viên kia cười hể hả. Người ta đã nói như vậy, Tần Lạc đương nhiên không có biện pháp từ chối nữa, mở cánh cửa xe tiến vào. Nữ phóng viên kia một bên cho xe lăn bánh, một bên lấy ra danh thiếp đưa cho Tần Lạc, ta gọi là Từ Ảnh, ký giả Hoa Hạ Y báo. Ta gọi là Tần Lạc, Tần Lạc cũng đáp lời. Nữ tử kia khì khì cười một tiếng, ta đương nhiên biết ngươi gọi là Tần Lạc, thậm chí còn biết ngươi là truyền nhân Thái Ất Thần Châm nữa cơ. Tần Lạc xấu hổ cười gượng, không nói gì nữa. Thấy Tần Lạc không nói lời nào, Từ Ảnh đương nhiên cho rằng hắn vì lời của mình mà giận, xin lỗi mà nói. Tần tiên sinh không nên để ý, ta vốn dĩ vẫn đối với bằng hữu xuề xòa như vậy. Hai chúng ta tuổi tác có vẻ không khác biệt nhiều, không nên quá câu nệ. Ta không có tức giận, chỉ là không biết trả lời thế nào. Tần Lạc cười cười trả lời. Ồ, vậy là tốt rồi, ngươi lại còn hù dọa ta một phen. Từ Ảnh cố tình phù phù một hơi. Từ ánh đèn xe bên ngoài chiếu vào, khuôn mặt thanh tú của nàng càng trở nên diễm lệ, thêm một cặp kính đen trên mắt khiến cho nó thêm phần thu hút. Nữ tử này đúng thật là không có gì gọi là khó coi cả. Ta không có hù dọa ngươi, Tần Lạc vừa cười vừa trả lời. Ngươi đương nhiên là hù dọa ta, ngươi không biết, bây giờ ngươi chính là đại nhân vật ta muốn theo dõi, nguyên bổn mời ngươi lên xe chính là muốn kéo gần quan hệ. Nếu chọc ngươi tức giận, không phải là ăn trộm gà không được quả trứng lại còn mất thêm nắm gạo sao? Tần Lạc có chút thưởng thức lời nói thẳng thắn của nàng, nói, yên tâm đi, ta là một đại nam nhân độ lượng. Người không dễ làm ta tức giận được đâu. Hi hi, vậy là tốt rồi. Từ Ảnh cười hi hi, Tần tiên sinh, sau này ngươi có tin tức gì thì báo cho ta một câu được không? Ngươi cứ nói đi, Tần Lạc không trả lời, hắn biết nàng sẽ có yêu cầu tiếp theo mà cơ bản hắn cũng chưa dám tin một người mới quen như vậy. Hay là ngươi cho chúng ta một buổi phỏng vấn đi. Cứ nói tiếp, chúng ta có phải bằng hữu không? Lần đầu tiên gặp mặt, cứ xem như vậy đi. Từ Ảnh cười khì một tiếng, Tần tiên sinh, người thật cẩn thận. Cẩn thận một chút là nên làm. Lúc ta xuất môn, mẹ ta dặn dò rất kỹ ngàn vạn lần không nên dễ dàng tin phụ nữ. Càng là phụ nữ xinh đẹp thì càng hay gạt người. Đầu năm nay nữ nhân xinh đẹp lưu manh lừa gạt người nhiều lắm rồi, người bảo ta sao dám tin tưởng người khác đây. Từ Ảnh cười khanh khách, Tần tiên sinh, người thật có ý tứ. Cũng như nhau cả thôi. Nghe được Tần Lạc không phản bác. Từ Ảnh càng cười lớn, ngay cả bàn tay nắm vô lăng cũng không yên, xe đi có chút không thẳng, mấy người phía sau bóp còi nhắc nhở nàng mới chăm chú lái xe trở lại. Từ Ảnh lái xe một mạch tới cửa phòng ăn Khải Toàn Tây, chia tay qua chỗ Tần Lạc, Tần tiên sinh, thật vui khi được quen biết, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Đương nhiên, cho dù không thể hợp tác, cũng hy vọng có thể cùng người thú vị như Tần tiên sinh trở thành bằng hữu. Đương nhiên không có vấn đề gì. Tần Lạc đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà mềm mại như không xương của nàng. Đợi xe Từ Ảnh đi khuất xa, Tần Lạc mới xoay người hướng vào trong nhà hàng. Đích đích, một chiếc xe sang trọng hướng Tần Lạc bấm còi liên thanh. Trên xe ngồi hai người phụ nữ tóc dài, một người có gương mặt hơi gầy, nhìn có vài nét duyên dáng, người còn lại thì khuôn mặt trái xoan tròn trịa, cũng có thể gọi là xinh đẹp. Tướng mạo hai người thoạt trông rất tươi tắn, hai mắt to, lông mi cong vút. Hai bộ ngực sữa cao vút bộ dáng như vừa mới phát dục. Đã cuối mùa thu, trời có chút se se lạnh nhưng hia người lại ăn mặc rất gợi cảm khiến người khác không thể không chú ý. Này, mau tránh ra, hai mắt không có tròng hả? Xe tới cũng không biết tránh. Nữ tử mặt gầy phát ra âm thanh cao vút. Tần Lạc có chút muốn phát hỏa. Hắn vừa mới xuống xe, cũng chưa kịp nhìn sau lưng có xe tới, đến khi phát hiện, chưa kịp tránh hai người nọ đã bóp còi inh ỏi.
hắn đã không thèm nói lại đối phương thì thôi, đối phương lại còn xuất ngữ đả thương người, nói mình không có mắt. Có phải là khi dễ người quá đáng không? Nếu có hơn hai tròng mắt, ta sớm có thể nhìn thấy rồi, quả thật ta cũng chỉ có hai tròng mắt mà thôi. Tần Lạc phản bác lại. Nữ tử kia nghe Tần Lạc nói vậy khuôn mặt lộ vẻ hơi giận, quát, ngươi nói cái gì vậy? Sớm biết ngươi ngang ngược vậy ta đã không bóp còi mà đâm thẳng vào ngươi rồi. Bây giờ ngươi đâm cũng được mà. Tần Lạc đứng ở trước xe, lạnh lùng cười nói. Ngươi, nữ tử giận dữ, chân nhấn ga điệu bộ muốn đâm thẳng. Người mặt trái xoan lo lắng xảy ra án mạng, vội vàng vươn người sang rút chìa khóa xe nói, Lăng thiếu, không nên làm bậy. Hừ, toái toái, ngươi không có nghe lời hắn nói sao? Thật là tức chết mà, mấy tên mặc trường bào đều bất trị vậy sao? Được rồi, cũng không nên đôi co với hắn làm gì, ca ca ngốc của ngươi sắp tới, không phải ngươi muốn bảo trì phong thái thục nữ của mình sao? Nhớ đâu lát nữa hắn tới, đúng lúc ngươi đang cùng người ta cãi cọ ầm ĩ, vậy còn ra cái gì nữa? Nữ tử mặt trái soạn nhẹ nhàng an ủi. Nghe đồng bạn khuyên bảo, Lăng thiếu cũng hiểu được bây giờ không phải lúc phát sinh mâu thuẫn với người khác. Hừ lạnh một tiếng, nàng ta nói với Tần Lạc, lần này ta bỏ qua cho ngươi, lần sau đụng tới, xem ta thu thập ngươi thế nào. Nữ nhân chân chính luôn vô cùng lợi hại, tất cả như nhau đều có thủ nhớ dai, nhân ra ta cũng hy vọng có ngày báo được cừu này. Tần Lạc chào phúng nói. Hắn đối với loại phụ nữ dựa vào gia thế tác oai tác quái kiểu này không có một chút hảo cảm nào. Đúng vậy, một chút hảo cảm cũng không có. Cho dù cởi sạch quần áo nằm trên giường, hắn cũng không có chút hứng thú. Cùng lắm là liếc nhìn vài lần mà thôi. Ngươi, nữ tử kia giận quá mở cửa xe ra, bộ dáng muốn liều mạng cùng Tần Lạc. Người còn lại vội vàng kéo bạn vào xe nói, thiếu thiếu, bình tĩnh nào, phải tỉnh táo chứ, cơ hội này ngươi đợi bao lâu rồi. Sao có thể để tuột mất được chứ? Nếu để người ta chứng kiến được thì làm sao còn đáp ứng ăn cơm cùng ngươi nữa? Nhưng là, hắn, Lăng Tiếu cũng biết bạn mình nói có lý, nếu không phải bữa tối nay đối với nàng vô cùng quan trọng thì nàng sớm đã cùng tiểu tử đuôi mù này sống mãi một trận rồi. Để ta ra khuyên nhủ hắn. Cửa xe bên kia mở ra, một thân hình đầy đặn, gợi cảm với chiếc áo màu đỏ, quần jean xanh nước biển bó sát đôi chân dài, uyển chuyển bước nhanh về phía Tần Lạc. Vừa cười vừa nói, vị đại ca này, ngươi là người đại nhân đại lược, sẽ không muốn cùng hai tiểu nữ nhân chúng ta so đo chứ? Ta hiển nhiên sẽ không so đo cùng các ngươi, nhưng là thái độ của nàng ta thật ngang ngược. Tần Lạc chỉ vào Lăng Tiếu nói, hắn ngược lại đối với nữ tử gợi cảm này lại rất có hứng thú. Tiếu Tiếu hiện có chuyện rất trọng yếu phải làm, cho nên mới dễ bực bội như vậy. Xin lỗi nha, nữ tử xinh đẹp le lưỡi cười trừ. Toái toái, không cần phải xin lỗi hắn. Nữ tử trên xe phẫn nộ quát lớn. Không có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một lời xin lỗi thôi mà. Nữ tử này quay đầu lại bạn gái cười cười. Nơi này không có chuyện của cô đi đi, ta giờ sẽ lưu lại đây, xem nàng ta có dám đâm ta không. Tần Lạc híp mắt nhìn nữ tử trước mặt nói. Người đánh ta sẽ đánh lại. Người có là nữ nhân, ta cũng không vì thế mà không thu thập. Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới Tần Lạc lại dám uy hiếp chính mình. Tên này đúng là có chút khác thường so với các nam nhân mà nàng đã gặp qua. Như tình hình ở Hoa Hạ Quốc hiện nay, nam nhân bình dân mặc dù bị khi dễ nhưng khi nhìn thấy chiếc xe của mình, một bực như nhau đều lựa chọn nhẫn nại mà nuốt tức khí vào trong. Nếu như thái độ chính mình có chút cường ngạnh, thậm chí hắn còn muốn chủ động lại xin lỗi. Thái độ của nam nhân này lại hoàn toàn ngoài ý liệu của nàng. Toái toái, mau đưa chìa khóa cho ta. Lăng Tiếu mở cửa xe chạy thẳng tới chỗ bạn gái rằng lấy chìa khóa xe. Nàng cũng không tin nam nhân này không sợ chết, sợ rằng khi thấy mình khởi động xe hắn chạy còn muốn nhanh hơn con thỏ. Tiếu Tiếu, không nên náo loạn lên như vậy, toái toái vội vàng giữ Lăng Tiếu lại. Đồng thời nàng xoay người lại nhìn Tần Lạc, vẻ mặt ôn nhu, đại ca ca, ngươi nhịn một chút đi mà, để cho chúng ta đi qua, lần sau ta mời ngươi ăn cơm để bồi tội, được không? Lúc này nàng một tay giữ Lăng Thiếu, một tay lôi lôi kéo kéo tay áo Tần Lạc giống như một hài tử đang xin kẹo của người lớn, ánh mắt hồn nhiên trong suốt, phảng phất không dính chút bụi trần nào. Hai người khác nhau một trời một vực, làm sao có thể trở thành bạn được cơ chứ? Tần Lạc thở dài nói, quên đi, không cùng các ngươi so đo nữa. Đôi co cùng hai người này một lúc, hắn cảm giác được chính bản thân mình cũng có chút nhàm chán. Lăng Thiếu còn muốn nói chuyện nhưng bị toái toái kia giữ lại. Trừng mắt nhìn nàng hừ lạnh một tiếng nên thôi không làm gì nữa.
Đại ca, cảm ơn ngươi. Toái Toái vẻ mặt tươi cười hướng Tần Lạc chào hỏi. Không cần khách khí, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ngươi tên là gì? Tần Lạc. Hi hi, ta gọi là chữ Toái Toái, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hẳn là sẽ có, Tần Lạc nói nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, không chừng ngày mai ngươi có thể đọc trên báo chí hoặc TV chứng kiến phong thái anh tuấn của ta hôm nay. Tần Lạc vẫy vẫy tay nữ tử Toái Toái đáng yêu kia rồi bước nhanh về hướng Khải Toàn Tây. Đã đến giờ hắn ước hẹn cùng Lâm Hoán Khê, đây dù sao cũng là lần đầu tiên ước hẹn của hai người, không nên để mỹ nữ đợi lâu. Chương 77, oan gia tụ hội. Phòng ăn Khải Toàn Tây rất nổi danh ở Yến Kinh, ở đây có điểm đặc biệt là vô luận khách hàng có yêu cầu hay không, chỉ cần tới bữa ăn tối, toàn bộ các bàn ăn đều được thắp nến. Không muốn dùng điện sao? Không phải, chẳng qua chắc là muốn có chút khác biệt, chứ cửa hàng mà không có điện, bếp làm sao nấu được. Sau một thời gian dài kiên trì, cơm trong ánh nến đã trở thành một chiêu bài đặc sắc của bọn họ. Khách nhân càng ngày càng tới nhiều, dần dần nơi đây còn trở thành một chỗ để nhiều người đến tiêu xài hoang phí. Những người thu nhập bình bình ở Yến Kinh có thể tới đây ăn một vài lần cũng có thể nói là khá chịu chơi rồi. Cánh cửa xoay hoa lệ chậm rãi quay nhẹ đưa Tần Lạc vào một đại sảnh rộng lớn có rất nhiều bàn bên trên là các giá nến. Mặc dù mới chỉ khoảng 7 giờ tối nhưng gian phòng này vẫn khá đông. Nhiều bàn nến đã được thắp sáng, ánh sáng đỏ đỏ lan tỏa, lấp lóe khiến cho cả căn phòng trở nên ấm áp. Âm thanh trong phòng được tô điểm bởi mấy điệu nhạc truyền thống, hòa hợp cùng mọi thứ khác trong phòng tạo nên một tổng thể rất lãng mạn. Ngay cả một tên quê mùa như Tần Lạc mà đi vào đây cũng có một cảm giác lưu luyến. Người có tiền thật là biết cách hưởng thụ, trong lòng Tần Lạc thầm cảm thán. Tiên sinh, xin hỏi ngài đã đặt bàn trước chưa? Một nữ nhân viên trên mình mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh. Bên dưới là chiếc quần đen lịch sự, vẻ mặt cung kính tiến tới hỏi thăm. Không có, Tần Lạc lắc đầu, hắn chỉ cùng với Lâm Hoán Khê ước hẹn ăn cơm ở đây, nào đâu có biết cái gì gọi là đặt bàn đặt chỗ gì. Tiên sinh, thật xin lỗi, những bàn của chúng ta đều đã được đặt trước hết rồi. Thật sự không còn bàn nào trống cả, nữ nhân viên kia vẻ mặt xin lỗi nói. Đầy rồi, Tần Lạc vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhưng cũng không biết làm gì hơn là lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Hoán Khê. Lâm tỷ, ngươi đang ở đâu? Nhà hàng Khải Toàn Tây. Ta cũng đang ở Khải Toàn Tây đây, nhưng người bán hàng nói là các bàn đều đã kín chỗ rồi. Tần Lạc vẻ mặt đau khổ nói. Bàn số 116, nói mấy nhân viên phục vụ dẫn ngươi tới đây. Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc nghe vậy liền cúp máy, nói cho người nữ nhân viên kia số bàn 116, sau đó theo người này đi vào. Vừa nhìn thấy Lâm Hoán Khê, ánh mắt Tần Lạc như muốn tóe lửa. Cả một thân quần áo từ trên xuống dưới là một màu trắng tinh thuần khiết nhưng giữa lưng điểm xuyết một cái song đai đen, phía trên áo ôm sát người, trước ngực có vài cái tua tua, tóc dài bù xù xõa ngang vai làm cho bờ vai trần thoáng ẩn hiện tạo một cảm giác rất gợi cảm. Trang sức hết sức đơn giản, một đôi giày màu đen, phía cổ chân có cái lắc nhỏ, mịa thằng này nhìn một phát đã tới tận giày của con người ta rồi, phía trên đó là một khoảng da thịt đỏ hồng do ánh sáng mờ ảo của đèn nến trong phòng kéo dài lên quá gối thì bị che lại bởi cái váy trắng. Cặp chân thấp thoáng dưới bàn ăn khiến người ta có cảm giác như nhìn trộm đồ quý trong bảo tàng, thấy đó muốn sờ mà không được. Trong ánh sáng đỏ mờ mờ ảo ảo của ánh nến, mi mắt, cái trán, thậm chí cả mái tóc Lâm Hoán Khê cũng ánh lên những nét diễm lệ chết người. Ngồi xuống. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc thừa người ra thì khóe miệng mỉm cười, thâm thúy nói. Trong nháy mắt, Tần Lạc cảm thấy người trước mặt không phải là Lâm Hoán Khê. Nàng làm sao có thể là Lâm Hoán Khê được? Trước kia quần áo của Lâm Hoán Khê luôn theo hướng truyền thống, kín kẽ không trau chuốt. Không phải là xấu nhưng cũng không thể nói là hợp thời trang được. Điểm này so với danh xưng băng hỏa nhị trọng thiên hỏa mỹ nhân Lệ Khuynh Thành thật kém xa. Bộ đồ nàng mặc hôm nay. Mặc dù so với nhận thức của Tần Lạc thì không gợi cảm bằng Lệ Khuynh Thành nhưng cũng là đã có một bước tiến rất xa. Quan trọng hơn nữa chính là nàng vừa rồi mỉm cười với mình. Mà thậm chí bộ dáng mỉm cười lại vô cùng quyến rũ. Nữ nhân này có vấn đề mất rồi, Tần Lạc âm thầm nghĩ trong lòng. Lâm tỷ, cũng không biết câu này của hắn là chào hay là hỏi nữa. Ngồi xuống đi, muốn ăn gì thì gọi. Lâm Hoán Khê chỉ vào cái ghế đối diện, ý bảo Tần Lạc ngồi xuống. Lúc này hắn mới chân chính xác định mình không có nhìn lầm người. Nữ nhân trước mặt đích thị là Lâm Hoán Khê, mặc dù trong đầu hắn vẫn chưa tin lắm nhưng con mắt thì không thể chối cãi được.
Tần Lạc Nguyên vốn muốn kiểm chứng lời Lâm Hoán Khê nói là món gì Hắc Tiêu Nghiêu ở đây chính là vô đối, nên quyết định gọi thử một phen. Vậy thì gọi Hắc Tiêu Nghiêu đi, Tần Lạc nói với Bồi Bàn đứng bên cạnh. Mở cho ta một bình hồng tửu, Lâm Hoán Khê khẽ nói thêm. Trái tim Tần Lạc lại một phen căng thẳng. Xong hết rồi, cái này thì đúng là xong rồi. Nữ nhân này dĩ nhiên lại muốn uống rượu, xem ra muốn mưu đồ làm loạn với mình rồi. Trước tới giờ trên TV đều có chiếu những cái đại khái như vậy, mỗi khi nam nhân muốn thân thể phụ nữ đều tìm cách cho họ uống rượu. Cũng không chắc là hoàn toàn giống nhau nhưng chắc chắn một khi phụ nữ mời nam nhân uống rượu thì không thể có chút hảo ý nào được. Lâm tỷ, ta không có uống rượu, Tần Lạc nói. Không sao, hồng tửu không say được, Lâm Hoán Khê nói, nàng căn bản không hiểu ý tứ của Tần Lạc. Tần Lạc cũng không biết nói gì nữa, chỉ tự dặn lòng phải cẩn thận. Một tên sử nam 20 tuổi, hắn đương nhiên phải cẩn thận chứ. Thấy Tần Lạc không nói lời nào, Lâm Hoán Khê cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Không khí tĩnh lặng, nàng cũng không nhìn hắn nữa mà rời cặp mặt sang bàn bên cạnh, nơi có một đôi đang thủ thỉ rất tình tứ. Không biết trong đầu nàng nghĩ gì. Trước kia, ta cũng từng như thế này. Lâm Hoán Khê đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm nàng yếu ớt, ngữ điệu chợt đến nhưng kéo dài, giống như từ phương xa vọng tới, vời vợi và thăm thẳm. Gì, Tần Lạc buông cốc nước xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Hoán Khê. Trước kia, ta cũng đã từng hạnh phúc như cô gái kia. Lâm Hoán Khê nói, ánh mắt nàng vẫn đặt trên người phụ nữ trẻ tuổi nọ. Cô gái trẻ kia khá xinh đẹp, trên mặt lộ rõ sự hạnh phúc vô bờ bến, không ngớt nhỏ giọng thầm thì cùng nam nhân đối diện, thỉnh thoảng lại che miệng cười duyên. Tần Lạc giờ mới rõ ràng, Lâm Hoán Khê thấy được hình ảnh của chính mình lúc trước từ cô gái trẻ kia. Con người đều nhờ trải qua hạnh phúc và đau khổ mà được tôi luyện. Cũng bởi trải qua những trắc trở lớn về tình cảm nên Lâm Hoán Khê mới mất đi tin tưởng với tình yêu như vậy. Nhưng là, nếu không tin tình yêu, không quý trọng tình yêu, làm sao lại bị tình yêu thương tổn lớn như vậy? Trong lòng Lâm Hoán Khê lúc này cực kỳ mâu thuẫn đến mức ngay bản thân nàng cũng không phát hiện được. Nàng không hề tin tưởng vào tình yêu, nhưng cái nàng khát vọng nhất lại chính là tình yêu. Cho nên, chứng kiến những người khác hạnh phúc trong tình yêu khiến nàng lộ ra thần thái tưởng nhớ. Có phải như vậy mới chân chính là phụ nữ? Lâm Hoán Khê vẻ mặt đầy yêu thương. Không phải, ngươi như vậy cũng là một nữ nhân chân chính. Tần Lạc phản bác, nguyên bổn hắn còn có thể tiến thêm một bước nữa để chứng minh chuyện này. Ví dụ như nói là ta sờ qua bắp đùi của ngươi hay để ta đặt tay lên bộ ngực mềm mại kia. Lúc đó ngươi sẽ rõ mình là một phụ nữ chân chính. Nhưng là, an ủi như vậy chỉ sợ lãnh ngay mấy cái bạt tai. Lâm Hoán Khê lắc đầu nói, không đúng vậy. Phụ nữ có những niềm vui chỉ phụ nữ có, cũng có những cảm xúc rất phụ nữ. Một cô gái chân chính có thể cười, có thể khóc, có thể tự nhiên làm nũng, tự nhiên giận hờn. Nhưng ta, những cảm giác này đã quên lâu rồi. Nghe lời này của Lâm Hoán Khê, trái tim Tần Lạc chợt nhói đau. Từ Chí Ma có nói, cả đời ít nhất nên có một lần vì một người mà quên đi chính mình. Không cầu có sau này, không cầu đồng hành, cũng không cầu được sở hữu. Thậm chí không cầu chàng yêu ta, chỉ cầu trong tuổi xuân đẹp nhất của cuộc đời, được gặp chàng. Chỉ vì một lần được gặp mà phải hy sinh như vậy, phụ nữ liệu có phải rất đáng thương không? Sau này chắc chắn ngươi sẽ có mà, Tần Lạc kiên định nói. Hắn đã trở về, Lâm Hoán Khê khẽ liếc nhanh Tần Lạc, thờ ơ nói. Hắn, người nào là hắn, Tần Lạc nhất thời không hiểu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã kia của nàng, ngay lập tức hắn hiểu ra, hỏi, quản tự. Lâm Hoán Khê kinh ngạc nói, không nghĩ tới người còn có thể nhớ kỹ tên người này. Có ân với ta có thể nhớ kỹ, thương tổn ta cũng sẽ nhớ kỹ. Tần Lạc vừa cười vừa nói, mặc dù hắn không có tổn thương ta, nhưng hắn lại tổn thương ngươi. Ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ tên này. Cảm ơn, Lâm Hoán Khê cảm kích. Trên thế giới này, nếu có người có thể cùng ngươi đồng hỉ đồng bi cùng vui cùng buồn thì cuộc sống của ngươi không còn tính là tuyệt vọng nữa. Hắn tới tìm ngươi, Tần Lạc hỏi. Không có, Lâm Hoán Khê lắc đầu, là một người bạn nói cho ta biết. Hắn là một người kiêu ngạo như vậy, sao có khả năng chủ động đi tìm người khác? Kiêu ngạo sao? Vậy ngươi định làm thế nào? Quay trở lại với hắn, Tần Lạc hỏi một câu hoàn toàn trái lương tâm. Kỳ thật hắn không tán thành Lâm Hoán Khê quay lại với tên kia một chút nào. Có thể bị thương tổn một lần, cũng có thể bị thương tổn lần thứ hai. Lâm Hoán Khê lắc đầu, nói,
quay lại không thể được. Cũng không muốn quay lại. Ừ, đúng vậy, Lâm tỷ xinh đẹp như vậy, không sợ không tìm được một nam nhân tốt. Nghe câu trả lời của Lâm Hoán Khê, tâm tình Tần Lạc vui vẻ hơn nhiều. Nam nhân vậy, hắn đương nhiên cũng vậy. Có những người phụ nữ, mặc dù mình không chiếm được, nhưng cũng không hy vọng thằng khác chiếm mất. Kỳ thật, cái sự ghen tuông của nam nhân không kém mấy so với phụ nữ. Quản tự này thật đáng ghét, giờ này còn chưa tới. Chẳng lẽ hắn không biết ước hẹn cùng mỹ nữ thì phải đi sớm 5 phút đồng hồ sao? Lăng Thiếu đứng ở trước cửa nhà hàng Khải Toàn Tây rụt rụt cổ, vẻ mặt không hài lòng, hậm hực nói. Thời tiết cuối mùa thu của Yến Kinh hơi lạnh, mà hôm nay trang phục của nàng đúng là có chút thiếu thốn. Hừ, nếu vậy thì hẹn luôn là 7 rưỡi có tốt hơn không? Mà là ai vội vã rục rối rít lên, giờ phải đứng đây chờ. Cứ làm như không gặp hắn thì mình không lấy được chồng không bằng. Chứ toái toái phản bác. Bổn tiểu thư đương nhiên không sợ ế chồng. Nam nhân thích ta nhiều vô kể, chẳng qua ta muốn được gả cho quản tự mà thôi. Lăng Thiếu vừa cười hì hì vừa nói. Vấn đề là ở chỗ đó, người muốn gả cho hắn, cùng ta có quan hệ gì? Tại sao đang yên đang lành lôi kéo ta tới đây? Báo hại ta đứng đây muốn chết rét. Chứ toái toái vẻ mặt đầy oán giận, hai tay xoa xoa cánh tay, gắt gao co rụt người lại. Ai nha, nhân ta nghĩ muốn biểu lộ một chút trước mặt quản tự. Người nào ngày trước nói ta là công chúa ngực phẳng, thế nào, bây giờ trông ta tốt hơn nhiều rồi chứ. Muốn ngực có ngực, muốn eo có ai, mà ta không đưa ngươi đi thì đi với ai đây. Hi hi, ngươi dù sao cũng là hảo muội muội của ta, đương nhiên phải giúp ta một lần chứ. Sau này ngươi có nam nhân, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Hừ, cho hắn 5 phút nữa, hắn mà không tới, chúng ta dứt khoát trở về. Chứ toái toái hậm hực. Lăng Thiếu lôi điện thoại thời thượng của mình ra nói, hay là về đi, chắc hắn không muốn tới đâu. Nam nhân tất cả đều rất trọng hư danh, hắn đến mà thấy một đại mỹ nhân như ta nguyện ý đứng trước nhà ăn chờ, không phải là rất đáng tự hào sao? Ôi, bệnh của ngươi càng ngày càng trầm trọng rồi. Chứ toái toái thở dài thườn thượt. Lăng Thiếu đang muốn phản kích thì nhìn thấy một chiếc xe màu bạc chậm rãi tiến vào bãi đỗ rồi dừng lại. Từ trong xe bước ra đúng là quản tự, người mà nàng đang chờ đợi. Đang muốn chạy lại thì nàng chợt nhìn thấy ca ca Lăng vẫn cùng Lý Lệnh Tây cũng bước xuống. Hai người bọn họ sao lại tới đây? Thật là chán ghét mà. Lăng Thiếu bực tức dậm chân. Hắc hắc, xem ra kế hoạch của ngươi rơi hết bể nước sôi rồi. Chứ toái toái cười ha hả. Quản tự phong thái vô cùng tự tin. Xen chút cao ngạo, mặc dù đi cùng hai người Lăng Vẫn và Lý Lệnh Tây nhưng khí thế của hắn vẫn giống như hạc giữa bầy gà. Trên đời quả thực có vài người trời sinh đã có mị lực hấp dẫn ánh mắt của công chúng. Mặc dù có cả vạn người khác đứng xung quanh nhưng lúc nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hắn là người nổi bật nhất. Quản tự rất nhanh chóng nhìn thấy hai người Lăng Tiếu và Chứ Toái Toái đứng trước cửa nhà hàng, đi mau tới, nói, Tiếu Tiếu, Toái Toái, các ngươi đến lâu chưa? Thấy hai người ăn mặc có chút phong phanh, hắn cau mày, sao lại ăn mặc thế này? Chết lạnh bây giờ, thôi mau vào trong đi. Trong lúc nói chuyện cũng đã cởi áo khoác sang trọng của mình khoác lên người Lăng Thiếu. Không sao, chúng ta không thấy lạnh. Mặc dù bị quản tự mắng vài câu nhưng tâm lý Lăng Thiếu lại giống như vừa ăn mấy quả bồ đào ngọt lịm. Hắn chẳng qua vì quan tâm tới mình nên mới nói vậy. Nhất định là thế rồi. Lệnh Tây, người đưa áo khoác cho Toái Toái đi. Quản tự quay ra nói với Lý Lệnh Tây. Hắc hắc, rất hân hạnh. Lý Lệnh Tây vừa nói vừa vội vàng cởi áo khoác ra. Hắn thích Chứ Toái Toái đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có được cơ hội tốt nào. Lần này đúng là quản tự đã cho mình một cơ hội lớn rồi. Hừ, ta không quen mặc quần áo nam nhân. Chứ Toái Toái nhăn nhăn cái mũi nói. Mặc dù nàng cự tuyệt nhưng bộ dáng vẫn vô cùng đáng yêu, khiến người khác không thể giận được. Nhìn thấy bạn tốt của mình xấu hổ mặc lại áo khoác. Quản tự có chút tiếc nuối, nhìn Lăng Thiếu hỏi, đã đặt bàn chưa vậy? Đặt rồi, bàn 165. Lăng Thiếu vừa cười vừa nói. Ồ, 165, chúng ta vào đi thôi. Quản tự cười cười gật đầu. Chương 78, yêu mà không biết nói ra thế nào. Khi Lâm Hoán Khê đứng dậy đi toilet thì món thịt bò Tần Lạc gọi rất nhanh được mang lên, đựng trong một chiếc đĩa viền đen rất sang trọng. Giữa chiếc đĩa là một khối thịt bò nướng đen xì nhưng không phải do bị cháy mà là do được tẩm ướp mấy loại gia vị nào đó. Tần Lạc nhìn đĩa thức ăn trước mặt, ánh mắt có chút tư lự, hơi do dự một chút rồi cũng cầm dao nĩa lên. Nhưng là, hắn cắm thẳng cái nĩa vào giữa miếng thịt bò, đưa lên mồm ngoạm một miếng to tổ bố.
Tên Bồi Bàn đang đứng bên cạnh chắt hồng tửu cho Tần Lạc bị động tác của hắn làm cho chấn kinh, quên luôn mình đang làm gì, rượu tràn hết ra ngoài. Này, tràn kìa, Tần Lạc mặc dù đang rất vất vả xé miếng thịt bằng mồm nhưng thấy rượu tràn ra ngoài cũng đành phải dừng lại nhắc nhở. Nhớ đâu ở đây họ tính tiền cả rượu tràn ra ngoài kia thì sao? Hả, xin lỗi, xin lỗi. Bồi Bàn nghe vậy mới giật mình phản ứng lại, vội vàng lấy ra một cái khăn trắng, lau sạch chỗ rượu đổ trên bàn. Tần Lạc khoát tay nói, không sao, người cũng không cần ở đây, chúng ta tự uống tự rót được rồi. Cảm ơn, Bồi Bàn cuống quýt cảm tạ nhưng trước khi rời đi vẫn cố liếc nhìn miếng thịt xé dở trên tay Tần Lạc một cái. Một người có bộ răng khủng khiếp. Lâm Hoán Khê lúc này từ toilet trở về, nhìn bộ dáng ăn của Tần Lạc thì cũng không khỏi sửng sốt, sau đó che miệng cười rộ lên. Món bò này không phải ăn như vậy. Lâm Hoán Khê ngồi xuống ghế đối diện với Tần Lạc, vừa cười vừa nói. Ta biết, Tần Lạc gật đầu nói, nhưng ăn thế này tiện hơn. Ngươi chưa ăn bò nướng bao giờ sao? Lâm Hoán Khê hỏi, chậm rãi cắt cắt miếng thịt trong đĩa của mình, rồi dùng nĩa xiên một lát nhỏ đưa lên miệng. Cũng đã xem người khác ăn, bò nướng này không phải cũng chỉ là một khối thịt bò sao? Ăn như ta đâu có sai, cắt tới cắt lui rất phiền toái. Tần Lạc đáp, vậy thì tùy ngươi, dù sao miễn có thể ăn no bụng là tốt rồi. Lâm Hoán Khê nói. Nàng cũng không có mạnh mẽ ép buộc Tần Lạc thay đổi cách ăn, mặc dù xung quanh có không ít người đưa mắt nhìn hắn, kinh ngạc có, mà khinh thường cũng có. Hắn vốn là như thế mà, Lâm Hoán Khê không có chút gì phật lòng thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Lăng Tiếu cố ý đi chậm chậm phía sau, rồi hung hăng bấm vào lưng ca ca, oán giận nói, ta mời quản tự ăn cơm, hai người các ngươi tới đây làm gì? Lăng vẫn thương yêu nhìn ái muội, thở dài một cái nói. Là quản tự mời chúng ta đi cùng đấy chứ. Hắn mời các ngươi, mà sao các ngươi không cự tuyệt? Lăng Tiếu, muội tốt nhất là nên tỉnh lại đi. Lăng vẫn có chút không đành lòng, ý tứ của hắn như vậy mà muội cũng không hiểu được sao? Không hiểu, ta cái gì cũng không hiểu, cũng không cần phải suy nghĩ cẩn thận. Lăng Tiếu trừng mắt nhìn ca ca rồi bước nhanh đuổi theo quản tự phía trước. Lăng vẫn cười khổ lắc đầu. Hắn biết, muội muội của chính mình đã không còn thuốc chữa nữa rồi. Gì, kia không phải là tên nhà quê hỗn đản chúng ta vừa mới gặp sao? Đang đi theo một cái hành lang, Lăng Tiếu đột nhiên nhìn thấy Tần Lạc đang gặm miếng thịt bò nướng to tổ chảng, kinh ngạc hét lên. Thục nữ, đừng có hét lên như vậy, chứ toái toái kéo kéo tay Lăng Tiếu, nhẹ giọng nhắc nàng ta không nên kích động. Thật vất vả mới mời được quản tự đi ăn cơm, nếu tự hủy hình tượng của chính mình thì không tốt lắm. Không nghĩ tới quản tự đã nghe được nội dung hai người nói chuyện. Đưa ánh mắt nhìn theo tay Lăng Tiếu, hai đồng tử cũng trợn tròn lên. Các ngươi quen sao? Quản tự dường như vô tình hỏi thăm. Ha ha, cũng là bạn sơ giao, không quen thân gì. Lăng Tiếu xấu hổ cười. Mới vừa nhìn thấy cửu nhân, thái độ nàng đã như phát hỏa, cái này rất rõ ràng, nếu giờ lại để quản tự biết chuyện mấy người ầm ĩ lúc trước thì không phải là ấn tượng đối với mình sẽ sụt giảm thảm hại sao? Tất cả đều do tên nhà quê đáng ghét kia. Trong lòng Lăng Tiếu lại thầm nguyền rủa Tần Lạc. Nếu là bằng hữu, vậy cũng nên qua chào một tiếng chứ. Quản tự vừa cười vừa nói. Hả? Đi thôi, đừng để người khác thấy chúng ta thất lễ. Quản tự híp mắt cười nói. Lăng Tiếu cùng chữ toái toái trợn mắt nhìn nhau nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành theo hắn gian nan cất bước tới bàn của Tần Lạc. Hắc, người cũng ăn cơm ở đây sao? Vừa tới nơi, Lăng Tiếu vô cùng miễn cưỡng, miệng cười cứng ngắc như người máy. Cất tiếng chào hỏi. Tần Lạc nghe vậy quay sang nhìn, thấy người nọ chính là kẻ vừa rồi muốn đụng xe vào mình, một nữ tử nhà giàu đáng ghét, sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói, ta tại sao không thể ăn ở chỗ này? Ngươi tới đây làm gì? Ta và ngươi quen biết sao? Ngươi, Lăng Tiếu thiếu chút nữa hộc máu vì tức giận, lúc này cũng bất chấp việc giữ gìn hình tượng gì nữa, chỉ thẳng tay vào mặt Tần Lạc, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý nói chuyện cùng với ngươi sao? Cho ta 100 vạn ta cũng không thèm nói với ngươi nửa lời. Nhìn thấy ngươi chỉ tổ ộ uế hai mắt ta. Đại tẩu, là ta gọi ngươi tới đây nhìn ta sao? Tần Lạc lạnh nhạt cười nói. Những kẻ có tiền rất hay xem thường người khác, chẳng lẽ ngay cả một bữa cơm ở đây mình cũng không đủ tư cách sao? Nhìn bộ mặt tươi cười vô cùng giả tạo của nàng ta khiến hắn chán ghét. Trong đầu nàng ta giờ này khẳng định cho rằng mình chỉ nên đi ăn hộp cơm 5 đồng ngoài phố. Ngươi gọi ai là đại tẩu? Bổn cô nương còn trẻ như thế này, ngươi mới là đại gia đó.
nhìn cách ăn mặc của ngươi kìa, có khác gì một tên nhà quê không? Hừ, lại còn không biết xấu hổ, lần đầu tiên ta thấy có người dùng nĩa để gặm cả khối thịt bò như vậy đấy. Ta thích là được, việc ta ăn mặc như thế nào là chuyện của ta, quan hệ gì tới ngươi? Tần Lạc cùng Lăng Thiếu ầm ĩ, không ai nhường ai, nhưng Lâm Hoán Khê lại không bị thu hút bởi bọn họ, mà chính là bóng dáng của quản tự phía sau Lăng Thiếu. Vẻ mặt hắn vẫn tủm tỉm cười với mình, giống như đây là lần đầu tiên gặp mặt vậy. Đã lâu không gặp, quản tự lên tiếng trước, thanh âm vẫn như vậy, vẫn mê người, phảng phất như có ma lực khiến người khác phải trầm luân. Đúng vậy, Lâm Hoán Khê ngược lại lúc này trở nên vô cùng bình tĩnh, trong lòng nàng cũng không thấy cái gì gọi là gấp gáp. Bản thân nàng lại có chút ngạc nhiên, trước kia vẫn e ngại đối mặt, nguyên lai cũng chẳng có gì. Vẫn khỏe chứ, quản tự chăm chú nhìn vào mắt Lâm Hoán Khê, cười hỏi. Rất tốt, ta vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại Yến Kinh, chính là ở nhà hàng này, bàn ăn số 116. Thanh âm quản tự không nhanh không chậm, bình thản như đang tường thuật lại một câu chuyện rất bình thường. Nhưng kiểu cách của hắn cũng lại rất giống một gã thợ săn lão luyện đang bình thản răng bẫy đợi con mồi. Chỉ một lần sơ suất, con mồi lớn nhất của mình đã chạy trốn. Sau này nhất định không thể mắc sai lầm như vậy nữa. Tần Lạc cùng Lăng Thiếu đồng loạt dừng đấu khẩu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn quản tự. Nếu hắn không nói cái câu kia, Tần Lạc có lẽ sẽ hoài nghi một chút thân phận của hắn. Thấy ánh mắt Tần Lạc chuyển rời lên người mình, quản tự chủ động giơ tay về phía Tần Lạc. Xin chào, ta là quản tự. Tần Lạc cũng bình thản bắt tay hắn. Quả nhiên không sai, hắn chính là quản tự. Hắn giờ đã biết rõ ràng, tại sao Lâm Hoán Khê lại hẹn hắn tới chỗ này ăn cơm. Cùng với một nam nhân, chỉ là vì chờ đợi một nam nhân khác đến sao? Như vậy, chính mình không phải trở thành một thằng hề trong vở kịch này sao? Chưa bao giờ biết mùi vị tình yêu là gì nhưng Tần Lạc lúc này đột nhiên cảm giác được trong lòng vô cùng chua xót. Đan xen với đó là sự phẫn nộ không thể gọi tên. Hắn cảm giác mình đã bị lừa gạt. Vô lực phản kháng, đơn giản bởi vì đó là lựa chọn, là quan điểm của Lâm Hoán Khê. Nhưng là lần đầu tiên đối mặt với quản tự, coi như hắn đã thất bại thảm hại. Quản tự rút tay về rồi quay sang Lâm Hoán Khê nói, không quấy rầy ngươi cùng bằng hữu dùng cơm. Khi nào có thời gian chúng ta đi uống trà. Không để cho Lâm Hoán Khê có cơ hội nói lời cự tuyệt, hắn xoay người bỏ đi luôn. Đại ca này, bạn gái của ngươi thật là xinh đẹp. Chữ toái toái nhìn Tần Lạc rồi liếc sang Lâm Hoán Khê cười hì hì nói. Tần Lạc khẽ gật đầu cười nhưng trong lòng thì chẳng có gì vui sướng cả. Đợi bọn người quản tự rời đi thì hai người Tần Lạc và Lâm Hoán Khê cũng chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa. Lúc đó chúng ta đều đang ở Mỹ, trong một lần trở về Yến Kinh thăm người thân, nhà hàng này khi đó cũng là mới khai trương, người biết đến không nhiều. Đó là buổi tối đầu tiên hai người chúng ta gặp nhau. Một buổi tối trong ánh nến như thế này, bàn 116. Lâm Hoán Khê cúi mặt trầm ngâm, không để ý tới vẻ mặt Tần Lạc, thấp giọng thổ lộ. Cho nên ngươi mới hẹn ta tới đây ăn tối. Tần Lạc vẫn giữ nét cười trên mặt nhưng ánh mắt thì lạnh như băng. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đó của Tần Lạc đột nhiên trở nên vô cùng bối rối. Ánh mắt này rất đáng sợ, giống như muốn đem người đối diện một đao chặt đứt. Vĩnh viễn không lưu tình. Trước kia, khi nàng cự tuyệt vô số nam nhân theo đuổi, cũng đã không ít lần lộ ra ánh mắt chém đao chặt sắt này. Bây giờ, không nghĩ chính mình lại nhận được một màn quen thuộc kia. Tần Lạc, người không nên hiểu lầm, ta cũng không hề muốn vãn hồi gì cả, ta chỉ là... Chỉ là cái gì? Tần Lạc vẫn như đang cười, nhưng không phải với một Lâm Hoán Khê quen thuộc đầy ấm áp thân thương, mà chỉ có lạnh lẽo và xa lạ. Có đôi khi, ta cũng cho rằng chính mình chỉ là một thính giả, một con rối không hơn không kém. Không phải, ta luôn coi ngươi là một bằng hữu. Lâm Hoán Khê sốt ruột nói. Nàng không biết tại sao lại muốn giải thích, nhưng nàng lại biết rằng mình nhất định phải làm như vậy, phải giải thích bằng được. Nàng cảm giác được có một cái gì vô cùng quan trọng đang dần dần trôi qua. Bằng hữu, có đôi khi cũng là một cái gì đó không giá trị gì, có thể tùy ý cho đi, cũng có thể tùy ý thu hồi. Vẫn với vẻ mặt cười cười, cảm ơn bữa cơm của ngươi, ta có chút việc, phải đi trước. Tần Lạc khẽ gật đầu với Lâm Hoán Khê, đứng dậy hướng ra bên ngoài. Lâm Hoán Khê há mồm muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được âm thanh nào cả. Đợi cho thân ảnh Tần Lạc biến mất sau mấy ánh nến mờ ảo, hai mắt Lâm Hoán Khê chợt nhòa đi, hai dòng lệ theo đó cứ chảy ròng ròng.
nguyên vốn tưởng rằng cảm giác kia đã không còn, nhưng giờ lại trở về một cách rất dễ dàng. Nhìn vào chén rượu trước mặt, trầm ngâm một lát rồi ngửa mặt uống cạn. Lại thêm một chén nữa, lại một lần nữa ngửa cổ uống cạn. Không phải mùi vị ngọt ngào thơm mát mà là sự đau khổ vô cùng vô tận sau mỗi chén rượu. Không phải như thế, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bao nhiêu năm rồi, ta đã đoạn tuyệt với hắn, làm sao có thể dễ dàng quay lại như vậy được? Mãi hận một người, tưởng rằng sẽ không thể, nhưng kỳ thật đã quên. Ta giờ không còn hận hắn, cũng không có thương hắn. Ta đã có thể đối mặt với hắn, một cách rất bình thản. Ngươi biết không, ta cùng với hắn, rốt cục đã trở thành người xa lạ. Ta tưởng rằng, bệnh của mình vẫn còn nặng lắm. Mặc dù ta không muốn nói chuyện cùng nam nhân khác, nhưng là, ta lại thích nghe ngươi nói chuyện, chỉ cần như vậy, ta cũng thấy vô cùng thỏa mãn. Ta làm như vậy, ta tưởng nhớ, cũng chỉ vì muốn cáo biệt quá khứ. Mà ngươi, chính là người tốt nhất để chứng kiến ta đoạn tuyệt mối tình kia. Bởi vì, Tần Lạc, ta phải làm sao bây giờ? Ta thương ngươi, nhưng ta không biết phải nói với ngươi thế nào. Chương 79, hậu quả của việc đắc tội với phụ nữ. Bọn người quản tự ngồi ở một cái bàn phía sau Lâm Hoán Khê, trách chừng 45 độ. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt Lâm Hoán Khê nhưng lại có thể chứng kiến động tác nàng ngửa cổ uống rượu liên tục. Cách uống như vậy, vừa nhanh vừa vội, người biết suy nghĩ một chút là hiểu được tâm tình nàng có chút không thích hợp. Quản tự, có muốn qua xem nàng ta một chút không? Lý Lệnh Tây chỉnh chỉnh mắt kính, cười ha hả hỏi thăm. Vừa dứt lời thì mặt hắn đột nhiên gắt gao nhíu lại. Bàn tay nhỏ bé của Lăng Tiếu đang mạnh mẽ véo trên đùi hắn, mà vẻ mặt của nàng vẫn nhìn hắn cười ôn nhu ngọt ngào. Thân thể quản tự hơi ngả về phía sau, bộ dáng nhàn nhã dễ chịu, khoan khoái tựa vào lưng ghế mềm mại. Hai mắt hắn lại thâm trầm nhìn chằm chằm về phía sau thân thể đẫy đà mê người của Lâm Hoán Khê, khóe miệng như cười như không. Từ vẻ bên ngoài này, đây hoàn toàn là một nam nhân có thể khiến cho vô số phụ nữ đâm đầu vào xin chết. Mỗi cái giở tay nhấc chân đều biểu hiện một mị lực thành thục đầy nam tính, không phải phụ nữ bình thường có thể chống lại được. Không cần, quản tự nói, hắn biết, lúc này tốt nhất không nên xuất hiện. Phụ nữ có thể thua trận trong tình yêu, nhưng các nàng không thể mất đi sự tôn nghiêm của mình. Nếu như ngươi may mắn được chứng kiến bộ dạng chật vật của nàng, ngươi cũng rất có thể bị liệt vào nhóm những người không được hoan nghênh nhất. Các nàng chính là tinh linh, là thiên sứ, luôn luôn tôn thờ một chủ nghĩa duy mỹ. Nam nhân kia là ai? Bọn họ có quan hệ gì? Tại sao hắn lại đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ chuyện này lại có liên quan tới mình? Nếu như chỉ mới như vậy mà đã chật vật, nhớn nhác thế kia, hắc hắc, đối thủ này coi chừng không chịu nổi một kích. Nàng đang thương tâm, có lẽ cũng bởi vì mình. Quản tự hai tay bắt chéo sau đầu, ngón tay đan vào làm gối, trong lòng không thể không dậy lên chút ý tứ kiêu ngạo. Có thể làm cho một người phụ nữ nhớ mãi không quên. Vô luận là yêu, vô luận là hận, cũng là một điều đáng tự hào. Quản tự cùng nàng kia là bằng hữu sao? Lăng vẫn lạnh nhạt nhìn Lâm Hoán Khê lên tiếng hỏi. Với tính cách của, mấy loại chuyện này không đáng để quan tâm, nhưng là, hắn biết, muội muội lại hắn vô cùng quan tâm. Từ nãy tới giờ liên tục đưa mắt thúc giục mình lên tiếng. Là ca ca của một người như Lăng Tiếu, hắn cũng đành phải mặt dày hỏi ra một câu hết sức ngu xuẩn. Ít nhất thì hắn cũng nghĩ vậy. Tại sao mỗi khi dính dáng đến mấy chuyện tình cảm này, tính cách mọi người đều trở nên không bình thường nhỉ? Ngay cả một muội muội ngày bình thường không sợ trời, không sợ đất, nói chuyện thẳng băng như ruột ngựa, vậy mà hôm nay bộ dáng lại có thể thay đổi 180 độ, thật là khó tin. Là bằng hữu, quản tự gật đầu, đã từng. Tiếp theo, hắn lại nhìn Lăng Tiếu nói, Tiếu Tiếu, sau này có chuyện gì muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi ta, ngươi không cảm thấy bức bách Lăng vẫn như vậy có chút không phải sao? Lăng Tiếu mặt đỏ dần một cục, không nghĩ tới mấy động tác tiểu xảo của mình đều bị quản tự nhìn thấu, không ý tứ nói, hì hì, nhân ra ta cũng không có ý tứ hỏi mà. Cái gì là không có ý tứ? Tính cách của ngươi vẫn là trực tiếp sảng khoái, ấp a ấp úng như vậy sao còn là ngươi nữa? Quản tự vươn tay gõ gõ nhẹ lên đầu Lăng Tiếu, như vậy cũng không phải Lăng đại tiểu thư của chúng ta a. Lăng Tiếu ôm đầu cười khúc khích, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Khi còn bé, hắn cũng thường gõ đầu mình như vậy. Mình không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn thấy thập phần thân thiết. Mà cũng không biết từ lúc nào, có lẽ do mấy cái cốc này, mình lại thấy thích hắn nhỉ. Được rồi, các ngươi làm sao quen người kia? Quản tự lên tiếng hỏi. Người nào,
Lăng Tiếu hỏi. Người thanh niên mặc trường bào đó. Hắn hả, nhớ tới bộ dáng cuồng vọng của Tần Lạc, vẻ mặt Lăng Tiếu lộ rõ sự tức giận, nói, hồi nãy lúc ta và chữ Toái Toái đi xe vào bãi đỗ, gặp hắn đứng hổ đồ trước xe không cho chúng ta đi. Ta bấm còi nhắc nhở hắn, hắn vẫn không đi, nói nhẹ nhàng với hắn, ai ngờ hắn nổi khùng lên, nói toàn lời khó nghe. Không phải vậy, là ngươi lái xe quá nhanh, thiếu chút nữa đâm vào người ta. Sau đó lại còn bấm còi inh ỏi, hù dọa người ta chết khiếp mà. Chữ Toái Toái ở bên cạnh vạch trần bạn mình. Lăng Tiếu bấm bấm chữ Toái Toái mắng, Toái Toái, người đang giúp ai vậy? Ồ, ta biết rồi, người vẫn gọi người ta đại ca ca, tiểu ca ca mà, không phải là thích người ta rồi chứ? Nghe Lăng Tiếu nói, Lý Lệnh Tây vẻ mặt khẩn trương, nhìn chữ Toái Toái có đôi chút chờ đợi. Đâu có, mới gặp lần đầu tiên mà. Hơn nữa, bạn gái hắn lại vô cùng xinh đẹp, chữ Toái Toái đỏ mặt nói. Lăng Tiếu chăm chú nhìn hai tròng mắt chữ Toái Toái, xong hết rồi, Toái Toái xong rồi. Thật đáng thương cho tiểu loli, ai, sao lại tiện nghi cho tên hỗn đản kia quá vậy? Không được nói lung tung, ta đâu có ý tứ gì với hắn chứ, chữ Toái Toái tức giận nói. Tiếu Tiếu, không đùa Toái Toái nữa, Lăng vẫn quát bảo. Được rồi, không nói nữa. Toái Toái, người muốn ăn gì, ta gọi giúp ngươi nha. Lăng Tiếu cười nói. Không cần ngươi, ta tự chọn được rồi. Chữ Toái Toái đoạt lấy thực đơn nói. Quản tự, có muốn tìm hiểu thêm một chút về tên kia không? Lý Lệnh Tây cười hỏi. Không cần, không quan hệ, quản tự cười cự tuyệt. Bởi vì phong thái của Tần Lạc lúc vừa rồi khiến hắn căn bản không coi Tần Lạc là một đối thủ có khả năng uy hiếp mình. Đương nhiên, sau này hắn mới biết đây là một sai lầm rất lớn. Tần Lạc buồn vô cớ lang thang đi trên đường, xe cộ nhộn nhịp. Đèn đuốc sáng trưng hai bên phố cứ chậm rãi trôi qua. Nhưng là, sự náo nhiệt này lại thuộc về những người khác, căn bản không có quan hệ tới hắn. Người ta đi lại tấp nập, vẻ mặt ai cũng có chút tươi tắn, hớn hở, dù chỉ là những khuôn mặt thoáng qua. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình lúc này là một kẻ vô cùng đáng thương, không có nhà để về. Gió đêm thanh lương, Tần Lạc lại không hề cảm thấy rét. Hắn trời sinh dương mạch, thể chất có thuộc tính cường hỏa. Trời càng lạnh càng khiến hắn thấy thoải mái. Tại sao lại tức giận nhỉ? Nàng cùng với mình đâu có quan hệ gì? Lầm lũi bước đi không xác định mục đích, trong đầu Tần Lạc liên tục lật đi lật lại vấn đề này. Cho dù nàng muốn quay lại, cũng là lựa chọn của nàng, tại sao mình lại phải tức giận? Chẳng lẽ lại bởi vì, mình vốn tưởng rằng đã chữa trị tốt chứng bệnh ghét đàn ông của nàng rồi, nhưng lại rốt cục phát hiện nàng trầm sâu vào vũng bùn, khiến mình hoài nghi y thuật của bản thân. Tần Lạc lắc lắc đầu, nếu là như vậy, thì mình đúng là kẻ háo thắng, nhất định phải nghĩ biện pháp lần nữa chữa trị thật tốt cho nàng. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhớ rất kỹ, khi nhắc đến quản tự, nàng đã nói, ta nhớ kỹ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chính là tại nhà hàng này. Bàn ăn số 116, những lời này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, và cũng vô cùng chán nản. Nó giống như, một cảm giác chính mình bị người thân nhất phản bội. Phản bội. Sao lại có cảm giác phản bội được? Cố gắng bóc tách sự việc, Tần Lạc đang tìm mọi cách để giải thích nguyên nhân mình không thể khống chế tâm tình. Nguyên vốn tưởng rằng, đây là một buổi ước hẹn đẹp đẽ của hai người. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để thịt Lâm Hoán Khê. Nhưng là, đã có một nam nhân chạy tới, nói họ đã từng gặp nhau ở đây, cũng cái bàn này. Nói dối, ngươi là đồ nói dối. Nếu không, tại sao ngươi lại gọi Hồng Tử? Tần Lạc trong lòng ủy khuất vô cùng. Tần Lạc là một sử nam, thậm chí, về phương diện tinh thần, hắn cũng là một sử nam chân chính. Sau khi tới Yến Kinh, gặp Lâm Hoán Khê, hắn cảm thấy đây là một người phụ nữ rất thú vị. Hắn đối với nàng có chút hảo cảm, điểm này có lẽ ngay bản thân hắn cũng không phát hiện được. Đang trong lúc suy nghĩ miên man, điện thoại di động trong túi chợt rung lên. Lôi máy ra, Tần Lạc nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên Lệ Khuynh Thành. Những người trong lúc bi thương hoặc túng quẫn đều không muốn gặp, không muốn nói chuyện với ai. Một con sói bị thương chỉ muốn tìm một sơn động hẻo lánh, một mình gặm nhấm vết thương. Con người cũng không khác mấy. Nhưng hết một đợt chuông, lại đến đợt khác, cảm giác nếu hắn không nghe thì điện thoại sẽ kêu đến hết pin thì thôi. Đúng là tính cách của Lệ Khuynh Thành. Có việc gì vậy, Tần Lạc rốt cục lựa chọn nghe máy. Có trời mà biết được một phụ nữ có thể làm ra những chuyện điên cuồng gì. Phụ nữ sợ nam nhân lưu manh, nhưng nam nhân cũng sợ phụ nữ lưu manh không kém.
không có việc gì cả, chỉ là muốn nghe giọng của ngươi thôi. Ta nhớ ngươi mà, từ đầu bên kia, âm thanh Lệ Khuynh Thành truyền tới díu ra díu dít, nhưng cũng lảnh lót giống như tiếng còi giữa đêm khuya. Nếu không có chuyện gì, ta cúp máy đây, Tần Lạc nói. Chán ghét, đương nhiên là có chuyện, ta có chuyện rất quan trọng cần gặp ngươi. Ngươi đang ở đâu vậy? Ta, đang ở nhà, Tần Lạc trả lời. Ở nhà, thanh âm Lệ Khuynh Thành đột nhiên dừng lại, sau đó lại khúc khích, nhà các ngươi lớn thật đó. Lớn, sao lại lớn? Lớn đến nỗi trong nhà có xe hơi chạy như đèn cù. Tần Lạc trợn tròn mắt, đại não hắn vẫn mơ mơ màng màng, quên luôn chính mình đang đứng trên vỉa hè, bên cạnh thỉnh thoảng có xe đi qua, âm thanh cùng tiếng còi xé gió không dứt. Tiếng Lệ Khuynh Thành lại tiếp tục vang lên, càng ngày càng trở nên mị hoặc. Tiểu đệ đệ, ngươi biết tỷ tỷ hận nhất chuyện gì không? Không biết, Tần Lạc dứt khoát nói. Lừa dối, Lệ Khuynh Thành nói luôn đáp án. Đối với người lừa dối ta, ta luôn có mười mấy phương án trả thù. Còn với tiểu đệ ngươi, ta quyết định lựa chọn phương pháp tốt nhất. Phương pháp này ta còn chưa từng dùng qua. Trước tiên ta sẽ nói ra, ngươi nghe một chút xem có được không nhé. Ta nghĩ thế này. Mấy chuyện xấu xa của ngươi và Lâm Mỹ Nhân ở trường học ta vô cùng hâm mộ. Ta quyết định ngày mai sẽ không tới trường, mà gửi giấy phép nói thân thể không thoải mái. Sau đó, ta tìm cách gián tiếp ám chỉ cho mấy đồng nghiệp lắm mồm, rằng mình bị nôn mửa, thích ăn đồ chua, có thể là mang thai. Đợi tới khi chuyện này được truyền tới tai mọi người, ta sẽ đi làm trở lại. Chiều nào ta cũng đợi ở chỗ ngươi. Ngươi đói ta mang canh gà cho ngươi, ngươi lạnh ta mang cho ngươi áo khoác. Mà lúc ngươi không nóng, không lạnh, không đói thì ta sẽ kéo ngươi đi tản bộ. Hai tử à, ngươi cảm thấy cách trả thù này thế nào? Bất quá, một tiểu nam nhân nhỏ tuổi như ngươi, chỉ sợ chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Miệng của thanh trúc xà, nọc của ong vàng, ai nói hai cái này độc? Sai toét, độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Tần Lạc biết, hậu quả của việc chọc giận một nữ nhân là rất nghiêm trọng. Một người phụ nữ mà ngay cả danh dự của chính mình cũng từ bỏ, vậy còn cái gì nàng không dám làm đây? Vì vậy, dưới tình huống vô cùng khẩn trương, Tần Lạc lại chuẩn bị mắc sai lầm thứ hai. Kỳ thật là, ta đang trên đường trở về nhà. Sắp tới nhà rồi, Tần Lạc cười khổ chữa cháy. Có đúng không? Thiên chân vạn xác, hắn dứt khoát gật đầu. Đứng im ở đó, nghiêng cái đầu ngu xuẩn của ngươi sang bên trái 17 độ. Lệ Khuynh Thành nói dõng dạc. Mặc dù không cảm thấy cái đầu của mình là ngu xuẩn, nhưng không hiểu sao hắn vẫn làm theo. Vì vậy, hắn đã được nhìn thấy một màn kinh khủng nhất trên thế giới này. Tại một cửa hàng Sanen, đằng sau cái cửa kính trong suốt, có một cái ghế salon đỏ rực. Mà trên cái ghế đỏ rực đó, chính là Lệ Khuynh Thành. Nàng đang tươi cười một cách quỷ dị. Chương 80, nhìn ngươi giả ngốc, ta chỉ có thể cúi đầu. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Lệ Khuynh Thành khắc ta, ta khắc ai? Tần Lạc nghĩ nữ nhân này nhất định chính là khắc tinh của mình. Mỗi lần đối mặt với nàng, hắn đều bị nàng thu thập. Ai ra, khó trách nàng nổi danh với biệt hiệu, độc chi chu, nhện độc. Tần Lạc giống như một tiểu đệ tử, ngoan ngoãn khép nép đứng bên người, một mặt chăm chú nhìn nàng nhét cái bàn chân nhỏ nhắn vào trong đôi giày đen cao gót long lanh, một bên nhỏ giọng xin lỗi, ta cũng không phải cố tình lừa gạt ngươi, chỉ là không nghĩ lại đụng ngươi ở nơi này. Đúng vậy, nếu như không phải lúc này ngươi đụng phải ta, ta sẽ không biết được ngươi đang lừa dối ta. Lệ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Tần Lạc cười cười, tay vẫn chậm rãi buộc dây giày, sau đó quay sang nhân viên bán hàng đứng gần đó. Cầm cho ta xem thử cả đôi màu tím lúc nãy. Được, xin chờ một chút. Nữ nhân viên bán hàng có chút kinh ngạc nhìn Tần Lạc, khẽ liếc hắn một cái rồi chạy đi lấy đôi giày cho Lệ Khuynh Thành. Vừa rồi những gì Lệ Khuynh Thành nói trên điện thoại nàng ta đều nghe thấy hết, làm sao có thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gợi cảm như thế này lại đi thích một tên nhà quê cơ chứ. Đương nhiên, đây là chuyện riêng của khách hàng, nàng cũng chỉ có thể trong lòng đoán giả đoán non một chút mà thôi. Nhìn bộ dạng xấu hổ khép nép của Tần Lạc, miệng thì ngắc ngứ không biết trả lời thế nào, Lệ Khuynh Thành không khỏi che miệng cười khẽ, lấy tay vỗ vỗ lên ghế salon, lại đây, ngồi đây với tỷ tỷ. Tần Lạc ngồi bên cạnh Lệ Khuynh Thành, lập tức cảm thấy một mùi nước hoa sực nước tràn vào mũi. Ta vừa rồi nói phương pháp trả thù, ngươi thấy thế nào? Lệ Khuynh Thành hỏi. Không tốt, Tần Lạc vội vàng lắc đầu. Hắn không dám mạo hiểm, nhỡ đâu Lệ Khuynh Thành chạy đến trường học làm bậy một hồi.
chính mình sau này làm sao lấy vợ được đây? Mà hắn vốn có ý định cưa cẩm một cô nào đó ở trong trường. Không tốt sao, vậy ngươi nói xem ta phải trả thù ngươi thế nào? Lệ Khuynh Thành khẽ nghiêng đầu, gần như chạm vào vai hắn, hai thân thể lúc này muốn dính vào nhau. Không trả thù có được không? Tần Lạc cười khổ. Không được, không trả thù ngươi trong lòng ta không thoải mái. Lệ Khuynh Thành kiên quyết nói. Ta đây. Ngươi lấy thân báo đáp là được. Tiểu đệ đệ, Lệ Mỹ Nhân nói vậy mà ngươi không hiểu sao, vô cùng đơn giản mà. Không biết Nhiễm Ngọc từ địa phương nào chui ra, ghé vào phía sau hai người cười hì hì. Nhiễm Ngọc, ngươi miệng thối. Lệ Khuynh Thành xoay người mắng. Đúng vậy, luôn không nhịn được mà đi vạch trần tâm tư người khác, ta cũng cảm giác được miệng mình không được thơm lắm. Nhiễm Ngọc vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta sẽ không ở chỗ này làm phiền hai người nữa. Mới vừa nhận được điện thoại của một tỷ muội, ai, nàng lại thất tình, muốn nhảy lầu. Ta phải chạy tới đó một lát. Rồi lại quay sang Tần Lạc nói, tiểu xuất ca, Lệ Mỹ Nhân của chúng ta giao cho ngươi. Nữ nhân này họ Tiện, ngươi mềm mỏng không được đâu, phải mạnh mẽ lên nàng mới thích. Chúc hai người một đêm tràn ngập xuân ý nha. Tần Lạc cười khổ vẫy tay chào Nhiễm Ngọc, người phụ nữ này mặc dù mồm miệng có chút ác độc nhưng tâm địa thì phi thường tốt. Lệ Khuynh Thành giơ giơ đôi giày tím, hỏi Tần Lạc, người thấy đôi này đẹp không? Tần Lạc gật đầu nói, cũng đẹp. Câu này không phải nói dối, hắn đúng là nói những gì mình nghĩ. Nhưng là, hắn cũng không phải khen giày đẹp, mà chân Lệ Khuynh Thành đúng là rất đẹp, vô luận xỏ cái gì vào thì cũng phi thường tốt. Đương nhiên, không xỏ gì thì còn tốt nữa. Được, hai đôi giày này gói lại hết cho ta. Lệ Khuynh Thành nói với người bán hàng. Được, xin chờ một lát. Người bán hàng vui vẻ nói. Hai đôi giày này nhìn vậy nhưng mà cũng giá mười mấy vạn, hoa hồng của nàng ta cũng không phải ít. Để ta mua tặng ngươi. Tần Lạc lôi ví ra định trả giúp nàng. Có một vị tiền bối đã từng nói, có hai con đường tắt để đối phó với phụ nữ, thứ nhất là châu báu, thứ hai là công phu trên giường. Châu báu tạm thời không thích hợp lắm, mà công phu trên giường thì Tần Lạc cũng không phải là rất tự tin. Cho nên, tặng đôi giày chuộc tội chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Người bán hàng tiếp nhận thẻ tín dụng của Tần Lạc mà vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Nam nhân này nhìn vậy mà có thể rút ra mười mấy vạn mua giày cho phụ nữ. Chờ một chút, Lệ Khuynh Thành ngăn cản Tần Lạc, người sao lại chán ghét như vậy chứ? Sao vậy, ta chỉ muốn mua đôi giày này bồi tội với ngươi thôi mà. Tần Lạc cười khổ giải thích, ý nghĩ của phụ nữ thật là kỳ quái, căn bản không thể đoán được. Chẳng lẽ ngươi không biết tặng giày đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cho cái gì? Tần Lạc lắc đầu, hắn chỉ biết tặng hoa hồng đại biểu cho tình yêu mà thôi. Nghĩa là ngươi muốn ta biến đi. Vì tỏ vẻ chính mình không muốn Lệ Khuynh Thành biến đi, Tần Lạc chỉ có thể thu hồi thẻ tín dụng của mình, đứng chôn chân bên cạnh nàng ta. Đi, tỷ tỷ mời ngươi uống nước. Lệ Khuynh Thành cầm hai cái túi rồi dúi vào tay Tần Lạc. Uống gì, ta sẽ không uống rượu đâu. Tần Lạc vội vàng nói. Tửu lượng hắn quá kém, một chén là gục. Ở cùng một chỗ với nữ lưu manh Lệ Khuynh Thành này khiến hắn có cảm giác rất không an toàn. Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tần Lạc, ai nói muốn mời ngươi đi uống rượu. Chúng ta đi uống cà phê. Bởi vì chỗ bọn họ hiện giờ là ngã tư đường, nên đi mấy bước là đã nhìn thấy một quán cà phê rồi. Lệ Khuynh Thành gọi đồ cho mình, rồi cũng rất tự nhiên gọi luôn đồ cho Tần Lạc, chẳng hỏi xem hắn có thích hay không, sau đó buông mình xuống ghế salon, thoải mái nhìn Tần Lạc, bây giờ ngươi có thể đem chuyện kinh thiên động địa bi thảm kia nói cho tỷ tỷ ta nghe được rồi. Gì, Tần Lạc sửng sốt, ngươi không phải định nói rằng tối nay không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Lệ Khuynh Thành bĩu môi cười nói, nếu như ngươi dám nói vậy, có tin không ta mang cả ly cà phê đổ lên mặt ngươi. Ngươi như thế nào biết ta có chuyện? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Người phụ nữ này đúng là quá khủng khiếp. Lúc bình thường ngươi bước đi hết nhìn đông lại ngó tây tìm xem mỹ nữ miệng, sao giống mình thế nhỉ? Lúc không bình thường mới chuyên tâm bước đi, giống như mất hồn vậy. Ta đây là một đại mỹ nữ, ngồi lù lù sau cửa kính trước mặt ngươi, làm đủ mọi động tác để vẫy gọi ngươi, vậy mà ngươi không hề phản ứng, không phải là có chuyện sao? Lệ Khuynh Thành không kiêng nể gì vạch mặt hắn. Nói đi. Không chừng ta có thể giúp ngươi đó. Tần Lạc do dự một lát rồi nói hết những gì mình băn khoăn trong lòng cho Lệ Khuynh Thành nghe. Mặc dù nhân phẩm của Lệ Khuynh Thành nhìn bề ngoài có vẻ là người hư hỏng, nhưng là chưa ai thực sự chứng kiến những chuyện của nàng ta. Tần Lạc ngược lại còn cảm giác nàng ta là một người rất đáng tin cậy.
Nếu như hắn có tâm sự gì, có lẽ sẽ không nói với Lâm Hoán Khê, nhưng là, hắn sẽ lựa chọn nói cho Lệ Khuynh Thành. Ngươi thích nàng, Lệ Khuynh Thành nghe xong một lượt, liền hỏi một câu. Tần Lạc lắc đầu nói, ta không biết, chắc là không có chuyện đó đâu. Ngươi có thích nàng, lúc này Lệ Khuynh Thành trực tiếp nói ra kết luận. Tại sao? Tiểu đệ đệ, ngươi không nên hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Trên mặt của ngươi đã biểu hiện rất rõ ràng, một đứa trẻ ngốc nhất cũng có thể nhìn ra ngươi có thích nàng ta hay không. Ngươi không phải cảm giác mình đang bị người phản bội, mà là ngươi đang ghen. Tần Lạc cả kinh, chẳng lẽ đây là sự thật? Bất quá, nghe lời ngươi miêu tả thì nam nhân kia có vẻ là người rất điển trai. Ngươi mà nhìn thấy hắn, không chừng cũng sẽ thích hắn cho mà xem. Phi, lão nương ta gặp qua nam nhân vô số, có thể để ta coi trọng thật sự còn chưa có ai. Sau đó, nàng ta lại đưa mắt nhìn Tần Lạc, nói, bất quá, ngươi là một ngoại lệ. Nếu Lâm tỷ tỷ không thích ngươi, vậy ngươi thấy Lệ tỷ tỷ thế nào? Ngươi xem, ta so với nàng ta thế nào? Tần Lạc lắc đầu, nói thật, Lâm Hoán Khê cùng Lệ Khuynh Thành nhìn bên ngoài thì rất khó phân định. Một người lạnh lùng như băng, một người lại nhiệt tình như lửa. Một người khiến người ta muốn mạnh mẽ chinh phục, một người lại khiến người ta có cảm giác bị chinh phục mạnh mẽ. Một tổ hợp băng cùng hỏa, thật sự là không thể tả nổi. Bộ ngực của ta không có to bằng sao? Tần Lạc chăm chú nhìn Lệ Khuynh Thành cố ý ưỡn ngực lên phía trước, sau đó lại nghĩ tới bộ ngực của Lâm Hoán Khê. Hắn lắc đầu. Chân của ta không đẹp bằng sao? Tần Lạc lắc đầu. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Ta cảm giác chúng ta không hợp. Chỉ dựa vào cảm giác, ngươi đúng là một tên khùng. Tỷ tỷ ngươi lần đầu tiên chủ động biểu lộ với nam nhân, vậy mà bị ngươi cự tuyệt. Lệ Khuynh Thành cười cợt nói. Tần Lạc thở dài nói, ngươi biết chỗ nào có bán nhà ở không? Ngươi muốn mua nhà, Lệ Khuynh Thành hỏi nhưng ngay lập tức hiểu được tình cảnh của Tần Lạc. Nếu như thật sự Lâm Hoán Khê không quên được tình cũ, Tần Lạc tiếp tục ở lại Lâm gia có chút không thích hợp. Hai người ngẩng đầu không nhìn nhau, cúi mặt vẫn chạm nhau, chỉ khiến cho quan hệ càng ngày càng cứng nhắc. Ừ, càng nhanh càng tốt, Tần Lạc nói. Mau mấy cũng phải sang ngày mai chứ. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa hỏi lại, hay là tối nay ngươi tới nhà tỷ tỷ ngủ đi. Tần Lạc cả kinh, vội vàng lắc đầu. Một phụ nữ đi theo một nam nhân về nhà có ý nghĩa gì? Một nam nhân đi theo một phụ nữ về nhà cũng đồng dạng nguy hiểm không kém. Có cái gì phải sợ? Ta đâu có ăn thịt ngươi. Lệ Khuynh Thành giận dữ, hơn nữa, cho dù ta muốn ăn ngươi, không phải cũng là sung sướng cho ngươi sao? Ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Tần Lạc lộ vẻ đáng thương. Rốt cuộc có đi hay không? Không đi. Thật sự không đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta cảm thấy chúng ta ở cùng không hay. Hỏi một lần cuối cùng. Rốt cuộc ngươi có đi hay không? Không đi thì chịu chết cóng ở ngoài đường nhé. Lệ Khuynh Thành vỗ bồm bộp lên bàn. Đi, Tần Lạc vội vàng đáp ứng. Hắn sợ nhất là bị người khác uy hiếp. Lệ Khuynh Thành gật đầu, đùa giỡn mà nói, yên tâm đi. Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Lần này Tần Lạc cố tình dành trả tiền, Lệ Khuynh Thành cũng không ngăn cản. Hai người sóng vai ra khỏi quán cà phê. Thế nhưng cũng không ai nghĩ vừa ra khỏi cửa lại gặp một chiếc xe sành điệu khác hướng tới bọn họ bóp còi inh ỏi. Cửa kính xe được kéo xuống, lộ ra gương mặt của Lý Thanh Ương gắt gao nhìn Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc, lạnh lùng cười nói, lần trước ta không chỉnh ngươi, coi như ngươi gặp may mắn. Tiểu tử, ngươi chờ xem, hôm nay chúng ta lại đụng đầu rồi. Nếu như đứng bên cạnh Tần Lạc lúc này là Vương Cửu Cửu thì Lý Thanh Ương kia không bao giờ dám nói ra mấy câu cuồng ngạo này. Thậm chí, hắn có lẽ đã trực tiếp quẹo xe rời đi rồi. Nhưng lúc này Tần Lạc lại đứng cùng Lệ Khuynh Thành, rồi lại một lần nữa đụng phải vết thương cũ của hắn. Đây đúng là một phụ nữ xinh đẹp mê người, giống hệt với những vưu vật hắn vẫn hằng đêm mơ tưởng. Nghe Lý Thanh Ương nói, hai tròng mắt Lệ Khuynh Thành bắt đầu hết nhìn đông lại ngó tây. Ngươi tìm cái gì vậy? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Hắn còn tưởng rằng nàng bị mất đồ vật quý giá gì. Cục gạch. Tìm cục gạch làm gì? Nơi này đào đâu ra gạch? Tần Lạc vừa cười vừa hỏi lại. Lúc này Lệ Khuynh Thành dường như đột nhiên nghĩ ra lời của Tần Lạc nhắc nhở, ngồi xổm xuống hí hoáy cởi chiếc giày cao gót đen ra. Tháo được mấy cái dây, nàng lôi một chiếc giày ra, cầm ở trên tay, tập tễnh đi tới trước cái xe kia. Ngươi muốn làm gì hả? Lý Thanh Ương nhìn bộ dáng Lệ Khuynh Thành mang theo giày cao gót thì đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Lệ Khuynh Thành quyến rũ cười với hắn. Sau đó cầm đầu chiếc giày,
gõ gõ cái gót nhọn hoắt, chẳng biết có bọc sắt không nhưng nhìn bóng loáng, hướng đến của cái đầu nhọn đó chính là cái đèn xe sáng choang. Rắc rắc, một tiếng giòn tan, chiếc vỏ nhựa đơn giản là không tốn mấy sức lực đã bị nàng gõ nát bấy. Rắc rắc, Lệ Khuynh Thành đã có mặt ở bên kia, giải quyết nốt cái đèn trước còn lại. Ngươi, một con tiện nhân, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đấy hả? Lý Thanh Ương từ trong xe chui ra, nhìn Lệ Khuynh Thành giận dữ hét lên. Lệ Khuynh Thành căn bản là mặc kệ hắn, xoay người đi tới trước mặt Tần Lạc, đưa chiếc giày cho Tần Lạc, cười hì hì nói, không phải tâm tình ngươi không được tốt sao? Hai chiếc đèn phía sau ta để dành cho ngươi, tới gõ đi, sảng khoái vô cùng. Chứng kiến ngươi giả bộ ngốc, ta chỉ có thể cúi đầu. Lại còn bị ngươi lừa gạt, cái gì mà tìm cục gạch chứ? Lệ Khuynh Thành mặc dù có vẻ đang rất điên cuồng, nhưng nàng vẫn vô cùng diễm lệ, vẫn vô cùng bình thản. Giờ khắc này, Tần Lạc đang thầm nghĩ, nếu chính mình nằm dưới được nàng uyển chuyển hầu hạ, cũng không biết có dám mạnh mẽ mà thể hiện một chút nam tính hay không. Không biết có phải ý lão tác giả này là được nàng hầu hạ mà chưa chắc đã ngóc lên được hay không nữa. Chết mất với tên này. Chương 81, làm người xấu chính là để bắt nạt. Như vậy không tốt sao? Tần Lạc cầm chiếc giày cao gót của Lệ Khuynh Thành, nói. Nữ nhân này, ngay đi giày cũng đều gợi cảm như thế. Cầm lấy chân của nàng, cũng giống như là đang ôm vòng eo xinh đẹp của nàng vậy. Đều tinh tế đến mê người. Có gì không tốt sao? Người xấu chính là để bắt nạt. Lệ Khuynh Thành nói, nếu như có thể làm cho người mà cậu ghét tâm tình ngày càng kém đi, thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Được rồi, tôi cũng phải thử mới được. Tần Lạc nói, lúc trước hắn bị học viện trung y đuổi việc, chính là do tiểu tử này ở đằng sau động tay động chân. Hắn vẫn chưa tìm được cơ hội báo thù. Hắn nghĩ vậy liền cố tình đi lùi về phía sau, rồi nhắm ngay đèn sau BMW đi trước đâm thẳng vào. Răng rắc, một tiếng vỡ tan vang lên, chiếc đèn sau khi bị Tần Lạc đụng vào bèn dập nát. Cùng lúc đó, một cảm giác thành tựu rất khó tả sinh ra, làm cho toàn bộ thể xác và tinh thần Tần Lạc đều trở nên thư thái vô cùng. Thì ra làm người xấu bắt nạt kẻ khác lại có cảm giác sảng khoái đến như vậy. Vì thế, không cần Lệ Khuynh Thành chỉ đạo, Tần Lạc cầm theo chiếc giày cao gót chạy tới đập nát một bên đèn sau còn lại. Vẫn còn cảm thấy chưa được đã nghiền, Tần Lạc đem luôn kính chiếu hậu, cửa xe tất cả đều gõ vỡ vụn. Mượn câu của Napoleon mà nói thì, ta nhìn thấy, ta đập hết. Cuối cùng, cỗ xe BMW còn mới tinh đã biến thành một đống hỗn độn. Không có nơi nào còn đầy đủ. Đồ vô lại, tiện nhân, các ngươi chờ đấy, Lý Thanh Ương biết nếu động thủ thì, mình không phải là đối thủ của Tần Lạc. Người tài xế ở xe bên cạnh thấy thế bị dọa xanh mặt, quay lại phía bạn gái đang lấy tay che mặt hét toáng, quát, kêu cái gì? Nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Kỳ thật, không cần bọn họ báo, ven đường đã có cảnh sát tuần tra nhìn thấy dị trạng ở bên này, chính họ cũng đang nhanh chóng chạy tới bên này. Chạy mau, Lệ Khuynh Thành bắt lấy tay Tần Lạc, hai người rất nhanh hướng phía đường cái chạy đi. Tần Lạc vốn cho là Lệ Khuynh Thành dẫn hắn trở lại Khuynh Thành quốc tế, bởi vì hắn biết tầng 3 có chỗ để nghỉ ngơi. Không nghĩ tới nàng lại lái xe chạy đến Tử Trúc Uyên, là nơi vô cùng nổi tiếng xa hoa ở Yến Kinh. Lệ Khuynh Thành ở bên cạnh nơi này cũng có một căn phòng nhỏ. Ngươi là người đàn ông đầu tiên tiến vào trong phòng của tỷ tỷ đó. Lệ Khuynh Thành vừa lái xe vào nhà, vừa nói. Tần Lạc cười tủm tỉm, không nói gì. Theo lời đồn thì, Lệ Khuynh Thành một tuần phải thay một người đàn ông, chẳng lẽ không có một người nam nhân nào có tư cách tiến vào nơi này. Trong phòng các loại đồ trang trí rất mốt, bên trong không bền bộn như tưởng tượng, mọi thứ đều được thu xếp rất ngăn nắp. Lệ Khuynh Thành vừa mới vào nhà, còn chưa kịp bật đèn, một con vật màu đen cực kỳ nhanh nhẹ lao tới. Có sát khí. Tần Lạc đang muốn xông làm cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, chợt nghe đến Lệ Khuynh Thành ôm con vật màu đen kia yêu thương nói, mị mị, ngươi lại không ngoan rồi. Meo meo, con vật màu đen kia kêu một tiếng, tỏ ra bất mãn đối Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc lúc này mới nhìn rõ, con vật này dĩ nhiên là một con mèo nhỏ lớn cỡ bằng bàn tay. Kịch, Lệ Khuynh Thành bật đèn tường lên, quay lại nói với Tần Lạc nói, mị mị. Rất đáng yêu phải không? Đáng yêu, Tần Lạc gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của mị mị, nằm trong lòng ngực Lệ Khuynh Thành, một chân còn theo cổ áo tiến vào bên trong, thăm thú khe hở hun hút mê người, Tần Lạc cũng có chút hâm mộ con mèo này. Bình thường chỉ có một mình tôi ở chỗ này, thỉnh thoảng cũng cảm thấy có chút cô đơn, cho nên mới nuôi thêm một con mèo. Vào đi,
cứ ngồi tự nhiên, trong khi cậu chưa mua được nhà, thì cậu cứ ở tạm ở nơi này đi. Cũng được, Tần Lạc ở trước cửa cởi giày, bước chân trần đi trên thảm gỗ trong phòng. Lệ Khuynh Thành đem Mị Mị từ trong ngực thả ra ngoài, sau khi duỗi lưng một cái, quay lại nói với Tần Lạc, bởi vì không nghĩ là có người đến ở cùng, cho nên, căn nhà này mặc dù có ba phòng, nhưng lại chỉ có một cái giường. Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể ngủ chung một giường. Tôi không ngại, Tần Lạc nói, cố gắng khống chế biểu tình trên mặt, cố gắng không cười ra tiếng. Cậu không ngại, nhưng tôi thì có. Lệ Khuynh Thành nói, cậu ngủ sofa đi. Vậy cô hỏi tôi làm gì? Tôi chỉ muốn xác nhận cậu là người thành thật hay không thôi. Lệ Khuynh Thành cười duyên nói, được rồi, tôi muốn đi tắm. Nếu đã ở chung một phòng, chúng ta cũng có ba điều hiệp ước đi. Thứ nhất, áo ngủ của ta hơi mỏng, cho nên, không cho cậu được nhìn lén. Thứ hai, không được lấy một ít thứ không nên lấy. Ví dụ như đồ lót của tôi. Thứ ba, không được thừa dịp tôi đang ngủ vụng trộm mở phòng. Đương nhiên, nếu lúc tôi cho cậu đi vào, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Cậu có thể giãy giụa, nhưng là không được giãy giụa quá mạnh mẽ. Tần Lạc bị ánh sáng mãnh chiếu vào làm tỉnh giấc, đêm qua hắn nằm mơ, trong mơ hắn và Lệ Khuynh Thành nằm cùng một chỗ, ôm nhau thắm thiết. Lệ Khuynh Thành mặc bộ áo ngủ màu đen, mỏng như cánh tằm, bộ ngực phập phồng cùng cặp đùi gợi cảm đều lộ hết ra bên ngoài. Hắn giống như con mèo tên là Mị Mị kia, đem đầu vùi vào trong cái khe không đáy ở giữa hai quả đồi đầy đặn. Uy, Sắc Lang, tỉnh dậy. Lệ Khuynh Thành đột nhiên ở bên tai vang quát lên. Tiếp theo, cái mũi hắn bắt đầu không thể hô hấp nổi. Mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là một mảnh da thịt cùng đôi vú trắng bóc trước ngực lộ ra. Lệ Khuynh Thành khom người xuống cầm lấy cái mũi của hắn, kết quả cảnh xuân trước ngực bỗng lộ ra, cái cổ áo rộng thùng thình kia không có cách nào che lấp được hai con thỏ trắng muốt đầy đặn, chỉ thiếu một chút nữa là chúng có thể nhảy ra ngoài. Mới sáng sớm, không cần phải mặc gợi cảm như vậy đi. Tần Lạc thống khổ nói, định câu dẫn người khác sao? Đêm qua trong lúc vô tình bắt gặp cảnh nàng bước ra sau khi tắm rửa, làm cho hắn làm cả đêm nằm y mộng. Giấc mơ kiều diễm. Hôm nay sáng sớm vừa mở mắt, nàng lại bắt đầu tấn công đợt thứ hai bằng nhục đạn. Chính mình mặc dù là một sử nam, nhưng mà, cũng không có nghĩa là cả đời đều là sử nam. Các chức năng trên cơ thể của một người đàn ông đều rất bình thường. Hắn cũng có nhu cầu. Rất gợi cảm phải không? Tôi xem đêm qua bộ dáng của cậu xem rất có hứng thú, xem đếm nước miếng đều chảy ra. Cho nên hôm nay mới cố ý mặc cho cậu xem đấy. Tần Lạc ngượng ngùng, không nghĩ tới vẻ mặt của mình đều bị nàng thấy được. Tần Lạc cầm lấy chiếc di động nằm trên sàn nhà nhìn xem, đã sắp đến 9 giờ 30 rồi. Hắn từ ghế salon nhảy dựng lên, hướng tới phòng rửa mặt chạy tới. Sau khi nếm qua bữa sáng đơn giản của Lệ Khuynh Thành làm, hai người ngồi xe hướng Đại học Y khoa Thủ đô tiến đến. Xe ở trước cổng trường học liền dừng lại, đang muốn xuống xe tiến vào trong trường, bỗng nhìn thấy một chiếc BMW màu nâu chậm rãi chạy lại đây. Lệ Khuynh Thành nhìn qua chiếc BMW một cái, rồi quay sang trêu ghẹo Tần Lạc, hì hì, tình nhân nhỏ của cậu đến rồi kìa. Tần Lạc nhìn thoáng qua chiếc BMW kia, trong lòng cảm xúc đan xen lẫn lộn. Nếu không phải phát sinh chuyện kia, nếu như mình còn ở tại Lâm Gia, thì, hắn nhất định cũng đang ngồi trong chiếc xe này. Tần Lạc tránh sang một bên, đưa tay ra chào Lâm Hoán Khê. Nhưng chiếc xe BMW cũng không dừng lại, cứ đi thẳng qua Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành. Như là không hề phát hiện ra còn có một người là Tần Lạc đang đứng ở đây. Tần Lạc cánh tay đưa ra giữa không trung, dường như một cánh tay được điêu khắc bằng đá. Bởi vì tiết thứ ba mới có tiết, cho nên Tần Lạc không có lập tức đi tới phòng học, mà hướng phía văn phòng đi tới. Thầy Chu thấy Tần Lạc đi vào, liền cầm bản thảo mình mới viết xong đưa cho một ông thầy bên cạnh nói, thầy Lý, đây là bài giảng nghiên cứu về trung y mà tôi mới viết xong. Thầy xem còn có vấn đề gì cần phải chỉnh sửa không? Thầy Lý tiếp nhận bản thảo, cười nói, thầy Chu, nói về nội kinh thì người có uy tín nhất, có kiến thức nhất, ở toàn Yến Kinh này cũng không có người nào vượt qua thầy. Những gì thầy viết đều rất cao thâm, tôi làm sao có thể có ý kiến gì được chứ? Nhìn hai ông lão chủ nhiệm ngồi đó tâng bốc lẫn nhau, Tần Lạc cũng chỉ cười tủm tỉm, không nói gì. Hắn đã đáp ứng thầy Vương, đại biểu tổ chuyên gia phát biểu ở đại hội. Đến lúc đó mới cho bọn họ một sự kinh ngạc đi. Hả, thầy Tần lên báo này. Nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn lật xem báo thời báo y học hôm nay mới đưa tới, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Ai lên báo, ai,
Tiểu Triệu mập mạp lên tiếng hỏi. Là thầy Tần, là thầy phải không? Ảnh chụp rất giống thầy. Tiểu Mẫn quay sang nhìn Tần Lạc, vẻ mặt chờ mong hỏi han. Tần Lạc nhìn lướt qua, phát hiện mặt trên là cái tít, Thái Ất Thần Châm truyền nhân hiện thế, Châm Vương Vương tu thân tự nhận tài nghệ không bằng người, hoành tráng trên cả mặt báo. Mặt trên, còn có ảnh của chính mình đứng ở trên bậc thang tiếp nhận phỏng vấn. Vây quanh Vương tu thân cùng lão Trác đều vài người làm về y học có máu mặt ở Yến Kinh, như sao quanh trăng đem Tần Lạc vây vào giữa. Áo xanh phất phơ, lông mày lưỡi mác, trên mặt mỉm cười, lộ vẻ tự tin kiêu ngạo. Điều duy nhất làm cho Tần Lạc có chút bất mãn chính là, người biên tập hình ảnh thế nào nhưng không dùng PS, Photoshop đem, tiểu đậu đậu, phía dưới kia đang, thượng hỏa, kia cắt đi. Nghe được lời nói của Tiểu Mẫn, tất cả các thầy giáo trong văn phòng tất cả đều vây quanh lại đây. Ngay cả thầy Chu Lão cùng thầy Lý đang xem bản thảo cũng không ngoại lệ. Không có khả năng, nếu thầy Tần thật sự là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm, thì còn ở nơi này của chúng ta làm thầy giáo sao? Tiểu Triệu cười ha ha nói. Bình thường hắn luôn nịnh nọt thầy Chu, nên mối quan hệ với Tần cũng có chút bất hòa, tự nhiên không muốn tin vào sự thật trước mắt. Đúng thế, quá hoang đường, thầy Lý nói. Lão Chu nhìn Tần Lạc, lại xem hình trên báo, nói, chỉ là giống nhau mà thôi. Trên cái thế giới này, người giống nhau thật sự là rất nhiều. Trước đó vài ngày tôi còn nhìn thấy trên báo một người nhìn rất giống bạn học cũ của tôi, kết quả khi gọi điện thoại qua hỏi, lại không phải là hắn. Tiểu Mẫn chỉ vào một loạt chữ nhỏ trên báo, nói, nhưng mà, truyền nhân của Thái Ất Thần Châm tên cũng gọi là Tần Lạc. Không phải trùng hợp quá vậy đi. Tiểu Mẫn bởi vì quá kích động, cơ bản là không chú ý tới biểu tình trên mặt của những người khác, đối Tần Lạc nói, thầy Tần, người này có phải là anh không? Anh cũng sẽ không bảo đây là trùng hợp đấy chứ. Đây không phải là trùng hợp, Tần Lạc cười nói, là tôi đấy. Là anh, thật là anh sao? Thầy Tần, làm sao anh không nói sớm chứ? Thật lợi hại, Tiểu Mẫn vui vẻ từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy tới lôi kéo tay Tần Lạc, vẻ mặt vui mừng nhảy nhót như chim sẻ. Mọi người ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn Tần Lạc, không biết biểu hiện biểu tình ra cái dạng gì mới đúng. Hắn, thật là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Tin tức này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá rung động, làm cho bọn họ không có cách nào chấp nhận. Tiểu Triệu lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian, chán nản nhận ra, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Nhìn đến bọn họ mặt như màu đất, Tần Lạc trong lòng rất chi là sung sướng. Hắn nhớ tới câu nói đêm qua của Lệ Khuynh Thành, làm người xấu chính là để bắt nạt. Chương 82, hướng dẫn mốt. Từ trên người Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc học được một cái đạo lý làm người, ai làm mình không vui, thì phải khiến cho hắn thật đau khổ. Tiểu Tần, cậu thật sự là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Lão Chu cũng bất chấp mâu thuẫn trước kia với Tần Lạc, chủ động lên tiếng hỏi. Thậm chí, hắn có cố gắng từ trên mặt nặn ra một nụ cười. Chẳng qua có vẻ hơi keo kiệt, bởi vậy nụ cười kia rất khó coi, nếu không cẩn thận quan sát, thậm chí cũng chẳng ai thấy được. Không phải. Tần Lạc lắc đầu, tảng đá lớn trong lòng lão Chu rơi bịch xuống đất, ngay cả nụ cười nhỏ nhoi trên mặt đều biến mất. Biết ngay mà, tôi biết ngay, điều này sao có thể? Tiểu Mẫn, tờ báo này cô lấy ở đâu ra thế? Không phải là đồ của học sinh trường mình viết ra đấy chứ? Thật sự là lung tung, lão Chu tức giận nói. Tần Lạc cười, tôi quả thật không phải truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Thông tin truyền thông nói thông tin này quả là sai lầm. Bởi vì trên cái thế giới này, chỉ có mình tôi biết loại châm pháp này. Không ai truyền cho tôi, cho nên tôi cũng không phải là truyền nhân của ai cả. Cậu, thầy Tần, anh ký tên cho tôi một cái. Tôi muốn cầm khoe với bạn học. Ha ha, thật không thể ngờ được. Mình lại cùng với truyền nhân của Thái Ất Thần Châm cùng làm việc ở một phòng. Tiểu Mẫn quả thật cầm ngay một quyển sổ tay lại đây, đưa cho Tần Lạc ký tên. Tần Lạc ở trên quyển sổ tay của nàng viết lên hai chữ Tần Lạc rồng bay phượng múa. Lại khiến cho cô bé hét một trận chói tai. Tiểu Mẫn, ở trong văn phòng la to như vậy là sao? Còn có một chút hình dáng cô giáo nào nữa không? Cho dù là cái gì truyền nhân, thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Mấy năm nay, người treo đầu dê bán thịt chó rất nhiều. Những ký giả kia cũng không có một chút trách nhiệm nào, mọi chuyện còn không có điều tra rõ ràng, cũng dám viết loạn cả lên. Cũng dám nói dối cả độc giả. Lão Chu không dám đối đầu với Tần Lạc, quay sang giáo huấn Tiểu Mẫn. Thầy Chu, thầy không hiểu, Thái Ất Thần Châm rất lợi hại. Trước kia tôi xem qua một chương trình nói về Thái Ất Thần Châm.
nghe nói phải lấy khí vận châm cơ mà. Rất thần kỳ. Cái gì không hiểu, làm sao tôi không hiểu được. Tôi. Lão Chu còn muốn nói điều gì đó, nhưng tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên. Tần Lạc đối với Tiểu Mẫn gật đầu chào, rồi cầm sách giáo khoa hướng phòng học đi tới. Dọc đường, Tần Lạc đột nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người chú ý tới hắn nhiều hơn. Còn không ngừng có học sinh chủ động chạy tới chào hỏi. Thầy Tần mặc bộ quần áo này trông đẹp trai ghê. Thầy Tần, ký tên cho em một cái được không? Thầy Tần, mắt thầy có, giữ mắt, ken mắt. Tần Lạc biết, nhất định là cuộc phỏng vấn ngày hôm qua lên đã báo. Những học sinh này có tin tức vô nhanh chóng, cho nên, bọn họ mới bắt đầu chú ý tới mình. Hơn nữa, để cho Tần Lạc dở khóc dở cười chính là, hắn phát hiện trong phòng học có không ít nam sinh cũng học hắn mặc trường bào áo dài. Màu trắng, màu đen, màu xanh, to, nhỏ, ngắn, dài. Ngay cả Lý Hùng và mấy đứa hung dữ khác trong lớp cũng mặc một bộ trường bào màu xanh trường bào, điều này làm cho Tần Lạc có cảm giác không được tự nhiên. Người ta mặc trường bào thấy hào hoa phong nhã, phong lưu anh tuấn, những người này mặc vào xem thế nào đều giống như lưu manh vậy. Khí chất, chính là khí chất, các ngươi hiểu không? Mặc trường bào yêu cầu khí chất, bọn này văn hóa to bằng cái bánh bao. Tần Lạc dùng cái thước gõ xuống bàn, ý bảo mọi người im lặng, nói, tôi nghĩ, rằng mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đúng hay không? Đúng, mọi người chăm miệng một lời hô, thấy sự thấu hiểu của Tần Lạc mà cảm thấy cao hứng. Cho các cô cậu 5 phút, sau đó chúng ta bắt đầu học, Tần Lạc đem di động trong túi áo móc ra, nhìn thời gian, sau đó đặt lên bục giảng trên bàn. Thầy Tần, thầy thật là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Đúng. Thầy Tần, thầy có môn phái không? Giống như trong võ hiệp tiểu thuyết viết Thiếu Lâm võ đàng ấy. Có phái, là y học phái. Thầy Tần, thầy có võ công hay không? Vấn đề này đều không cần Tần Lạc trả lời, học sinh của hắn đã giúp hắn đáp. Thầy Tần đương nhiên biết võ công. Đúng thế, thầy Tần thân thủ rất lợi hại đó. Chúng ta đều thấy qua mà. Thầy Tần một người đánh ngã một đám lưu manh, không bị thương một chỗ nào hết. Lần trước vụ xung đột ở KTIV, trong lớp có không ít học sinh tận mắt thấy Tần Lạc cùng người khác đánh nhau. Ở trong mắt Tần Lạc, bản lĩnh của mình thật sự không coi là cái gì. Cũng chỉ là luyện tập mấy chiêu tán thủ mà thôi, chủ yếu là đối thủ quá yếu. Nhưng trong mắt những học sinh này, đã là vô cùng cao siêu. Thầy Tần, thầy có thể dạy Thái Ất Thần Châm cho chúng em không? Có thể, tôi rất muốn đem chúng dạy cho các em. Chẳng qua, cái này thật sự rất khó học, Tần Lạc cười nói. Nếu có cơ duyên, hắn quả thật cũng muốn tìm vài cái truyền nhân. Thầy Tần, em yêu thầy. Tôi cũng rất yêu các em. Ha ha, thật vậy sao? Em muốn gả cho thầy. Thầy không phải muốn kết hôn với người Trung Quốc sao? Em chính là cô gái Trung Quốc 100% này. Không tin em có thể đưa chứng minh thư cho thầy xem. Nhìn thấy bộ dáng ấm ức của Tần Lạc, tất cả mọi người cười lên ha ha. Thầy Tần, y phục của thầy mua ở cửa hàng nào? Hiệu gì vậy? Thầy Tần, bình thường thấy thích làm những gì? Thầy Tần, thầy có chơi game không? Có chơi được Dota không ạ? Những học sinh này hỏi càng ngày càng lan man, giống như muốn biết hết mọi thứ của Tần Lạc. Hoàn toàn đem Tần Lạc đối đãi như một ngôi sao lớn. Một tiết chấm dứt, Tần Lạc thậm chí có cảm giác uể oải. Thực chất học sinh của hắn chỉ có 50 người, sau khi Mã Húc ra đi, chỉ còn lại 49 người. Những người này, đều có kiến thức trung y trụ cột rất tốt, dạy dỗ cũng không có mấy khó khăn. Nhưng càng ngày càng có nhiều học sinh đến nghe giảng, công việc của hắn cũng càng ngày càng tăng thêm. Có vấn đề gì liền đặt câu hỏi, mà trả lời câu hỏi cũng cần phải có thời gian. Cho dù một người hỏi một vấn đề, một tiết cũng phải trả lời mấy chục có khi hơn trăm cái vấn đề. Tần Lạc nghĩ, trường học hẳn là phải phát tiền lương gấp đôi cho mình ấy chứ. Hắn không biết là, bởi vì bài giảng của hắn càng ngày càng có nhiều học sinh đến nghe. Làm cho một ít thầy giáo viên dạy Tây Y bất mãn. Trước kia, đều là học trung y học sinh chạy sang bên Tây Y nghe giảng. Bởi vì bọn họ cho rằng học trung y vô dụng, sau khi tốt nghiệp tìm việc làm đều rất khó. Chính là, tình huống hiện tại lại điều ngược lại lại đây. Tự nhiên sẽ làm một ít tâm cao khí ngạo Tây Y lão sư đối với hắn có chút thành kiến. Trong viện Tây Y học có một thầy giáo tên là Vương Tử Hào đối với Tần Lạc tỏ ra vô cùng bức xúc, đã từng ở trên lớp nói qua nếu có cơ hội cùng với này luận bàn y thuật một chút.
Tần Lạc đang chuẩn bị quay về văn phòng uống chút nước, thì Vương Cửu Cửu từ phía sau đuổi theo. Nàng mặc một chiếc quần bò màu xanh thẫm, trên người mặc một áo phông có in hình một nhân vật hoạt hình, bên ngoài khoác một chiếc áo cánh màu đỏ. Trên lỗ tai đeo một đôi khuyên tai nhỏ, khi không trang điểm trông nàng xinh đẹp rất tự nhiên. Mặc cho ai nhìn đến cô bé này, cũng chỉ nghĩ đây chỉ là một cô bé có diện mạo rất xinh ở cạnh nhà. Chứ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nàng có một, gia thế kinh người. Thầy Tần, thập khát nước chưa? Vương Cửu Cửu cười hì hì hỏi. Rồi, đang chuẩn bị về văn phòng uống một chút đây. Tần Lạc gật đầu cười. Vương Cửu Cửu nhanh nhẩu gỡ xuống ba lô trên vai xuống, khóa kéo mở ra, từ bên trong lấy ra một cái chén thủy tinh cũng in hình nhân vật hoạt hình như trên áo, cười nói, biết thầy thích uống trà. Em đặc biệt pha cho thầy một bình đây. Đây là trà Long Tỉnh hảo hạng của cha em đó. Thầy thử xem thế nào. Nói xong, liền đem cái ly trong tay đưa cho Tần Lạc. Bởi vì Vương Cửu Cửu vẫn có thói quen ngồi ở hàng ghế thứ nhất, cho nên Tần Lạc biết rất rõ, cái ly thủy tinh có in hình con ngựa vằn này kỳ thật chính là cái ly mà Vương Cửu Cửu hay dùng để uống nước. Có đôi khi, gặp đôi môi kiều diễm cẩu nàng đang gậm một cái ống hút, Tần Lạc cũng cảm thấy được có chút khát nước. Cái này có vẻ không tốt cho lắm. Tần Lạc ngượng ngùng cầm lấy. Có cái gì không tốt? Dù sao đều là chuẩn bị cho thầy cả mà. Em cũng không thích uống trà. Vẻ mặt Vương Cửu Cửu thành thật nói. Tần Lạc muốn lại chối từ, cũng không biết xấu hổ không dùng ống Vương Cửu Cửu đưa cho, mà mở nắp bình, trực tiếp đưa chén lên hớp vài hớp. Quả nhiên là trà ngon. Tần Lạc tán thưởng nói. Mặc dù là dùng bình ly thủy tinh loại này để pha trà, cũng vẫn tỏa ra một chút mùi vị đặc biệt. Thật sự, vậy mỗi tiết của thầy em đều pha một ly cho thấy nhé. Vương Cửu Cửu vui vẻ nói. Không cần, làm như thế rất phiền. Không phiền mà, dù sao em cũng phải nấu nước uống mà. Nhưng, thầy Tần, thầy cũng không cần khách khí như vậy chứ. Chúng ta không phải bạn bè hay sao? Giúp thầy pha một chén trà cũng là chuyện đương nhiên. Nữ theo đuổi nam, chỉ cách nhau lớp giấy. Mà nam theo đuổi nữ, như cách nhau cả quả núi lớn. Nữ nhân nếu theo đuổi một người nam nhân, nếu nàng không có nói thẳng ra, em yêu anh, ba chữ này ra, thì vĩnh viễn người cũng không biết trong đâu nàng đang nghĩ cái gì. Các nàng tiến là công, lui là thử, dừng lại là lấy thế. Ví như hiện tại, Vương Cửu Cửu lấy thân phận, bạn bè, để che giấu động cơ của mình, khiến cho Tần Lạc không có lời nào cự tuyệt. Có mấy nam nhân có thể cự tuyệt trở thành bạn của nữ nhân chứ? Vậy cảm ơn nhiều, Tần Lạc chỉ có thể nhận ý tốt này. Không cần khách khí, Vương Cửu Cửu cười ngọt ngào, đúng rồi, thầy Tần, em xem quá bài báo phỏng vấn của thầy. Người khác quên, chúng ta phải ghi nhớ. Người khác vứt bỏ, chúng ta lại nhặt lên. Có thể bị coi là điên, có thể bị người ta chê cười nhưng những thứ đó tôi không hề quan tâm. Nói thật tốt, lúc ấy em nhìn thấy một đoạn này, quả là rất kích động. Tôi cũng nghĩ gì nói ấy thôi, Tần Lạc trầm trọng nói. Ừm, rất phù hợp với hiện tại của chúng ta bây giờ mà. Hy vọng lời của thầy có thể như là lời cảnh báo cho một số người. Chỉ hy vọng như thế, chẳng qua khi bắt tay vào làm thì rất khó. Mặc dù cố sức trấn định mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tần Lạc, Vương Cửu Cửu vẫn cảm thấy được có chút ngượng ngùng, nói, đúng rồi. Thầy Tần, đêm nay thầy. Đúng lúc này, di động trong túi áo Tần Lạc rung lên. Đợi một chút, tôi phải nghe điện thoại. Xin lỗi nhé, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Từ trong túi táo lấy ra điện thoại di động. Nhìn đến điện báo biểu hiện là số của Lâm Thanh Nguyên, Tần Lạc càng không do dự mở ra. Lâm Gia Gia, có chuyện gì không? Tần Lạc hỏi, hắn biết, nếu không có việc gì, thì Lâm Thanh Nguyên sẽ không cần gọi điện thoại cho hắn. Tần Lạc, cháu giờ đang ở trường học sao? Vâng, vừa mới tan học, Tần Lạc nói. Ông đang ở công trường này, cháu có thể đi ra ngoài một chuyến được không? Ông có một số việc muốn nói với cháu. Vâng, cháu ra ngay bây giờ. Tần Lạc nói. Cúp điện thoại, Tần Lạc đối Vương Cửu Cửu nói xin lỗi cười ngượng ngùng, nói, xin lỗi, có chút chuyện cần phải xử lý. Có chuyện gì, ngày mai chúng ta bàn tiếp được không? Không sao, thầy mau đi đi. Vương Cửu Cửu cười gật đầu. Đợi cho Tần Lạc bước đi xa, Vương Cửu Cửu mới nhìn theo bóng của hắn nhẹ nhàng thở dài. Ngày mai, thì muộn mất rồi. Chương 83, Huyệt Khí Môn. Tần Lạc đi ra tới cổng trường. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe Audi màu đen của Lâm Thanh Nguyên đã đậu ở đó từ khi nào. Nhìn thấy Tần Lạc đã lại đây, thư ký của Lâm Thanh Nguyên là Trần Lôi bước tới mở cửa xe mời vào, cười nói, Tần Lạc, đã lâu không gặp,
viện trưởng đang ở trong xe chờ cậu. Vâng, cảm ơn, Tần Lạc vỗ vỗ bả vai, anh Lôi, rồi ngồi xuống hàng ghế sau xe. Không biết có phải ý của Lâm Thanh Nguyên hay không, Trần Lôi cũng không ngồi lại trong xe. Mà là đến sạp báo ở trước cổng trường lật xem. Tần Lạc liền nghĩ ra, Lâm Thanh Nguyên chắc là có một chuyện riêng cần phải nói với mình, không tiện để người khác nghe được. Lâm ra ra, Tần Lạc cười nhẹ đối với Lâm Thanh Nguyên đang ngồi cùng ghế sau với mình chào hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Thanh Nguyên lắc lắc đầu, nhìn Tần Lạc hỏi, Tần Lạc à, cháu mấy ngày hôm nay có gặp Hoán Khê lần nào không? Có gặp qua, nhưng làm sao vậy? Tần Lạc hỏi, chẳng lẽ là Lâm Hoán Khê xảy ra vấn đề gì? Nhưng, vừa rồi ở cổng trường rõ ràng vẫn gặp nàng lái xe tiến vào trường học mà. Vậy cháu, có cảm thấy được nó có cái gì khác không? Lâm Thanh Nguyên nhìn Tần Lạc ánh mắt, có vẻ lo lắng hỏi han. Có gì không bình thường sao? Tần Lạc cười khổ, gặp lại người đàn ông của mối tình đầu, có chút cảm xúc khác thường cũng là bình thường mà. Đúng thế, cháu có cảm thấy nó có thay đổi gì hay không? Tần Lạc nghĩ nghĩ, nói, Lâm ra ra, ông có phải phát hiện được cái gì đó phải không? Lâm Thanh Nguyên thở dài, nói, ai, chỉ mong là ta quá đa nghi. Hôm qua xế chiều Hoán Khê gọi điện thoại cho ông, nói rằng buổi tối không ăn cơm ở nhà. Sẽ cùng với cháu ăn cơm ở ngoài. Ta tự nhiên là đồng ý. Người trẻ tuổi nên có cuộc sống của mình. Có cháu ở cùng với nó, ta rất yên tâm. Sau lần đầu tiên gặp mặt Tần Lạc, Lâm Thanh Nguyên đã có ý muốn đem Tần Lạc kéo về làm cháu rể rồi. Đêm qua ta cảm thấy rất vui vẻ, liền uống hai chén rượu. Rồi đi ngủ sớm, ngủ thẳng tới 11 giờ, đột nhiên tỉnh dậy. Nghe bên ngoài có tiếng ô tô đang tiến vào gara, ta tưởng là hai người các ngươi đã trở lại. Liền đứng ở cửa sổ nhìn xem, kết quả, chỉ nhìn thấy Hoán Khê một mình trở về. Ta lo lắng hai người các ngươi cãi nhau, chạy xuống lầu nhìn xem. Ta hỏi nó cậu đi đâu rồi, nó nói không biết. Trước kia cho tới bây giờ Hoán Khê không bao giờ uống rượu, nhưng lần này trở về mùi rượu đầy người, cũng không biết nó làm cách nào có thể lái xe trở về. Giao thông ở Yến Kinh không được tốt cho lắm. Xe cộ đi lại rất nhiều, nghĩ lại ta đang còn sợ. Lâm Thanh Nguyên nghiêng mặt qua nhìn Tần Lạc, nói, ta nghĩ cháu đi một lúc rồi trở về nhà, nhưng ai biết được cả đêm cháu không về. Ta biết, hai người các ngươi nhất định là có vấn đề gì đó. Đêm qua cả đêm ta không ngủ được, hôm nay sớm liền dậy sớm, tập thể dục trong vườn. Hoán Khê dậy rất muộn, sau khi dậy cũng không ăn sáng, cứ vậy lái xe đến trường. Ta nói lại. Nói Hoán Khê, trái ăn chút gì đã rồi đến trường sau cũng được. Nhưng nó quay đầu lại nhìn ta một cái. Không nói gì, cứ đi thẳng ra gara mở xe đi mất. Lâm Thanh Nguyên trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, cho tới bây giờ, ta vẫn không thể hiểu ánh mắt kia của nó có ý gì. Nhưng ta cảm giác, được có vấn đề gì đó đã xảy ra với Hoán Khê. Ánh mắt làm sao, Tần Lạc sắc mặt chăm chú. Chính là, vừa giống như mới tỉnh ngủ. Nhưng bên trong ánh mắt không có bất cứ một tia cảm tình nào. Rất mờ mịt, như căn bản là phân không rõ ràng ta là ai. Mà sau khi, trải qua đợt trị liệu của cháu, bệnh tình Hoán Khê cơ bản đã có những chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng nó giao tiếp vẫn không nhiều lắm, nhưng thái độ đối với ta cũng không tệ lắm. Khi đi, khi về cũng hướng ta chào hỏi một câu. Nhưng bây giờ nó đột nhiên trở nên như vậy làm cho ta rất lo lắng. Ai? Nhìn thấy mặt vẻ mặt lo lắng của Lâm Thanh Nguyên. Tần Lạc an ủi nói, Lâm ra ra, ông không nên gấp gáp. Sự tình còn chưa làm rõ, cũng không biết tình huống như thế nào. Cháu có thời gian sẽ đi tìm chị Lâm, xem rốt cuộc có vấn đề gì. Nếu có việc gì, cháu sẽ gọi điện cho ông. Được chứ? Vậy thì được, làm phiền cháu rồi. Tần Lạc à, Hoán Khê mấy năm nay nó thực khổ, lại không có bạn bè gì cả. Nếu có chuyện gì mà nó làm không đúng, cháu nên tha thứ cho nó. Tính nó như vậy, ta cũng rất khổ. Nhưng mà, dần dần nàng cũng có những chuyển biến tốt, sau này sẽ trở lại là một người như lúc xưa. Lâm Thanh Nguyên nắm tay Tần Lạc nói, quả thật là có chút mùi vị giao phó. Cháu biết, Tần Lạc cười gật đầu. Được, vậy cháu trở về dạy học đi, ta cũng không quấy rầy cháu nữa. Nếu cháu không có việc gì, thì hay mau chóng đi tìm Hoán Khê đi. Cũng sớm nói cho ta một lời hồi âm, ai, bởi vì chuyện này mà, ta cho tới trưa đều không có biện pháp công tác. Luôn nghĩ Hoán Khê như thế nào hội dùng ánh mắt như vậy xem ta. Lâm Thanh Nguyên cảm thán nói. Yên tâm đi, sau khi tan học cháu sẽ đi tìm nàng ngay. Tần Lạc nói. Bài phỏng vấn của ngươi ta đã xem qua. Khá lắm,
Rất tốt. Lâm Thanh Nguyên dùng sức vỗ vỗ bả vai Tần Lạc, gật đầu tỏ vẻ vui mừng. Thời điểm Tần Lạc lại trở lại phòng học, chuông vào học đã vang lên. Chỗ ngồi ở hàng thứ nhất gần hành lang, lại có thêm một người con gái đeo kính khuôn mặt bầu bỉnh. Chỗ đó vốn là chỗ ngồi của Vương Cửu Cửu, nhưng không biết nàng đi đâu. Tần Lạc trong lòng hơi có chút mất mát, mỗi khi hắn đứng dõng dạc ở trên bục giảng, ở dưới lại có một cô gái xinh đẹp mắt to tròn, vẻ mặt sùng bái nhìn mình, đó cũng là một loại cảm giác hưởng thụ. Nhớ tới vừa rồi nàng đuổi theo đưa cho mình một chén trà, cùng lúc đó lại bị cú điện thoại cắt đứt, Tần Lạc không khỏi thầm nghĩ, Vương Cửu Cửu có xảy ra chuyện gì hay không? Trước đây nàng chưa từng bao giờ trốn tiết. Rất nhanh hắn lại lắc đầu, xem ra thế của nàng như vậy, thử hỏi xem còn có ai dám đi trêu chọc nàng. Tần Lạc ổn định lại tâm tình, đối với những học sinh phía dưới cười, nói, chúng bắt đầu học nào. Tần Lạc đã đứng ở ký túc viện xá trường đại học, sinh vật công trình học, chờ suốt mười mấy phút đồng hồ, cũng đã gần tới thời gian rồi tan học, học sinh cũng bắt đầu ra về. Ngay cả thầy cô giáo cũng đều rủ nhau rời khỏi trường, nhưng mà Tần Lạc vẫn đang đợi Lâm Hoán Khê xuống tầng. Chiếc BMW đậm màu rượu sâm panh còn đứng ở nguyên vị trí, chứng minh nàng chưa rời khỏi đây. Nhưng mà, nàng vì cái gì còn không có xuống lầu chứ? Từng người học sinh cứ đi qua hắn, và luôn mồn chào hỏi, còn có người đối với hắn chỉ trỏ hoặc đưa camera ra cùng hắn chụp ảnh. Càng khoa trương hơn chính là, có mấy người nam sinh mặc trường bào chạy tới xin chữ ký của hắn. Không nói ai cũng biết, Tần Lạc đã thành một ngôi sao trong trường học. Trần Hiểu Tuyết mặc một bộ Chanel, cầm theo một cái túi xách hiệu LV, Levi's. Đi xuống tầng dưới, nhìn thấy Tần Lạc đứng ở trước mặt, sắc mặt phát lạnh, hừ lên một tiếng rồi quay mặt đi. Bạn trai trước kia của nàng là Vương Hạo bởi chế tạo những dụng cụ y tế không hợp vệ sinh mà bị bắt, nàng cũng đã sớm vứt bỏ chiếc xe màu đỏ trước kia. Hiện tại đổi lại là một chiếc xe màu, so với con xe BMW của Lâm Hoán Khê BMW cũng cùng một loại cấp bậc. Hiển nhiên, nàng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, muốn ở tất cả các phương diện chống lại Lâm Hoán Khê. Này, Lâm Hoán Khê vẫn còn ở lại văn phòng sao? Tần Lạc đối với nàng gọi nhỏ, hắn biết Trần Hiểu Tuyết cùng Lâm Hoán Khê đều công tác tại cùng một hệ. Hắn lại không biết đường đi nước bước, chỉ có thể tìm nữ nhân xấu xa này giúp đỡ. Trần Hiểu Tuyết vẻ mặt chán ghét, giống như nếu cùng Tần Lạc nói chuyện sẽ làm ô uế miệng của mình vậy. Nói, ta tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tần Lạc lơ đỉnh cười, nói, phòng làm việc của các cô ở tầng mấy? Không biết, cho dù ta có biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Mà, ta khuyên ngươi không cần đi tìm. Nàng đang ở cùng này nam nhân của mình anh em. Ngươi tiến đến không phải là chuyện tốt, cả ngày giả bộ như thánh nữ, lúc động tình xem ra ai cũng đều thua xa. Trần Hiểu Tuyết nói xong, liền lên xe mở máy. Nữ nhân này mở miệng không câu trước thì câu sau toàn nói ra những điều độc ác. Tần Lạc thật sự là đối nàng không có một chút hảo cảm nào cả. Đêm qua ngủ không được ngon giấc phải không? Sắc mặt vàng như nghệ, thận trải qua bế tắc nghiêm trọng. Nếu không khơi thông thì, về sau có thể sẽ có vấn đề lớn. Làn da cũng sẽ càng ngày càng kém. Tần Lạc nhìn sắc mặt của nàng, vẻ mặt thành thật nói. Trần Hiểu Tuyết chân đang định nhấn ga nghe thấy được những lời ấy lập tức liền dừng lại, đưa mặt vào kính chiếu hậu nhìn qua, quả nhiên phát hiện sắc mặt mình vàng như nghệ. Hốc mắt hãm sâu, trong mắt còn hiện ra đầu tia máu màu đỏ. Mặc dù nàng đã đánh phấn nhưng không có biện pháp hoàn toàn che giấu. Mỗi người trên lưng đều có vị trí mà thận chạy qua, tên là Thiên Cơ. Cô có thể thử massage nó. Hiệu quả rất tốt, Tần Lạc nói. Ở vị trí nào, Trần Hiểu Tuyết lên tiếng hỏi. Nếu như là ở những vấn đề khác, đánh chết nàng cũng sẽ không chủ động hướng Tần Lạc mở miệng hỏi. Nhưng việc quan hệ đến dung mạo của mình, nàng liền chủ động mở miệng cầu người. Nàng vừa mới hỏi được một cái vấn đề, định dùng hết khí lực nắm lại bàn tay của hắn. Nhưng có thế bởi vấn đề van chạm ra thịt lại đem người ta dọa chạy, vậy thật sự là mất nhiều hơn được. Bắt tay đặt lên trên lưng, phía dưới cùng của một cây xương sườn, dùng ngón tay chậm ra ấn vào, chỗ nào có cảm giác đau đớn nhức mỏi, nơi đó chính là Thiên Cơ. Tần Lạc nói. Nghe xong lời nói của Tần Lạc, Trần Hiểu Tuyết thật bỏ tay vào bên hông sờ soạng. Một lát sau, nàng cau mày. Nói, tìm được rồi. Tốt, dùng sức mà ấn xuống. Có chút hơi đau, phải nhịn xuống. Tần Lạc gật gật đầu. Trần Hiểu Tuyết hơi chút do dự, liền dùng sức ấn xuống. Phốc, như là thanh âm ô tô lốp xe xì hơi từ trong xe Trần Hiểu Tuyết truyền ra. Tiếp theo, trong không khí có mù là lạ khó ngửi phiêu tán ở trong đó.
Nếu nói một cách thô tục, thì Trần Hiểu Tuyết đã ránh một cái rắm. Đã quên nói cho ngươi biết, thiên cơ lại là bảo khí môn, theo cách nói thông thường gọi là phóng khí, Tần Lạc híp mắt nói. Trần Hiểu Tuyết mặt xám như cho tàn, trong đầu trống rỗng, ngẩn người ra một lúc mới kịp phản ứng. Nàng thật sự đứng trước người nam nhân này đã làm những chuyện làm mất hết mặt mũi, nào là đái dầm, đánh rắm đều là những chuyện làm nữ nhân mất mặt nhất nàng đều cũng đã làm qua. Cái tên lưu manh âm hiểm này. Trần Hiểu Tuyết hận không thể chui được xuống gầm xe, hốc mắt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy sự cừu hận, nghiến răng nghiến lợi đối Tần Lạc nói, ta sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ làm. Nói xong, nhấn mạnh ga, chiếc xe màu bạc điên cuồng trên đường lao đi. Tần Lạc ra vẻ không sao cả nhún vai một cái, nhấc chân lên tầng lầu xa hoa. Nếu nàng không muốn đi ra ngoài, ta đây đành trực tiếp đi lên tìm nàng đi. Bạn học này, có biết văn phòng cô Lâm Hoán Khê ở đâu không? Tần Lạc ngăn lại một người nữ sinh, cười hỏi. Tầng 4, cứ đi theo cầu thang lên tầng rồi tìm căn phòng nào gần đó nhất. Cô gái cười nói, nàng là cô giáo bọn em đó nha. Em biết anh chắc chắn là bạn trai của cô Lâm phải không? Cảm ơn, Tần Lạc cười nhẹ, thầm nghĩ rằng, bạn trai cũng không phải là mình đâu. Hắn dọc theo bậc thang mà lên, tìm được tới căn phòng gần đó, quả nhiên thấy Lâm Hoán Khê đang ngồi ở cửa sổ vùi đầu viết cái gì đó. Mà đối diện với nàng, là một người đàn ông đeo kính đang nói những cái gì đó như muốn lấy lòng. Chương 84, chứng bệnh phong bế tình cảm. Người đàn ông đó không được coi là đẹp trai, nói về tướng mạo cũng chỉ ngang với quản tự. Đương nhiên càng không thể so với chính hắn. Thế nhưng gã đó trông rất phong độ. Gã mặc chiếc quần màu cho, giày da màu xám, áo sơ mi kẻ ca rô cổ đứng cùng áo khoác theo kiểu Anh. Tóc cắt ngắn, mắt đeo kính làm tăng thêm phần nho nhã, mặt gã lúc nào cũng như tủm tỉm cười, nói chuyện rất có duyên, xen lẫn những động tác phụ họa của đôi tay có cảm giác rằng gã là một người đàn ông biết kiềm chế bản thân. Lâm Hoán Khê có vẻ rất bận rộn, nàng cúi đầu miệt mài viết cái gì đó, không ngẩng đầu lên. Nàng không ngẩng đầu lên cũng là chuyện bình thường, thế nhưng nàng không từ chối người đàn ông này, điều khiến cho Tần Lạc bất ngờ là nàng cũng không đuổi gã đi. Được rồi, Lâm Hoán Khê, cũng muộn rồi, liệu tôi có vinh hạnh mời em ăn cơm không? Người đàn ông nhã nhặn nói. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông rồi nàng lại cúi xuống tiếp tục công việc, không nói một câu nào. Người đàn ông không có chút biểu hiện cáu giận gì cả. Gã vẫn tươi cười nói, Hoán Khê, không nên làm quá sức như thế. Không ăn cơm đúng giờ sẽ làm hỏng dạ dày đó. Tôi biết em thích uống canh bí đao. Tôi sẽ ra ngoài mua cho em một ít. Không cần Lâm Hoán Khê cuối cùng cũng nói nhưng nàng vẫn không ngẩng đầu lên. Người đàn ông gật đầu nói, thôi được, tôi không quấy rầy em làm việc nữa. Em hãy nhớ ăn cơm đúng giờ. Nói xong gã quay người đi ra ngoài. Nói thực chứng kiến thái độ dịu dàng quan tâm chăm sóc của người đàn ông đó nếu Tần Lạc là một cô gái chắc chắn hắn sẽ siêu lòng. Lâm Hoán Khê lại không để việc đó vào mắt, từ đầu tới cuối nàng không ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng đúng là một núi băng điển hình. Khi người đàn ông đi tới cửa, đi qua Tần Lạc gã quay nhìn Tần Lạc nhưng không nói gì cả. Tần Lạc đang chuẩn bị đi vào phòng, từ đằng sau vang lên một giọng nói đàn ông, cậu là Tần Lạc. Là tôi. Tần Lạc quay người lại thì thấy người đàn ông đó cũng đã quay người lại nhìn hắn. Tôi là Vương Tử Hào. Ánh mắt người đàn ông quan sát Tần Lạc không có chút thiện ý nào. Ồ, Tần Lạc gật đầu, chưa từng nghe nói. Cậu, trong mắt Vương Tử Hào lóe lên sự giận dữ. Gã tốt nghiệp loại ưu ở trường đại học danh tiếng của nước Mỹ, trở về nước trở thành giảng viên học viện sinh học, gã lại được lãnh đạo coi trọng. Gã cũng là giảng viên chủ chốt trong viện bởi vì năng lực giảng dạy của hắn cực tốt, được đánh giá cao trong học viện công nghệ sinh học. Nói cách khác địa vị của hắn trong mắt sinh viên học viện công nghệ cũng giống như Tần Lạc ở học viện trung y dược. Thế nhưng gã có lợi thế hơn Tần Lạc là do gã được sự ủng hộ mạnh mẽ của các lãnh đạo trong viện, điều mà Tần Lạc không thể bằng hắn. Vương Tử Hào không ngờ Tần Lạc còn kiêu ngạo hơn cả hắn. Gã cười nhạt nói, nghe nói cậu là giảng viên trung y cũng có chút năng lực. Không phải có chút năng lực mà là cực kỳ năng lực. Tần Lạc sửa lại. Hắn chưa bao giờ nhận thua khi nói tới điểm mạnh của mình. Cho dù người đó là ông nội dược Vương Tần Tranh cũng không dễ dàng làm hắn nhận thua. Thật vậy sao, cậu có vẻ không khiêm tốn. Tại sao tôi phải khiêm tốn? Vương Tử Hào gật đầu nói, được lắm, xem ra cậu cũng có chút năng lực. Mấy ngày nữa đoàn đại biểu của trường y khoa Dayut sẽ tới thăm trường chúng ta.
Tôi nghe nói học viện Trung y Dược đã sắp xếp cho bọn họ tới dự giờ giảng của cậu, đúng không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Rất vinh hạnh, tôi cũng là người giảng chính của học viện, hy vọng tới lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận. Không thành vấn đề, tôi cũng thực sự mong chờ điều đó, Tần Lạc thản nhiên nói. Hắn đang vội, không có tâm trạng ở đây nói tranh cãi về y thuật với gã. Người đố kỵ, ghen ghét hắn rất nhiều, nếu với ai hắn cũng so đo như vậy thì mệt chết đi được. Cậu cứ chờ đấy, lúc đó tôi sẽ cho cậu thấy khả năng của cậu cũng chỉ thế thôi. Cứ tự nhiên, nếu không còn chuyện gì nữa tôi đã vào trong được chưa? Tần Lạc chỉ vào cửa phòng hỏi. Nếu kẻ thù làm cho bạn tức giận, chứng tỏ bạn chưa nắm chắc phần thắng. Tần Lạc thực sự không cảm thấy lo lắng khi có người khiêu chiến với hắn. Mắt Phương Tử Hào ánh lên rồi hắn quay người bước đi. Tần Lạc gõ cửa phòng làm việc. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lạc rồi nàng lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tần Lạc sửng sốt, hắn không ngờ Lâm Hoán Khê cũng có thái độ như vậy với hắn. Dù thế nào đi nữa hai người đã có thời gian ở chung lâu như vậy. Hơn nữa hắn đã được sờ vào đùi nàng rồi mà. Tại sao nàng không có trách nhiệm? Không đợi Lâm Hoán Khê mời vào, Tần Lạc đi tới trước mặt Lâm Hoán Khê nói, đã tan học rồi, sao chị vẫn làm việc? Chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi không đói. Cậu đi ăn một mình đi, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc rất vui vì Lâm Hoán Khê cư xử với hắn không giống người khác. Bây giờ không đói lát nữa sẽ đói, vẫn nên đi ăn thôi, Tần Lạc khuyên nhủ. Không ăn. Khi đói thì làm sao? Hay để tôi mua ít thức ăn mang về cho chị, canh bí đao được không? Tần Lạc dùng lại chiêu của Vương Tử Hào. Hắn không rõ tại sao gã đó lại biết rõ sở thích của Lâm Hoán Khê dù gã chưa bao giờ ăn cơm cùng nàng. Hắn thường xuyên ăn cơm cùng Lâm Hoán Khê nhưng không chú ý tới vấn đề đó. Con người cái gì dễ dàng đoạt được thường không biết quý trọng. Không cần, tôi không đói. Hay chúng ta ra ngoài uống chút gì đó. Tôi có chuyện cần nói với chị, Tần Lạc nói. Tôi rất bận. Ha, ha, lúc trước Lâm Gia Gia gặp tôi, ông đang lo lắng cho sức khỏe của chị. Hôm qua chị uống nhiều rượu, đúng không? Tần Lạc dè dặt hỏi. Hắn không muốn động chạm vào vết thương của Lâm Hoán Khê, hắn cũng hiểu tâm trạng hiện nay của nàng. Đây thực sự là một vấn đề cực khó giải quyết. Đúng vậy, Lâm Hoán Khê trả lời. Tại sao chị uống nhiều rượu vậy? Chắc chị vui vẻ lắm hả? Tần Lạc cười hỏi. Tôi thực sự vui vẻ. Chị, cậu thấy đó, tôi rất bận, Lâm Hoán Khê ngẩng đầu nhìn Tần Lạc nói, sắc mặt nàng vẫn thản nhiên như không. Nhìn thấy hai mắt Lâm Hoán Khê, Tần Lạc thấy tâm trạng nặng nề. Hắn đã biết tại sao Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy mắt nàng lo lắng không làm việc được phải chạy tới tìm hắn ở giữa buổi. Tần Lạc cũng nhận ra Lâm Hoán Khê quả thực có vấn đề. Ánh mắt của nàng cực kỳ kinh khủng. Có thể hình dung như thế nào nhỉ? Rất giống với mô tả của Lâm Thanh Nguyên, như một người mới tỉnh ngủ, không phân biệt được người và sự vật trước mắt, tất cả đều như xa lạ. Thế nhưng hình dung như vậy vẫn chưa hoàn toàn đúng. Ánh mắt của nàng giống như núi băng ngàn năm, không có chút tình cảm nào hết. Dù có cầm đá ném vào đầu nàng thì nàng vẫn không có cảm giác nào. Người không thân quen lại cho rằng nàng càng ngày càng lạnh nhạt. Tần Lạc biết nàng đã mắc một chứng bệnh. Chứng bệnh này có tên là hội chứng khép kín tình cảm. Con người ta có thất tình lục dục, thất tình có vai trò vô cùng quan trọng. Vô luận là tình cảm nào, tình yêu, tình thân, tình bạn học, tình thầy trò, tất cả đều nằm trong thất tình. Hội chứng khép kín tình cảm kinh khủng ở chỗ nó có thể làm cho con người vứt bỏ hết tình cảm. Không phải chỉ tình yêu, bất kỳ tình cảm nào trong thất tình, kể cả tình bạn, tình thân. Một người có thể không có tình yêu, nhưng nếu người đó không có tình bạn, tình thân, người đó sẽ sống như thế nào đây? Tại sao nàng lại mắc hội chứng này? Căn bệnh ghê sợ đàn ông của nàng sắp khỏi hẳn, nàng lại bị việc gì kích thích thế nhỉ? Chẳng lẽ tối hôm qua nàng đi gặp quản tự? Nàng lại bị hắn cự tuyệt. Không thể nào, Tần Lạc nhận thấy gã quản tự đó rất có cảm tình với nàng. Vậy thì do nguyên nhân gì? Tại sao một người vô duyên vô cớ lại mắc phải hội chứng vô tình này? Tần Lạc biết chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Nghiêm trọng hơn, hắn không thể cho Lâm Hoán Khê biết nàng đã mắc hội chứng khép kín tình cảm. Nếu để nàng biết, tâm lý nàng sẽ bị ám ảnh bởi điều đó. Bản thân nàng cho rằng mình đã dứt bỏ được quái bệnh. Phá lớp vỏ bọc bên ngoài, cách cư xử với người thân của nàng đã thay đổi khá nhiều. Nếu để nàng biết bệnh của nàng ngày càng nghiêm trọng hơn, y học cũng không chữa được nữa. Nàng sẽ phải sống cô đơn cả đời này.
có chuyện gì nữa? Lâm Hoán Khê lên tiếng hỏi khi nàng phát hiện Tần Lạc nhìn chằm chằm vào nàng, không nói câu nào. Ha, ha, không có, nếu chị đói bụng hãy ra ngoài ăn chút gì. Không thì gọi điện mang tới cũng được, không nên làm việc lúc đói, Tần Lạc cười nói. Sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường, không bộc lộ sự kinh hãi, lo lắng. Có việc gì à? Không có. Tôi phải làm việc. Thôi được, tôi đi ăn cơm trước. Chị nhớ phải ăn cơm đó. Đợi khi Tần Lạc ra khỏi phòng làm việc, Lâm Hoán Khê đột nhiên ngừng viết. Sau đó nàng lại dùng bút ấn mạnh viết cái gì đó trên giấy. Bởi vì nàng ấn quá mạnh, ngòi bút máy xuyên thủng tờ giấy, trên mặt tờ giấy trắng hiện ra một lỗ hổng lớn. Lâm Hoán Khê vẫn không dừng lại, nàng tiếp tục vẽ một bức họa. Tờ giấy bị ngòi bút xe rách nát, trở thành một mớ hỗn độn. Dọc ngang khắp tờ giấy có 7, 8 vết rách, giống như mặt của người phụ nữ bị hủy dung nhan. Tờ giấy rách như đang cười với nỗi cay đắng trong cuộc sống, lận đận trong tình duyên của nàng. Có người phụ nữ thuận buồm xuôi gió trong tình yêu, hình như tất cả hạnh phúc trong thế gian đều rơi vào người đó, giống như nước chảy thành sông, vô cùng thuận lợi làm cho người khác phải ghen tị. Có người phụ nữ gặp nhiều gian nan trong tình yêu, nhiều lần trải qua khó khăn, trèo non lội suối, chém yêu, diệt quái mới tới được thế giới Cực Lạc lấy được kinh Phật, nhưng chỉ được một bộ kinh giả. Đây là vài nét sơ lược về tình yêu, đại khái trong vạn người mới có một đôi lứa hạnh phúc, mới có thể hóa thành bướm với hoa, những người khác chỉ có thể hóa thành sâu, muỗi, rán, ruồi, bọ dày. Không thành bướm, không có hạnh phúc. Ra tới cổng học viện công nghệ sinh học, Tần Lạc khẽ thở dài. Điện thoại di động của Tần Lạc vang lên, Lệ Khuynh Thành lại gọi điện tới. Tiểu đệ, cậu ở đâu vậy? Không phải cậu muốn đi xem nhà sao? Tìm cậu ở đâu bây giờ? Việc xem nhà để lát nữa đi, tôi có việc rất quan trọng phải làm, Tần Lạc nói. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể để Lâm Hoán Khê trong tình cảnh nguy hiểm này mà bỏ đi. Tôi kể cậu lại coi thường tình cảm của tôi. Tôi vừa mới gọi điện cho một người bạn thân nhờ cô ấy tìm cho một ngôi nhà tốt. Xin lỗi, hôm nào tôi sẽ mời chị ăn cơm, tạ lỗi, Tần Lạc cười gượng nói. Cậu cứ khi dễ tôi đi, sớm muộn gì tôi sẽ đòi lại hết, Lệ Khinh Thành tức giận nói. 7 thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và 6 việc ham muốn của con người gồm chung trong câu nói ngắn gọn là thất tình lục dục. Vậy 7 thứ tình cảm và 6 điều ham muốn đó là những gì? 7 thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như, vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn, hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục vậy. 7 trạng thái tâm lý này luôn luôn tiềm ẩn ở nơi tâm thức chúng ta, hễ khi nào gặp một cơ hội thuận tiện. Tự nhiên cái tình cảm ấy sẽ hiện nguyên ra bên ngoài như bộc lộ ra nơi nét mặt hay nơi cử chỉ, trong lời nói v.v. Như khi vui, người ta có bộ mặt tươi tắn, lúc buồn mặt ủ rột, lạnh nhạt. Còn giận thì mặt tái mét, xanh xao, yêu thương mặt đỏ, nóng bừng v.v. Một trong 7 thứ tình cảm trên thái quá cũng khiến cho tâm sinh lý con người xáo trộn, mất quân bình và gây ra những hành động thiếu ý thức và tai hại. Để đối trị lại với thất tình, Phật giáo đưa ra thất, giác. Tri thức là 7 điều hiểu biết đúng đắn là, chọn lựa phương pháp, chuyên cần, mừng vui, nhẹ nhàng, suy nghĩ, định tĩnh tâm thức và xả bỏ những ý tưởng thấp hèn. Còn lục dục là gì? Lục dục là 6 điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi. Sắc dục, ham muốn sắc đẹp. Dung mạo dục, ưa thích diện mạo đẹp đẽ. Tư thái dục, mong có dáng chững chạc, dịu dàng. Muốn đụng chạm vào thân xác giữa nam nữ. Say đắm lời ngọt ngào êm dịu. Thích người cao lớn đẫy đà, phương phi, gọn gàng. Chương 85, người đàn ông 70 điểm. Tại nơi đô thị phồn hoa này tấc đất tấc vàng, sở hữu một văn phòng lớn mấy trăm mét vuông thực sự là chuyện rất xa xỉ. Chiếc bàn làm việc to, rộng màu xám, mang phong cách cổ điển, trên bàn không có bất kỳ tài liệu nào. Thậm chí không có cả máy tính. Trên bàn chỉ có một ống sứ đựng bút in hoa văn và một tập giấy. Có thể thấy chủ nhân của căn phòng này không phải là người chăm chỉ. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ giống như nhan sắc của một mỹ nữ. Văn nhân Mục Nguyệt ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tay nàng cầm một quyển tạp chí thời trang quốc tế. Hàng mi dài khẽ lay động, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống thân thể nàng, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng chói mắt. Có một số phụ nữ sinh ra là để người khác đố lị. Hình như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đều tập trung trên người nàng. Không thế có tuyệt thế dung nhan như nàng, gia sản địch quốc, chỉ số thông minh cao, có rất nhiều người ưu tú theo đuổi.
thậm chí đôi khi nàng cũng tự hỏi bản thân mình sống còn có ý nghĩa gì không. Nàng tung hoành nơi thương trường, bây giờ số gai sản của nàng nhiều gấp đôi so với trước. Nàng không buông thả, trụy lạc, nàng không bao giờ dùng tới nhan sắc của mình trong công việc. Nàng có thể giúp chồng nuôi dạy con cái, làm một người vợ hiền không? Con người ta là thế, nếu như không được lựa chọn, luôn chỉ có thể tự hài lòng với chính mình. Thế nhưng đôi khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, đôi khi lại mất phương hướng. Không ai có thể biết văn nhân Mục Nguyệt nghĩ gì, kể cả người được xưng là đệ nhất công tử Yến Kinh Tần Túng Hoành cũng không thể. Cạch, cạch, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa chậm chậm, âm thanh và tiết tấu rất nhịp nhàng. Không quá nhỏ để không nghe được, không quá to để gây sự khó chịu. Sở dĩ văn nhân Mục Nguyệt không thích trang bị chuông cửa hoặc hệ thống liên lạc nội bộ, bởi vì nàng không chịu nổi sự phiền nhiễu, khó chịu của loại sản phẩm công nghệ cao này. Tóm lại bản thân nàng thích những gì thuộc về truyền thống. Ví dụ như tranh Trung Quốc, bút lông, đồ bằng ngọc và đồ cổ. Ngược lại đối với những siêu xe, nhẫn kim cương nàng không quá hứng thú, nàng chỉ coi như là phương tiện đi lại hay là đồ trang sức mà thôi, không quá coi trọng. Vì thế nàng vẫn không có một chiếc xe thể thao, trong khi đó em trai của nàng lại sưu tập toàn bộ các mẫu xe Ferrari. Hắn cũng cố thử đề nghị thương gia A Dập đó bán lại chiếc xe thể thao rát vàng nhưng bị ông ta từ chối. Những người có tiền đều có những thú vui quái dị, vấn đề là đừng có làm điều hại nước hại dân là được. Vào đi, văn nhân Mục Nguyệt gấp cuốn tạp chí, uể oải đứng dậy, nàng vặn người. Vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, không có chút mờ thừa của nàng cong lại rồi từ từ hồi phục lại nguyên trạng. Thoạt nhìn động tác này không có gì đáng kể, thực ra đã bao hàm bí quyết dưỡng sinh của đạo gia. Bí quyết chăm sóc sức khỏe của người có tiền cũng không giống với người thường. Mã Duyệt, trợ lý của nàng đẩy cửa bước vào. Nàng luôn mặc đồng phục đen hoặc sáng bạc, áo sơ mi cổ dựng màu trắng, kính đen, tinh tế che giấu những nơi nhạy cảm của người phụ nữ, nhưng không làm mất đi nét xinh đẹp của nàng. Làm việc dưới quyền một nữ chủ nhân luôn phải cẩn thận. Mã Duyệt không cho phép người khác rực rỡ hơn tiểu thư, cho dù chỉ một chút thôi. Còn nàng thì đương nhiên không được. Tiểu thư, công tử của tập đoàn Hoàn Cầu đang chờ ở phòng khách, anh ta nói có chuyện rất quan trọng muốn đàm đạo với tiểu thư. Mã Duyệt dừng lại cách văn nhân Mục Nguyệt ba bước. Hai người là địa vị chủ và người làm, nói chuyện cũng phải giữ khoảng cách thích hợp. Gần quá sẽ làm chủ nhân cảm thấy không an toàn, mất đi sự uy nghiêm. Quá xa sẽ làm chủ nhân khi nói phải nói quá to. Bạn có thể tưởng tượng được không? Có một số người vì muốn lấy lòng người giàu hay người có quyền thế đã cố vắt óc nghĩ ra những kỹ xảo này, hơn nữa còn nhanh chóng sử dụng chúng. Nói cho anh ta chuyện quan trọng gì cũng không gặp, bảo chị không có thời gian. Văn nhân Mục Nguyệt thờ ơ nói. Dạ, tiểu thư. Mã Duyệt vui vẻ chấp hành. Việc mua máy bay Boeing chở khách cỡ nhỏ cơ bản đã thỏa thuận xong. Tiến sĩ Hammer bên phía Boeing mong muốn được diện kiến tiểu thư một lần. Hãy để lúc trực tiếp phụ trách việc đó là được. Mã Duyệt gật đầu, nàng đưa tập tài liệu trong tay cho văn nhân Mục Nguyệt nói, Diệp Thu tiên sinh đã có những thông tin mới nhất. Trước kia khi có những tài liệu quan trọng Mã Duyệt đều phải đọc trước, sau đó nàng tóm tắt lại nội dung chính một cách cô đọng nhất. Nhưng bây giờ Mã Duyệt không nói nội dung tóm tắt bởi nàng biết sau khi tiểu thư xem qua tư liệu này sẽ tự đưa ra nhận xét. Hình như tiểu thư có chút bất đồng với người đàn ông đó. Văn nhân Mục Nguyệt cầm tập tài liệu, mở ra xem nàng thấy bên trong toàn là tài liệu cắt ra từ báo chí. Truyền nhân Thái Ất Thần Châm xuất hiện đánh bại Châm Vương Vương Tu Thân. Tuyệt kỹ Thái Ất Thần Châm hay chỉ là đồ huy anh hoang khoác lác. Tần Lạc, truyền nhân Thái Ất Thần Châm muốn cứu vãn thế suy sụp của Trung Y. Học Trung Y, mặc trường bào, lấy vợ Trung Quốc, truyền nhân Thái Ất Thần Châm cố gắng bảo tồn văn hóa Trung Hoa. Lật một trang báo chỉ toàn tin tức về Tần Lạc, có báo giấy, có tạp chí, thậm chí có một số tờ báo lá cải cũng đưa những tin này. Mạng lưới tình báo của gia tộc văn nhân trải khắp nơi đã thực sự phát huy hiệu quả. Những bài báo đó tâng bốc tán dương Tần Lạc là thủ lĩnh Trung Y thế hệ mới, kế thừa và phát huy văn hóa dân tộc, đấng cứu thế của nền Trung Y lâu đời. Cũng có một số lớn các bài báo phê phán, cho rằng đây chỉ là sản phẩm của giới truyền thông. Cho dù tốt hay xấu thì cũng chứng minh một điều Tần Lạc đã nổi tiếng. Khá thú vị, văn nhân Mục Nguyệt gấp tập tài liệu cười nói. Mã Duyệt sửng sốt, nàng không ngờ tiểu thư lại có đánh giá như vậy. Rất hiếm người có thể làm cho nàng cảm thấy thú vị. Mã Duyệt, nếu như gia tộc văn nhân chúng ta dốc toàn lực ủng hộ anh ta trấn hưng Trung Y thì thế nào nhỉ?
Văn nhân Mục Nguyệt ngồi tựa vào ghế đệm hỏi. Anh ta chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp Trung Quốc, trở thành thầy thuốc nổi tiếng nhất, Mã Duyệt khẳng định. Nàng rất tin tưởng vào gia tộc Văn nhân, nếu tiểu thư thật sự muốn đem toàn lực ủng hộ người đàn ông đó. Anh ta sẽ nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Thật thế không? Gương mặt Văn nhân Mục Nguyệt thoáng hiện lên vẻ xúc động. Thế nhưng trạng thái đó nhanh chóng mất đi. Nàng chăm chú nhìn trợ thủ tâm phúc của mình hỏi như một đứa trẻ, nếu chị làm thế anh ta có thích chị không? Ngay lúc này Mã Duyệt hoàn toàn có can đảm bảo người đi giết chết Tần Lạc ngay lập tức. Chính bản thân mình là một tiểu thư cao quý sao có thể dễ dàng nói ra những điều đó chứ? Ngay cả nàng là một cô gái mà cũng rất đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt dè dặt của Văn nhân Mục Nguyệt. Em không biết, Mã Duyệt nói. Mặc dù bản thân nàng không thích Tần Lạc nhưng nàng trả lời theo thực tế. Trung thành, đây là nguyên tắc đầu tiên nàng phải tuân thủ, phải có ý chí kiên định duy trì nguyên tắc giống như sát thủ bảo vệ bí mật của khách hàng. Nói như vậy cuộc sống sau này của anh ta sẽ không có niềm vui nữa đúng không? Chị không thể biến anh ta thành người như mình được, Văn nhân Mục Nguyệt thở dài nói. Cộng thêm 5 điểm vào hồ sơ của anh ta. 5 điểm, Mã Duyệt trợn tròn mắt. Tiểu thư, dựa theo quy tắc đã được lập ra, giá trị điểm lớn nhất có thể thẳng chỉ là 3. Trừ phi gặp phải trường hợp cứu nguy cho gia tộc hay cứu tính mạng của tiểu thư thì mới phá lệ tăng 5 điểm, Mã Duyệt phản bác. Cái bảng giá trị đó do nàng lập ra, nàng biết nó trị giá như vàng. Có người biết nàng cầm cái bảng điểm quý giá đó sẵn sàng bỏ ra cả 100 vạn để mua điểm. Bình thường những công tử bạn của tiểu thư có ý đồ lấy lòng tiểu thư sẵn sàng ném ra hàng 100 vạn. Đôi mắt đẹp của Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Mã Duyệt, nàng cười nhẹ hỏi, Mã Duyệt, em năm nay 26 tuổi hả? Đúng vậy, tiểu thư, năm nay em 26 tuổi, 9 tháng. Chắc chắn em đã có người yêu, Văn nhân Mục Nguyệt nói. Nếu thế em sẽ hiểu một số việc không thể tuân thủ theo nguyên tắc, Văn nhân Mục Nguyệt trầm tĩnh nói. Con số chỉ là số chết, trái tim mới sống. Chính xác như máy tính cũng không thể nào tính toán được giá trị lớn nhất của tình yêu hay oán hận. Dạ, tiểu thư, em hiểu, em sẽ cộng vào tài liệu của anh ta 5 điểm nữa, như vậy anh ta có 70 điểm. Tài liệu của anh ta chuyển từ loại yếu kém sang loại trung bình, Mã Duyệt nói. Thực tế nàng vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Sự giáo dục và kinh nghiệm đã biến nàng thành một cái máy công nghệ cao xinh đẹp. Trên thực tế vẫn chưa có ai dạy cho nàng biết sự kỳ diệu của tình yêu như thế nào. Văn nhân Mục Nguyệt khoát tay, Mã Duyệt lặng lẽ quay lui ra ngoài. Văn nhân Mục Nguyệt lại mở tập tài liệu ra xem, nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Lạc, Văn nhân Mục Nguyệt trầm tư suy nghĩ. Cạch, cạch, cạch. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này âm thanh nhanh, mạnh làm cho Văn nhân Mục Nguyệt khó chịu cau mày lại. Vào đi, nàng lên tiếng. Dù nàng có chút khó chịu với người gõ cửa nhưng nàng vẫn bỏ qua để người đó vào. Bởi nàng biết chỉ có một người mới có kiểu gõ cửa như thế, cũng chỉ người đó mới dám làm vậy. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, một khuôn mặt sáng sủa xuất hiện. Văn nhân Chiếu cười hì hì bước vào, hắn cười lấy lòng nói, chị, em nhớ chị quá. Vừa nói hắn vừa tiến tới giang tay ôm Văn nhân Mục Nguyệt. Ngồi xuống, Văn nhân Mục Nguyệt hừ một tiếng rồi nói. Văn nhân Chiếu không để tâm tới điều đó, hắn ngồi đối diện với nàng nói, chị à, chị càng ngày càng xinh đẹp. Nói đi, có chuyện gì? Văn nhân Mục Nguyệt tiện tay mở cuốn tạp chí, thờ ơ chờ câu trả lời của hắn. Hì, hì, mọi người bảo chị là người phụ nữ thông minh nhất Trung Quốc, quả không sai. Giờ em tai nghe mắt thấy, danh bất hư truyền, Văn nhân Chiếu khôn khéo nịnh nàng. Chị không dám nói là hiểu hết đàn ông khắp thiên hạ nhưng đối với em, chỉ số thông minh thấp như thế, chị không cần nghĩ cũng biết em muốn gì, Văn nhân Mục Nguyệt lạnh nhạt nói. Đúng thế, chị là người thông minh nhất, Văn nhân Chiếu cười vui vẻ. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin một thiếu niên đẹp trai lại có khả năng như vậy. Chị đoán thử xem em tới tìm chị vì việc gì. Hàng mi dài, đôi mắt bồ câu, làn da trắng muốt, gương mặt xinh như con gái, mái tóc dài, dây buộc tóc màu hồng buộc túm đuôi ngựa, đầu đội một cái mũ lưỡi trai màu bạc. Dù có ai bảo hắn là một cô gái chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ điều đó. Từ hình dáng bên ngoài có thể nói hai chị em rất giống nhau. Sự ưu tú đó là cho người khác phát điên. Chương 86, không cho bỏ trốn. Em nghĩ chị không đoán ra sao? Văn nhân Mục Nguyệt ngồi ở ghế đối diện nhìn vẻ mặt đắc ý của em trai hỏi ngược lại. Vậy chị đoán đi, Văn nhân Chiếu cười nói. Văn nhân Mục Nguyệt gấp quyển tạp chí, suy nghĩ một lát rồi nói, Tần Túng Hoành nhờ em tới làm thuyết khách, đúng không?
Văn Nhân Chiếu há hốc mồm, kinh ngạc hỏi, sao chị lại biết? Anh Túng Hoành gọi điện cho chị à? Dựa vào tính cách của em có khi nào vui lòng giúp đỡ người khác không? Văn Nhân Mục Nguyệt giải thích khi nàng nhìn thấy Văn Nhân Chiếu biến sắc. Người duy nhất có thể bảo sao em nghe vậy chỉ có thể là Tần Túng Hoành. Sắp tới lễ đại thọ 80 tuổi của Tần Lão Thái, chắc chắn sẽ mời rất nhiều khách. Tần Túng Hoành biết nếu tự anh ta tới mời chị sẽ từ chối. Nếu anh ta không biết cách lợi dụng một cậu bé ngốc nghếch như em, như vậy sẽ uổng phí mỹ danh trí công tử người đời ban tặng cho anh ta. Văn Nhân Mục Nguyệt cười giải thích. Nói đi, hãy nói cách anh ta dỗ dành em đi, hay anh ta tặng cho em chiếc xe thể thao Bugatti đời mới. Ngay cả điều này chị cũng biết sao? Văn Nhân Chiếu càng trợn mắt há hốc mồm, dường như có thể nhét cả con gà vào mồm hắn. Có một người chỉ yêu quái thông minh, trí tuệ hơn người không biết là may mắn hay bất hạnh cho hắn đây. Đương nhiên, em rất muốn mua dòng xe đó. Lần trước em đã năn nỉ chị mua, chị đã từ chối. Em tự nhiên sẽ tìm cách có được từ người khác, còn về cách thức dụ dỗ em có cần chị nói tiếp không? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn em trai của mình, trong lòng nàng xuất hiện niềm thương yêu. Bởi vì mẹ của hai chị em mất sớm, nàng cùng em trai sớm mất đi tình thương yêu của mẹ. Chính vì nguyên nhân này bản thân nàng xuất hiện tính cách độc lập. Em trai nàng khi trưởng thành chỉ thích những phụ nữ thành thục, gợi cảm. Chỉ cần là người trưởng thành, vóc dáng xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, giọng nói êm dịu, ngọt ngào đều là đối tượng theo đuổi của hắn. Hắn thực sự cũng không muốn làm chuyện gì với bọn họ, chỉ cần hắn có thể làm quen với họ, ngồi uống trà, tâm sự là cũng đủ cho hắn vui vẻ trong mấy ngày trời. Văn Nhân Mục Nguyệt hiểu nguyên nhân hắn theo đuổi những người phụ nữ thành thục. Hắn có thể tìm thấy một loại tình cảm vừa quen vừa lạ. Loại tình cảm đó gọi là tình mẫu tử. Vì nguyên nhân đó nên nàng cũng không ngăn cản, trách cứ em trai mình làm những chuyện không đoàng hoàng, hoang đường đó. Nếu Tần Lạc biết tính cách của Văn Nhân Chiếu, có khi hai người sẽ trở nên thân thiết, cũng không có chuyện cãi vã nhau liên tụ trong lần gặp mặt đầu tiên. Cửu Yên Mị từ miền Nam tới Yến Kinh, thanh danh của nàng lập tức lan xa. Được coi là người đứng đầu trong Yến Kinh Tam Đại Thục Phụ. Văn Nhân Chiếu cảm thấy hứng thú với nàng cũng là chuyện bình thường. Hì, hì, chị quá thông minh, em sợ rồi đó. Văn Nhân Chiếu cười xấu hổ. Chị, nếu chị đã biết mục đích của em, chị hãy đồng ý với em nhé. Anh Túng Hoành định đến mời chị nhưng anh ấy sợ chị từ chối. Anh ấy van nài em tới mời chị, em đã cam đoan sẽ mời được chị tới dự. Chị đừng làm mất uy tín của em, được không? Văn Nhân Mục Nguyệt thở dài nói, Văn Nhân Chiếu, em không hiểu rõ ý tứ của Tần Túng Hoành à. Em biết, không phải anh ấy thích chị sao? Chị, em thấy rất kỳ quái, tại sao chị không tiếp nhận tình cảm của anh Túng Hoành? Nói về tướng mạo, nhân phẩm, thân phận, địa vị anh ấy đều xứng đáng với chị. Nếu tìm khắp thiên hạ này một người con trai xứng với chị, chắc chắn chỉ có anh Túng Hoành. Những người đàn ông khác còn không xứng làm người giúp việc cho chị. Văn Nhân Chiếu nghiêm túc nói. Rất khó nhận ra nét tươi cười trên gương mặt hắn. Thích hay không thích là chuyện của chị, không liên quan gì tới em. Chị có thể đáp ứng em bất kỳ chuyện gì, chứ chuyện này thì không được. Nếu chị xuất hiện ở bữa tiệc đại thọ của Tần Lão Thái, thiên hạ sẽ hiểu nhầm chị được gả cho Tần gia. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Gả vào Tần gia thì có gì không tốt? Văn Nhân Chiếu ngạc nhiên hỏi. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn em trai của mình lắc đầu. Ngày thường hắn cực kỳ ham chơi, không quan tâm tới chuyện của gia tộc. Nàng không ngờ ngay cả một điều nhỏ nhặt này hắn cũng không nhìn ra. Dạo này chị bận nhiều việc. Em cảm ơn Tần Túng Hoành cho chị, Văn Nhân Mục Nguyệt dứt khoát từ chối, nàng cũng chẳng buồn giải thích chuyện nàng tới dự tiệc sẽ gây ra nhiều hậu quả cho gia tộc. Chị à, chị hãy thương em trai tội nghiệp của chị. Em đã nói với bọn họ chị sẽ tới dự tiệc, nếu chị không tới, em sẽ mất mặt với bọn họ. Văn Nhân Chiếu cầu xin. Có phải chị đang chờ cái gã tới thối hôn của chị à? Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu nói, đúng như vậy. Nàng biết em trai của mình cực kỳ lì lợm nên nàng dùng cách này để tránh hắn lằng nhằng. Văn Nhân Chiếu tái mặt, hắn há hốc mồm rồi tức giận nói, chị, tại sao chị lại thích anh ta đó? Em đã bảo chị anh ta rất xấu trai, mắt như quả chuông, miệng rộng tận mang tai, một bữa cơm ăn mấy bát liền, ăn nói thô lỗ. Anh ta thực sự không thể bám gót anh Túng Hoành, em và ông đã gặp anh ta, ông hoàn toàn không hài lòng với anh ta. Dù thế nào đi nữa anh ta không xứng đáng với chị. Văn Nhân Mục Nguyệt lắc đầu ngao ngán, nàng mở tập tài liệu trên bàn, chỉ vào tấm ảnh chụp Tần Lạc nói, em nói người cực kỳ xấu trai, mắt quả chuông, mồm rộng mang tai.
một bữa ăn mấy bát cơm, nói chuyện thô lỗ, có phải người này không? Văn Nhân Chiếu ngẩn người, sau đó hắn hoảng hốt bỏ chạy. Nguy hiểm quá, người đó có quan hệ thân thiết với chị ấy. Sau khi Lâm Hoán Khê dạy xong hai tiết học buổi chiều, xuống tới chỗ để xe, nàng vô cùng ngạc nhiên khi đã thấy Tần Lạc đang ngồi chờ bên cạnh chiếc BMW của nàng. Tôi không muốn đi taxi nên tới đi nhờ xe chị, Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê vẫn lạnh nhạt mở cửa xe, ngồi vào. Tần Lạc không đợi nàng nói, hắn cũng ngồi vào ghế bên cạnh nàng. Nhìn thấy Lâm Hoán Khê và Tần Lạc cùng nhau quay về, Lâm Thanh Nguyên rất vui mừng. Ông âm thầm giơ ngón tay cái ý bảo Tần Lạc làm rất tốt. Tần Lạc cười ảo não. Hắn không muốn nói chuyện bệnh tình ngày càng nặng của Lâm Hoán Khê cho ông biết để tránh cho ông khỏi lo lắng thêm. Hơn nữa chuyện này càng ít người biết càng tốt, để khỏi tới tai Lâm Hoán Khê. Ha, ha, hai cháu về rất đúng lúc, cơm mới nấu xong, nào tới đây chúng ta ăn cơm. Tần Lạc, tối nay ông cháu mình uống một chén nhé. À, cháu không uống rượu, ông uống hai chén, cháu uống nước ngọt, Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Được, cháu đi rửa tay, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê dường như không nghe ông nói gì, nàng cầm cặp đi thẳng lên lầu. Này chấm SAI, cháu không hòa thuận à? Lâm Thanh Nguyên nhìn theo bóng dáng đang đi lên lầu của Lâm Hoán Khê hỏi. Ông cứ yên tâm, sẽ ổn thôi, Tần Lạc cười nói. Phải thế, vợ chồng với nhau cãi nhau làm gì? Cãi nhau cứ lên giường là chuyện gì chả giải quyết được, đúng không? Nhìn thấy ánh mắt quái dị của Tần Lạc đang nhìn mình, Lâm Thanh Nguyên mới nhận ra ông đang lỡ lời. Ông cười xấu hổ nói, ông cũng chỉ lấy ví dụ. Ha, ha, thực ra nếu các cháu muốn lấy nhau ông không phản đối. Lâm Hoán Khê không xuống dưới phòng ăn cơm, Tần Lạc sợ Lâm Thanh Nguyên nghi ngờ nên dặn chị Lý mang cơm lên phòng cho nàng. Cũng may Lâm Thanh Nguyên không quan tâm tới chuyện đó, ông vui vẻ uống ba chén rượu, sau đó ông say rượu ngủ gật gà gật gù. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc cùng Lâm Thanh Nguyên ngồi ở phòng khách uống trà. Hắn lấy cớ cần có một giấc ngủ ngon để giải thích lý do ánh mắt của Lâm Hoán Khê hôm nay, đuổi khéo Lâm Thanh Nguyên đi ngủ sớm. Hắn quay lên phòng tắm rửa thay quần áo. Hắn đứng trước gương chải đầu, nhổ một cái lông mũi dài rồi mới đi sang gõ cửa phòng Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê mở cửa, hỏi Tần Lạc, có việc gì? Hình như nàng cũng vừa tắm xong. Nàng mặc chiếc áo ngủ màu tím rất quen thuộc với Tần Lạc. Chiếc áo ngủ che kín thân hình nàng nhưng những phần lồi lõm, đường cong gợi cảm, hương thơm tỏa ra làm cho Tần Lạc ngây ngất. Mái tóc vẫn lưu lại hương thơm của dầu gội, xõa ngang vai. Nàng không dùng bất cứ loại mỹ phẩm nào nhưng nhan sắc của nàng thực sự rung động lòng người. Nhưng đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của con người lại đờ đẫn, ngây dại làm vẻ quyến rũ của nàng giảm đi một chút. Nếu như nàng cũng có ánh mắt mị lực như Lệ Khuynh Thành. Nhìn hắn, cắn môi nói, tôi đi tắm đây, không được nhìn trộm. Tần Lạc biết khi đã hắn sẽ chảy cả máu mũi. Không có việc gì, tôi chỉ muốn sang đây trò chuyện với chị, Tần Lạc cười ha hả nói. Muộn rồi, có gì ngày mai nói, Lâm Hoán Khê nói. Thật ra, tôi muốn nói chuyện có liên quan tới bệnh của chị, Tần Lạc đành phải dùng cái cớ này. Còn cần một đợt điều trị trừ độc gan nữa thì bệnh của chị mới khỏi hẳn. Cảm ơn, tôi thấy tôi không còn vấn đề gì nữa, Lâm Hoán Khê nói, nàng định đóng cửa phòng lại. Ba. Khi cánh cửa phòng sắp khép lại, Tần Lạc giơ tay ra chặn lại. Cậu muốn làm gì? Lâm Hoán Khê lạnh lùng hỏi, trên mặt nàng vẫn không có cảm xúc gì cả. Tay Tần Lạc giữ cửa, hắn đứng gần sát người nàng nên đầu hắn cũng gần như chạm vào nàng. Cậu muốn làm gì? Lâm Hoán Khê kinh sợ, nàng cố gắng lui lại phía sau. Tần Lạc không dừng lại, hắn tiếp tục nhìn quan sát xuống phía dưới. Gương mặt hai người gần kề nhau, Tần Lạc có thể ngửi thấy mùi thơm hơi thở của nàng. Cậu, Lâm Hoán Khê chưa từng trải qua chuyện thế này, nàng quay mặt muốn trốn tránh. Tay còn lại của Tần Lạc nắm lấy cằm nàng, hắn nói, không được trốn. Nói xong hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng. Mặt khác tay kia của hắn bỏ cánh cửa vuốt ve bộ ngực mềm mại qua lớp áo mỏng bằng lụa tơ tằm. Chương 87, phá vỡ vỏ bọc. Làn môi mềm mại, mượt mà như tơ, giống như loại sô-cô-la thượng hạng trên thế giới. Đôi môi của nàng ngọt ngào, mát dịu nhưng cực kỳ đáng yêu. Dĩ nhiên Tần Lạc không kìm lòng được ngậm lấy môi nàng giống như trẻ con bú sữa mẹ, cố sức ngậm. Ngay lập tức Tần Lạc không thấy thỏa mãn khi chỉ tiếp xúc khơi khơi bên ngoài. Hắn bất chấp tất cả, lưỡi của hắn bắt đầu tiến sâu vào trong miệng Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê hoàn toàn bị choáng váng bởi hành động của Tần Lạc,
nhưng hành động của nàng khá kỳ lạ. Hai mắt nàng mở to, đôi môi anh đào khẽ hé mở, Tần Lạc dễ dàng tiến thẳng vào trong, không hề gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Mặc dù còn cách một lần áo, Tần Lạc vẫn cảm nhận được sự co giãn tuyệt vời, mịn màng của ngực nàng. Thoạt nhìn cũng không bé, khi chạm vào một bàn tay cũng không ôm hết, mềm nhũn như sợi mì ngâm nước nhưng lại có cảm giác khá nặng nề. Tần Lạc không có bất cứ kinh nghiệm gì, hắn cứ làm bừa, thò tay vuốt ve, mân mê hai khối thịt hình dáng kỳ lạ. Đây chính là đồ chơi hấp dẫn đàn ông nhất. Đối với đàn ông mà nói, sự hấp dẫn của nhũ hoa có thể sánh ngang với sự hấp dẫn của Otman với trẻ nhỏ. Vừa chạm tay vào Tần Lạc đã không muốn buông tay ra. Hormone kích thích nhanh chóng xuất hiện, lan truyền khắp cơ thể hắn, Tần Lạc cảm thấy hạ thân mình nở ra, rắn lại. Đối với một sử nam như hắn, cái gì có ý nghĩa nhất? Chính là thân thể của phụ nữ. Động tác của Tần Lạc càng thô bạo hơn, thân thể hắn dường như không còn cảm giác gì cả, càng lúc càng áp sát người Lâm Hoán Khê. Tới khi thân thể hai người ép sát vào nhau, Tần Lạc cảm thấy thân thể Lâm Hoán Khê mềm mại, ấm áp vô cùng, lần đầu tiên Tần Lạc tìm được loại cảm giác tuyệt vời đó. Tần Lạc không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Hắn vốn chỉ muốn đùa giỡn với Lâm Hoán Khê. Kế hoạch của hắn đã thất bại, hành động của hắn bắt đầu tuân theo sự đòi hỏi của cơ thể. Giây phút này hắn cảm thấy thân thể hắn giống như miệng giếng cạn, hoàn toàn trống rỗng, tĩnh mịch. Hai mắt Lâm Hoán Khê mở trừng trừng, nàng để mặc gương mặt Tần Lạc càng lúc càng áp sát vào nàng, sau đó một vật gì mềm mại, ươn ướt luồn vào trong mồm nàng. Trí não nàng trống rỗng. Nàng hiểu trong những tình huống như này cần phải dãy dụa thoát ra nhưng thân thể nàng lại không mảy may di chuyển. Hơn nữa bàn tay kia của Tần Lạc đỡ cằm nàng. Dù nàng có muốn cử động cũng không làm được, nàng không sao thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Đây là một loại cảm giác cực kỳ xa lạ, như độc dược, như dòng điện làm cho thân thể, toàn bộ thần kinh rơi vào trạng thái tê liệt. Dù nàng có cố suy nghĩ thì vô cùng chậm chạp, cứng đơ. Động tác của Tần Lạc ngày càng mạnh. Lâm Hoán Khê nhíu mày vì cơn đau ở ngực phát ra. Cũng vì thế mà ý thức phản kháng trong nàng bắt đầu trỗi dậy, không để Tần Lạc đưa nàng lún sâu vào bể dục vọng. Cảm thấy trong miệng mình có vật gì đang hoạt động nàng không do dự cắn một cái. Hả? Tần Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể hắn lui lại phía sau. Ngay lập tức hắn cảm thấy trong miệng hắn đầy mùi tanh. Hắn đã bị Lâm Hoán Khê cắn chảy máu. Đi ra ngoài Lâm Hoán Khê giận dữ nhìn Tần Lạc. Thở hổn hển nói. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chị đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ cho bệnh của chị thôi, Tần Lạc cố giải thích. Đương nhiên hắn biết lúc này có giải thích cũng vô dụng. Cho dù một người bình thường cũng không bao giờ tin lý do đó. Vẻ mặt của Lâm Hoán Khê càng phẫn nộ. Nàng lại chỉ tay ra ngoài cửa hét lên, đi ra ngoài. Được rồi, tôi đi ra ngoài, chị không nên tức giận, chị cứ tin tưởng tôi không muốn chị nghĩ tôi là loại người. Tần Lạc còn muốn giải thích thêm mấy câu nữa nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt ngập sát khí của Lâm Hoán Khê thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài. Bịch! Tần Lạc vừa ra khỏi phòng, Lâm Hoán Khê liền đóng cửa phòng lại. Sau đó nàng tựa vào cửa thở dốc từng cơn một. Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên tâm hồn tĩnh lặng như nước hồ thu của nàng sao động giống như nước sôi sùng sục. Tim đập loạn bậy. Tần Lạc há mồm nhìn vào gương, ở môi trên có một vết thương. Bây giờ vẫn đang rỉ máu. Miệng Lâm Hoán Khê thật tàn nhẫn, thiếu chút nữa nàng đã cắn đứt lưỡi hắn. Mặc dù hắn vội vàng rút lui nhưng môi hắn vẫn gặp nạn. Thế nhưng đôi môi của nàng thật mềm mại, bộ ngực cũng mềm tựa bông, toàn bộ cơ thể nàng đều mềm mại. Tần Lạc giơ tay phải lên chăm chú nhìn, hắn thực sự ước ao có vận may như nó. Chính bản thân mình muốn làm một chuyện mà không dám làm lại để nó làm mất, chính bản thân muốn vuốt ve cũng lại để nó chiếm mất. Tần Lạc thầm nghĩ làm bàn tay thật hạnh phúc, hắn thực sự chỉ muốn trở thành bàn tay của chính mình. Chị ấy có tin tưởng lời giải thích của mình không nhỉ? Tần Lạc thầm nghĩ. Ngay lập tức hắn lắc đầu cười gượng. Có người phụ nữ nào lại ngu ngốc tin một người đàn ông đã hôn mình, sờ soạng người mình lại giải thích đó là để chữa bệnh cho mình như tin chuyện ma quỷ không? Nhưng mình thực sự vì chữa bệnh cho chị ấy mà. Tâm bệnh cần trị bằng tâm bệnh. Bây giờ hội chứng khép kín tình cảm của Lâm Hoán Khê đang ở giai đoạn đầu. Nàng vẫn chưa rơi vào tình trạng hoàn toàn vô tình, không để ý tới thế giới xung quanh. Nhưng nếu bệnh tình của nàng trầm trọng hơn, tính lũy năm này qua năm khác, bệnh sẽ tiến giai đoạn thứ hai, lúc đó thì không còn thuốc nào có thể ngăn cản bệnh tiến tới giai đoạn cuối cùng.
Tới lúc đó thì dù làn thần tiên sống cũng không có khả năng làm sống dậy tình cảm của nàng thoát khỏi những hàng rào vững chắc nàng đã dựng lên. Vì thế trước khi Lâm Hoán Khê vứt bỏ hoàn toàn tình cảm của mình, hắn muốn xé rách một đoạn trong hàng rào của nàng. Hắn muốn nàng nảy sinh lòng yêu thương hay nói cách khác là sự xúc động. Thật sự hắn cũng có thể làm nàng sinh ra cửu hận, thế nhưng còn tốt hơn là nàng trở thành một người vô tình. Tần Lạc không chắc hắn có thể làm cho nàng nảy sinh lòng yêu thương. Dù hắn có thể làm nàng xúc động nhưng người đó chưa chắc đã phải hắn. Tần Lạc buộc lòng phải dùng hạ sách này, chiếm ít tiện nghi của nàng. Cùng lắm thì làm nàng hận hắn mà thôi. Hận cũng là một loại tình cảm. Chỉ cần nàng hận hắn, nàng sẽ không tiếp tục phong bế tình cảm nữa. Tần Lạc có thể tìm cơ hội thích hợp kéo nàng đứng dậy từ vực đáy vực sâu. Ôi, chính mình phải khổ sở dụng tâm như thế nhưng không ai hiểu mình. Tần Lạc liếm môi, hít khẽ xít xoa vì rát. Tần Lạc không hối hận. Là một người thông minh tài giỏi, có hoài bão to lớn cùng y đức. Hắn nguyện ý hiến dâng cả thể xác, tinh thần vì sự nghiệp vĩ đại cứu chữa người bệnh. Hắn không thể ích kỷ, chỉ biết lo lắng cho sự trong sạch của bản thân, không dám gánh vác sự mạo hiểm và tên tuổi bị vấy bẩn. Đừng nói là bị cắn một cái dù là hai cái, ba cái, mười cái, mấy chục cái Tần Lạc vẫn không lui lại sau nửa bước. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sáng sớm hôm sau Tần Lạc dậy sớm xuống dưới lầu tập thể dục, Lâm Thanh Nguyên đã đang tập thái cực ở đó. Nhìn thấy Tần Lạc đi ra, Lâm Thanh Nguyên cười nói, Tần Lạc, dậy sớm thế. Hôm qua cháu ngủ ngon không? Cũng được ạ, Tần Lạc trả lời. Hắn cố ý làm mấy động tác, quay mặt đi chỗ khác. Vết thương ở môi hắn vẫn chưa lành, hắn không muốn Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy. Ha, ha, vậy tốt rồi, cháu và Hoán Khê vẫn hòa thuận đấy chứ? Dạ, vẫn tốt, Tần Lạc trả lời. Lâm Hoán Khê không dùng dao đâm hắn thì cũng coi như là may cho hắn. Vậy là tốt rồi, ông đã nói rồi cô dâu mới không thể giận dỗi qua đêm. Đến đây nào, hai chúng ta chơi đẩy tay. Đã lâu rồi ông không chơi đẩy tay với cháu. Ông bắt đầu cảm thấy không ngứa ngáy đây, Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Dạ, bài tập hôm nay của cháu vẫn chưa xong. Phương pháp luyện tập này của cháu không được phép gián đoạn. Để lần sau cháu sẽ bồi tiếp, ông Tần Lạc nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Lâm Thanh Nguyên. Ha, ha, thôi được, không sao, không sao, Lâm Thanh Nguyên cười nói. Này, Tần Lạc, Lâm Thanh Nguyên đột nhiên hỏi hắn. Cái gì ạ? Môi cháu làm sao vậy? Dạ, cháu không cẩn thận cắn phải môi, Tần Lạc nghiêng mặt đi giải thích. Lâm Thanh Nguyên chăm chú nhìn môi Tần Lạc một lát rồi ông cười rất kỳ dị, khẽ hỏi, Hoán Khê vẫn còn giận cháu hả? Dạ. Hừ, con bé này, ai lại đi cắn vào môi cháu vậy, rách cả môi rồi. Chấm, Lâm ra ra, không như ông nghĩ đâu, Tần Lạc vội vàng giải thích. Ôi, cháu đừng nghĩ ông lớn tuổi, ông hiểu suy nghĩ của các cháu, ông không có ý trách các cháu. Yên tâm đi, ông có thể hiểu mà, Lâm Thanh Nguyên vỗ vai Tần Lạc, giống như một người ông đang khen ngợi cháu mình. Ông hoàn toàn không coi Tần Lạc là người ngoài, ông đã coi hắn là cháu rể của mình. Chúng cháu thực sự không có gì. Ôi, Tần Lạc, cháu không cần giải thích, cứ giải thích là khách sáo quá. Nhưng cháu là giảng viên đại học cũng phải quan tâm tới hình dáng của mình. Như thế nào thì làm sao để sinh viên thấy được sự uy nghiêm của cháu? Tần Lạc không còn cách nào giải thích, hắn cũng đã biết mặc Lâm Thanh Nguyên đã già nhưng suy nghĩ của ông không bị cản trở bởi tuổi tác. Được rồi, khi nào các cháu muốn có con, ông thấy Hoán Khê cũng không còn trẻ gì nữa. Nó cần phải sinh con sớm, phụ nữ ngoài 30 mới bắt đầu sinh con, sẽ không tốt cho sức khỏe. Bởi vì khi đó khả năng hồi phục sức khỏe của cơ thể rất kém. Thật ra nếu các cháu có con, ông có thể giúp các cháu trông nom được, các cháu không cần bỏ bê công việc. Bịch! Một âm thanh chói tai vang lên, cách chỗ hai người đang đứng không xa một cái chậu cây xương rồng từ trên cao rơi xuống vỡ tan tành. Cây xương rồng lăn tới cạnh chân Tần Lạc như muốn bày tỏ sự bất mãn với Tần Lạc về tai họa bất ngờ này. Hai người, một già một trẻ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lâm Hoán Khê đang chằm chằm nhìn hai người. Tần Lạc vội vàng vung tay qua đầu phân trần, tôi không nói gì. Tất cả đều do ông chị nói. Chương 88, đột nhiên kích động. Ngay khi Lâm Hoán Khê đi ra ban công tầng 2 hít thở bầu không khí trong lành, nàng nghe được câu chuyện của ông mình và Tần Lạc. Nàng không nhịn được đẩy rơi một chậu cây xuống dưới. Hai người nói chuyện quá vô sỉ. Chuyện thực sự không phải như vậy, chính bản thân mình bị.
đột nhiên một vấn đề nảy sinh trong đầu Lâm Hoán Khê. Nếu hính mình bị ép buộc, tại sao mình không có phản ứng gì ngay từ đầu? Rõ ràng trong những tình huống như vậy một cô gái sẽ có phản ứng mau lẹ khi bị một gã đàn ông háo sắc chạm vào. Tại sao mình không đẩy cậu ấy ra ngay từ đầu? Không phải mình đã quyết tâm vứt bỏ tình yêu rồi sao? Nhưng tại sao Tần Lạc đột nhiên lại hành động như thế với mình? Chẳng lẽ cậu ấy có tình cảm với mình ư? Nếu đúng như vậy, chuyện giữa cậu ấy và Lệ Khuynh Thành. Lâm Hoán Khê cáu kỉnh gãi đầu, cố gắng tìm câu trả lời cho những vấn đề nan giải. Ngồi ở ghế cạnh tay lái, Tần Lạc lén quan sát nét mặt của Lâm Hoán Khê. Đáng tiếc ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng, sắc mặt không chút thay đổi, Tần Lạc không thể đoán được diễn biến tâm lý thực sự trong người nàng. Thế nhưng hắn biết có thể chính Lâm Hoán Khê đã ném cái chậu cây xuống, điều này chứng minh trong lòng nàng xuất hiện sự thù hận hoặc sự tức giận. Cho dù là gì đi nữa chứng minh kỳ chiêu của hắn đã có kết quả. Trong thời gian này nàng khó có thể giữ được tâm trạng lạnh nhạt, bình lặng như mặt nước. Chỉ cần Tần Lạc có thời gian hắn tự tin sẽ chữa khỏi bệnh của nàng. Xe dừng trước cổng trường, Lâm Hoán Khê vẫn ngồi yên trên ghế không thèm liếc nhìn Tần Lạc. Chị có gì muốn nói với tôi phải không? Tần Lạc lên tiếng hỏi khi nhìn nét mặt của Lâm Hoán Khê. Xuống xe. Thì ra nàng muốn hắn xuống xe ở cổng trường, để khỏi bị sinh viên trong trường nhìn thấy hai người. Tần Lạc cởi dây an toàn cười nói, trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Không ăn. Đừng ngại tôi mời chị. Không ăn. Không phiền gì đâu, dù gì tôi cũng đi ăn mà. Đợi khi Lâm Hoán Khê lái xe vào trong sân trường, Tần Lạc mới bắt đầu chậm rãi đi về hướng khu giảng đường của Học viện Trung Y Dược. Khi Tần Lạc đi vào phòng làm việc một nhóm giảng viên đang sôi nổi tranh luận điều gì đó. Thầy Chu vẫn là nhân vật chính, những người vây xung quanh đều cười khá vui vẻ. Trước kia thầy Chu thường ăn mặc lôi thôi, lếch thếch. Hôm nay đã cắt tóc, ông ta mặc một bộ quần đen, áp sơ mi mới tinh, giày da bóng loáng, dáng vẻ cực kỳ sảng khoái. Thấy Tần Lạc đi vào đám người đó lập tức ngừng lại. Bọn họ nhìn Tần Lạc như nhìn một quái vật, đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy Tần Lạc không thuộc về thế giới của họ. Tần Lạc cũng ra vẻ lơ đễnh, hắn cầm quyển sách ở trên mặt bàn và đi ra ngoài. Thầy Tần, thầy đã tới. Trên hành lang, Tần Lạc gặp nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn thân mật bắt chuyện với Tần Lạc, trong phòng chỉ duy nhất Tiểu Mẫn có mối quan hệ đồng nghiệp khá gần gũi với Tần Lạc. Đúng vậy, tôi lên lớp, Tần Lạc cười nói. Thầy Tần, tôi nói với bạn học của mình chuyện thầy là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm, bọn họ không tin. Bọn họ muốn tôi mời thầy ra ngoài ăn cơm. Khi nào thầy có thời gian vậy? Thầy Tần, hãy giữ sĩ diện cho tôi nở mày nở mặt một lần có được không? Tiểu Mẫn năn nỉ hắn. Được rồi, đợi khi nào tôi có thời gian. Tần Lạc cười gật đầu. Ở Yến Kinh hắn không có bạn bè, Tiểu Mẫn đã nhiều lần biểu hiện thiện ý với hắn nên hắn rất quý trọng nàng. Ha, ha, nhất định như vậy nhé. Thầy Tần không được nuốt lời đâu nhé, Tiểu Mẫn vui vẻ nói. Chắc chắn, Tần Lạc khẳng định. Khi tới phòng học, Tần Lạc vẫn thấy một cảnh chật kín sinh viên. Khi danh tiếng của Tần Lạc càng lớn, sinh viên ở các khoa khác tới nghe hắn giảng càng đông. Bây giờ một phòng học nhỏ bé không đáp ứng đủ nhu cầu của các sinh viên. Tần Lạc dự định đề nghị học viện cho hắn chuyển tới một giảng đường lớn hơn, có thế mới chứa được tất cả sinh viên trung y. Tần Lạc chưa bao giờ muốn che giấu tuyệt nghệ của mình. Trái lại hắn hy vọng càng có nhiều sinh viên trung y càng tốt. Tới lúc đó trung y mới trở nên thông dụng. Chỉ cần bọn họ muốn, hắn sẽ dạy bọn họ, nhưng chỉ với những người yêu thích trung y, còn những ai thích tới xem náo nhiệt, xin miễn. Điều làm cho Tần Lạc vui mừng nữa là bóng dáng quen thuộc của Vương Cửu Cửu lại xuất hiện ở hàng ghế thứ nhất, hắn cảm thấy an tâm. Xem ra Vương Cửu Cửu không có vấn đề gì, nàng chỉ ngẫu nhiên vắng mặt mà thôi. Tần Lạc nhìn nàng cười, nàng cũng mỉm cười vui vẻ với hắn. Tần Lạc giống như được cấp viên thuốc an thần, sau đó hắn bắt đầu buổi học. Sau khi hết giờ, Vương Cửu Cửu lại chạy theo hắn. Thầy Tần, em đã chuẩn bị trà. Vương Cửu Cửu chìa cái chén ra cười nói. Làm sao chuẩn bị được? Phiền phức lắm, Tần Lạc nói. Đương nhiên phải chuẩn bị. Đã đồng ý sao có thể đổi ý được? Vương Cửu Cửu cười nói. Nụ cười của nàng làm hiện ra hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, hai hàng mi dài chớp chớp, thật quyến rũ. Tần Lạc thầm nghĩ khi Vương Cửu Cửu lớn thêm chút nữa nàng sẽ trở thành một người phụ nữ mê người như mẹ nàng. Hơn nữa tính cách hai mẹ con nàng khá giống nhau. Cảm ơn không thể từ chối thịnh tình của nàng,
Tần Lạc đành phải nhận chén trà. Thầy còn khách khí làm gì? Dù sao chúng ta cũng là bạn bà mà, Vương Cửu Cửu nhún vai nói. Được, mà này, tại sao hôm qua em không đi học? Tần Lạc hỏi nàng. Hả, thầy Tần, thầy cũng biết à? Vương Cửu Cửu cố ý đau khổ nói. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thì ra anh ấy cũng chú ý tới sự tồn tại của mình. Đúng vậy, sau này muốn nghỉ học phải xin phép tôi. Nói cách khác tôi sẽ quản lý em, Tần Lạc đùa cợt nói. Thầy yên tâm đi, sau này em sẽ xin phép, Vương Cửu Cửu cam đoan. Đối với lời nói của những giảng viên khác nàng không bao giờ quan tâm. Cho tới bây giờ nàng chưa cự tuyệt bất kỳ điều gì Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu lơ đãng nhìn, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, à, thầy Tần. Thật trùng hợp đúng lúc đó điện thoại di động của Tần Lạc lại đổ chuông. Thầy nghe điện thoại đi, Vương Cửu Cửu xấu hổ nói. Nàng thầm than thở, tại sao nàng cứ gặp xui xẻo vậy, luôn gặp những chuyện như này. Em cứ nói đi, Tần Lạc cầm di động trong tay, nói với Vương Cửu Cửu. Không sao, thầy Tần, thầy cứ nghe điện thoại đi. Nhớ ai tìm thầy có việc gì quan trọng, em có thể chờ, Vương Cửu Cửu giải thích. Tần Lạc gật đầu mở máy nghe. Đại sư huynh, em là Dưỡng Tâm. Hôm nay anh có bận không? Giọng nói của Vương Dưỡng Tâm vang lên. Không, có việc gì vậy? Tần Lạc hỏi. Vương Dưỡng Tâm gọi điện thoại tới làm cho Tần Lạc thấy kỳ quái. Không biết hắn gọi điện tìm mình vì lý do gì. Đương nhiên có chuyện, anh quên rồi hả? Vương Dưỡng Tâm ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì? Tần Lạc thực sự không nhớ ra chuyện gì quan trọng. Hôm nay có cuộc hội thảo về trung y hiện nay. Anh phải thay mặt tổ chuyên gia phát biểu ý kiến. Anh đã chuẩn bị gì chưa? Không có ai nói cho anh chuyện này, Tần Lạc cười gượng nói. Lúc trước Trác lão qua thật cũng nói sơ qua với hắn về chuyện này nhưng không nói thời gian cụ thể. Trong trường, mối quan hệ của hắn và thầy Chu không tốt, vì thế thầy Chu cũng không nói những chuyện đó trước mặt hắn. Thảo nào hôm nay thầy Chu ăn mặc tao nhã như vậy, giống như bản thân đang tái xuân. Thì ra là đi dự hội thảo trung y quan trọng nhất nước đó. Không có ai nói cho anh biết à, ông em còn tưởng mấy người Trác lão đã nói cho anh biết rồi. Có thể mấy người đó có ý gì đó. Làm sao bây giờ, 3 giờ chiều này hội thảo sẽ bắt đầu, anh vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Liệu anh có chuẩn bị kịp không? Vương Dưỡng Tâm lo lắng hỏi. Tần Lạc suy nghĩ rồi nói, đại khái không có vấn đề gì. Anh không có thói quen chuẩn bị tham luận trước. Nghe Tần Lạc nói thế, Vương Dưỡng Tâm càng lo lắng hơn. Hắn nói, sư huynh, anh nên cẩn thận, lần hội thảo này có các thái đầu trung y cả nước cùng các giáo sư danh tiếng tới dự. Còn có các quan chức của sở và bộ y tế. Hay anh cứ chuẩn bị đi nha. Yên tâm đi, anh đã chuẩn bị hơn 20 năm rồi, Tần Lạc đùa cợt. Thực ra trong thâm tâm hắn rất có thiện cảm với Vương Dưỡng Tâm. Trước kia hai người có chút mâu thuẫn, bây giờ hai người lại trở thành huynh đệ đồng môn. Có thể nói số mệnh con người thật là thần bí. Thôi được, 2 giờ chiều em sẽ đón anh ở cổng Đại học Y khoa. Em sẽ đưa anh tới dự hội thảo, Vương Dưỡng Tâm nói. Được, lại làm phiền em rồi. Không nên khách sáo, chúng ta là huynh đệ đồng môn mà, Vương Dưỡng Tâm cười nói. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu cười áy náy nói, Cửu Cửu, em nói đi. Em tìm thầy có chuyện gì? Trong khi Tần Lạc đang nói chuyện điện thoại, Vương Cửu Cửu đã cố gắng trấn an tinh thần. Bây giờ nàng bình tĩnh nói, thầy Tần, tối mai thầy có rảnh không? Ừ, có việc gì vậy? Tần Lạc hỏi. Là thế này, nếu tối mai thầy rảnh rỗi, mẹ em muốn mời thầy tới ăn cơm. Tới ăn cơm, Tần Lạc kinh ngạc, tới nhà tư lệnh quân khu ăn cơm. Không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra không đây? Nếu hắn nói điều gì sai, làm chuyện gì không đúng, liệu cha của Vương Cửu Cửu có tống cổ hắn ra ngoài không nhỉ? Đúng vậy, Vương Cửu Cửu gật đầu. Tại sao? Ngày mai là sinh nhật mẹ, mẹ muốn mời mấy người tới dự cho vui vẻ. Được, ngày mai nhất định tôi sẽ tới, Tần Lạc gật đầu. Nếu có nhiều người tới dự, chắc chắn không có vấn đề gì. Khi đó hắn sẽ ít nói chuyện, không uống rượu. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cảm ơn thầy Tần, tối mai em sẽ cho xe tới đón thầy, thấy Tần Lạc đồng ý, Vương Cửu Cửu phấn khích nói. Cảm ơn cái gì, tôi phải cảm ơn em mới đúng, Tần Lạc cười nói. Đợi Tần Lạc đi xa, Vương Cửu Cửu lấy điện thoại gọi cho mẹ, nàng vui vẻ nói, Trương Nghi Y, mau chuẩn bị đi. Thầy Tần đã đồng ý tối mai tới nhà mình ăn cơm. Vậy ư, ai ra, tốt quá. Mẹ đã bảo nếu lần này thất bại mẹ sẽ hoãn sinh nhật 2 ngày.
mẹ không tin ngày nào cậu ta cũng bận việc, giọng nói đầy hớn hở của Trương Nghi Y vang lên trong điện thoại. Nghĩ tới việc mẹ vì mình mà có thể hoãn cả sinh nhật, Vương Cửu Cửu thực sự xúc động. Mẹ, cảm ơn mẹ, Vương Cửu Cửu nói vào điện thoại. Sau đó là quãng thời gian im lặng. Trương Nghi Y, mẹ làm sao vậy? Vương Cửu Cửu lo lắng hỏi. Con gái bé bỏng của mẹ, tại sao con đột nhiên lại kích động như vậy? Trương Nghi Y nghẹn ngào nói. Mẹ là mẹ con, vì con mẹ có thể nhận hai nhát dao của người khác cũng được. Mẹ con với nhau còn khách khí gì nữa? Con gái yêu, con không nên làm cho mẹ phải khóc như vậy. Đáng ghét quá. Chương 89, muôn người mong đợi. 2 giờ chiều Tần Lạc đi ra cổng trường đại học y khoa, Vương Dưỡng Tâm đã đang đợi hắn ở đó cùng chiếc Mercedes, Ben. Tần Lạc nhớ rõ lần trước Vương Dưỡng Tâm tới trường tìm Lâm Hoán Khê, hắn lái một con Ferrari màu đỏ, không ngờ mới có mấy ngày hắn đã đổi sang một loại xe nổi tiếng khác. Xem ra hành nghề tung y có thể kiếm được nhiều tiền. Tần Lạc mở cửa xe ngồi vào, cười nói với Vương Dưỡng Tâm. Vương Dưỡng Tâm thở dài nói, nằm ở nhóm cuối cùng trong các ngành nghề đó. Chỉ có một số ít người thực sự kiếm được tiền thôi. Những người y thuật kém hơn duy trì cuộc sống rất khó khăn. Do bức bách của thực tế, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp trung y đã phải đổi nghề. Sự phân hóa nghiêm trọng như vậy chứng minh đây là ngành nghề ốm yếu. Đúng vậy. Vì thế làm thế nào học giỏi trung y, làm thế nào sử dụng trung y là một vấn đề lớn mà chúng ta phải giải quyết. Nếu chúng ta muốn trung y thông dụng như Tây y, người hành nghề trung y sẽ không nghèo túng như vậy. Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng nói thì dễ làm mới khó. Bây giờ mấy người ông em kỳ vọng vào anh, sau này áp lực của anh không phải là nhỏ, Vương Dưỡng Tâm nói. Sẽ cố hết sức, Tần Lạc gật đầu, mấy người Vương tu thân, Trác lão đã không tiếc sức mình. Hơn nữa bọn họ còn không sợ ảnh hưởng tới danh tiếng bản thân, cố gắng bồi đắp hắn. Hắn còn tiếc cái gì nữa? Cái này cũng chính là lý tưởng của ông hắn Tần Tranh, và chính hắn vì thế hắn sẽ can đảm tiến bước trên con đường gập ghềnh đó. Sau này cần em hỗ trợ điều gì anh cứ nói, Vương Dưỡng Tâm cười nói. Được, Tần Lạc gật đầu, dù y thuật hắn cao minh, chỉ dựa vào bản thân hắn cũng không có cách nào làm trung y quật khởi mạnh mẽ. Hắn muốn có một nhóm y thuật cao minh, cùng nguyện ý vì lý tưởng phấn đấu. Vương Dưỡng Tâm là người rất thích hợp. Câu nói của Vương Dưỡng Tâm có thành ý rõ ràng. Hắn thấy Tần Lạc ngay lập tức đồng ý, là hiểu Tần Lạc đã không còn để tâm chuyện mâu thuẫn của bọn họ. Hôm qua ông và mấy người đã vào ở trong yến viên. Tất cả các bạn bè cũ trong cả nước tụ họp, tất cả đều muốn tha hồ tâm tình một phen, vì hiếm khi có cơ hội như thế này, chính vì thế mới quên mất chuyện tham luận của anh, Vương Dưỡng Tâm giải thích. Vẫn kịp, Tần Lạc tự tin nói. Yến viên là một sơn trang nghỉ dưỡng cực kỳ nổi tiếng ở Yến Kinh, chia làm 3 khu vực. Thứ nhất là khu vườn cảnh, đình đài, lầu gác, hòn non bộ, thủy tạ, nơi du khách có thể du ngoạn, ngắm cảnh. Khu vực thứ hai là nơi nghỉ chân của du khách, nơi nghỉ ngơi của các đại biểu dự họp, hội thảo, một khách sạn 5 sao cùng với nhà hàng đặc biệt có thể thỏa mãn nhu cầu khác nhau của du khách. Thứ ba là khu vực hội nghị, bởi vì nơi đây phong cảnh rất đẹp, có thể ăn ngủ qua đêm nên không ít công ty lớn. Các bộ ngành của quốc gia cũng lựa chọn nơi này làm nơi tổ chức hội nghị. Nếu như một mình Tần Lạc tới nơi này, hắn chắn chắn không thể tìm được địa điểm hội nghị, may có Vương Dưỡng Tâm quen thuộc đường ở đây, có hắn dẫn đường. Tần Lạc mới đi thẳng được tới khu hội nghị. Em không có tư cách tham dự, chỉ dẫn anh tới đây, Vương Dưỡng Tâm cười gượng gạo nói. Cảm ơn, anh có thể tự đi được, em quay về thôi, Tần Lạc vỗ vai Vương Dưỡng Tâm cười nói. Ban tổ chức hội thảo có danh sách đại biểu tham dự. Anh dùng chứng minh để lấy thẻ hội nghị, Vương Dưỡng Tâm nói. Được, anh hiểu. Ở cửa phòng hội nghị, Tần Lạc dùng chứng minh thư để lấy thẻ tham dự hội nghị rồi hắn đi vào bên trong. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Tần Lạc vừa mới tiến vào đại sảnh, hắn đang chuẩn bị ngồi vào bàn thì đụng phải thầy Chu. Cậu tới đây làm gì? Thầy Chu cau mày hỏi. Khi học viện thảo luận về danh sách tham dự hội thảo, Tần Lạc đã nói một câu xúc phạm ghê gớm tới thầy Chu có kiến thức, lý luận cơ bản phong phú. Giống như một người trên mặt có nhiều vết đậu mùa, người đó ghét nhất là người khác nói về vết đậu mùa trên mặt mình. Tần Lạc đâm chọc đúng vào điểm yếu nhất của thầy Chu. Ông ta cả đời dạy nội kinh tuyển độc không có kiến thức cơ bản chắc chắn sao? Việc đủ điều kiện tham gia hội thảo có tiêu chuẩn cao này. Ông ta thấy người lâng lâng, nhưng khi ông ta phát hiện Tần Lạc cũng đi vào hội trường thì bừng bừng tức giận. Cảm giác này giống như con cọp, vua của bách thú tác oai tác quái trong lãnh địa của mình.
đột nhiên có một con cọp khác chạy tới giành lãnh địa với nó. Nó nóng mắt tức giận, hai con cọp hiển nhiên muốn tranh đấu thắng bại một phen. Tại sao tôi không thể tới? Tần Lạc cười thầm, lúc trên đường tới đây hắn đã tưởng tượng nếu thầy Chu nhìn thấy hắn xuất hiện ở hội nghị, ông ta có kinh ngạc không? Không ngờ ông trời lại làm cho giấc mộng của hắn chóng thành sự thật. Trong viện chúng ta chỉ có hai người trong danh sách, cậu vào đây bằng cách nào? Có biết đây là hội nghị gì không? Nếu ban tổ chức hội nghị phát hiện thì danh tiếng của trường ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thầy Chu một lần nữa giảng dạy luân lý đạo đức cho Tần Lạc. Tại sao tôi không thể tham dự? Tôi có đủ tư cách tham dự. Tần Lạc chỉ vào thẻ hội nghị trên cổ mình. Cậu lấy cái thẻ này ở đâu? Ăn nói bừa bãi, thanh niên phải làm ăn đến nơi đến chốn. Thầy Chu kinh ngạc khi nhìn thấy tên Tần Lạc in trên thẻ hội nghị, nhưng ông ta cũng cảm thấy hoài nghi. Hội thảo lần này trong viện chỉ có hai người tham dự. Một người là ông ta, người còn lại không phải Tần Lạc. Không có tư cách tham dự, tại sao lại có thẻ hội nghị? Tôi không thích đi sau người khác. Vì thế tôi đã làm ông thất vọng rồi. Tần Lạc cười nói. Cậu, thầy Chu liếc nhìn Tần Lạc, trong đầu ông ta nảy ra một ý, ông ta cười nhạt nói với Tần Lạc, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đối với tôi mà nói thì người còn đáng ghét hơn ma quỷ. Không ra thể thống gì cả. Thầy Chu hừ lạnh, phất tay áo đi ra ngoài cửa. Ông ta đi thẳng tới ban tổ chức, nói với nhân viên ngồi ở bàn đăng ký đại biểu, đồng chí, tôi có chuyện cần phản ánh. Người nữ nhân viên đeo kính thấy thầy Chu cũng là đại biểu dự hội thảo, ăn nói lại khách sáo, cười nói, xin chào, anh có vấn đề gì cần phản ánh? Là thế này, tôi nhìn thấy một người không đủ tư cách tham dự đi vào trong hội trường. Các đồng chí có cần phải điều tra không? Thầy Chu nói. Trước kia khi khai mạc đại hội, lãnh đạo ban tổ chức cũng có thông báo trước để cho người tham dự cho bạn bè, người thân vào bằng cửa sau, gặp mặt hay ngồi dự học hỏi vài điều. Nhân viên ban tổ chức mắt nhắm mắt mở cho qua điều này. Nhưng bây giờ có người trực tiếp phản ánh với bọn họ. Dù là tình cảm hay nguyên tắc thì bọn họ cũng phải thẩm tra. Nữ nhân viên hỏi, thật không? Tên người đó là gì? Tần Lạc, Tần trong Tô Tần, Lạc trong Lạc Dương. Thầy Chu nói. Xin chờ chút, tôi sẽ kiểm tra danh sách. Đại biểu nữ nhân viên nói. Sau khi kiểm tra xong, nữ nhân viên nói, tiên sinh, Tần Lạc có đủ tư cách tham dự. Người này có tên trong danh sách đại biểu. Cái gì? Tại sao như thế? Trong danh sách của viện chúng tôi không có tên người này. Là thế này, người này có tên trong danh sách tổ chuyên gia. Nữ nhân viên đã hơi bực mình. Tại sao lại như vậy? Cái này tôi không rõ lắm. Nữ nhân viên nói xong lại vội vào danh sách đăng ký cho một đại biểu. Vẻ mặt thầy Chu hiện lên sự chán nản. Tại sao lại như vậy? Sao hắn có thể tham gia vào tổ chuyên gia? Thằng lưu manh này đã giở thủ đoạn gì đây? Thầy Chu đau đớn thầm nghĩ. Còn tới nửa tiếng nữa hội thảo mới bắt đầu nên trong hội trường khá ồn ào. Các đại biểu phân thành những nhóm 5-3 người ngồi nói chuyện, không khí rất vui vẻ làm cho không ai có cảm giác trung y đang xuống dốc. Tần Lạc, bên này ai đó gọi Tần Lạc. Tần Lạc quay đầu nhìn thì thấy sư phụ Vương Tu Thân đang ngồi trong góc phòng ngoắc tay với hắn. Ngồi cạnh ông là Trác Lão, Quách Húc Xanh, Cố Bách Hiền mấy người. Tất cả cũng đang nhìn hắn mỉm cười. Trong nhóm đó còn mấy ông già lạ mặt mà Tần Lạc không biết là ai. Vương Tu Thân đứng dậy kéo Tần Lạc chỉ vào mấy ông già nói, vị này là Lạc Dương Vương Thế Trùng, cũng là một cao thủ châm cứu. Chào Vương Lão. Vị này là Hồ Nam Lý Kình, Trung Y Quốc Thủ. Chào Lý Lão. Vị này là Trung Y Trung Quốc Tổng Biên Tập Hà Kế Thiên. Chào Hà Tổng Biên. Vị này là Thiểm Tây Dược Quán Tử Vương Thường Tuế. Chào Vương Lão. Mỗi khi Vương Tu Thân giới thiệu với một người, Tần Lạc dùng lễ của hậu sinh chào hỏi bọn họ. Những người đó cũng thân mật đáp lễ. Có người còn nhìn mặt thầm đánh giá hắn. Hiển nhiên bọn họ đã nghe qua cái tên Tần Lạc. Cháu của Dược Vương Tần Tranh, truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Chỉ cần dùng một trong hai tên tuổi hàng đầu đó là có ngang hàng với chúng tôi rồi. Lạc Dương Vương Thế Sung cười nói. Vương Lão quá khen. Tần Lạc khiêm nhường nói. Trước mặt những tiền bối có chân tài thực học, hắn vẫn thực sự thể hiện sự tôn trọng với bọn họ. Không nói quá, chúng ta đã từng nghe không ít chuyện của cậu. Ngay vừa xong sư phụ của cháu lại khoe khoang với chúng ta về y thuật cao minh của cháu. Một lão nhân mặt đỏ cười ha hả nói. Sư phụ quá tán dương đồ đệ là chuyện đương nhiên. Các vị tiền bối không nên cho là thật. Tần Lạc cười nói. Ha, ha, Tần Lạc, cháu rất khiêm nhường, chúng ta rất vui. Dù sao cháu vẫn còn tôn trọng mấy ông già chúng ta.
lát nữa cháu tham luận cũng đừng có khiêm nhường như vậy nhé. Sư phụ cháu và mấy người Trác lão đã nỗ lực tiến xử cháu vào tổ chuyên gia, bọn ta cũng đồng ý. Bọn ta cũng chỉ hy vọng cháu làm vinh dự tổ chuyên gia. Cháy cứ yên tâm thể hiện bản lĩnh của mình. Yên tâm đi, mấy ông già chúng ta không ghen ghét đâu, chúng ta chỉ biết tán thưởng thôi, ông già mặt đỏ thẳng thắn nói. Yên tâm, cháu sẽ cố gắng không để các vị tiền bối và sư phụ thất vọng, Tần Lạc gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta sẽ chờ đợi sự nổi tiếng của cháu ngay sau hội thảo này. Giới trung y chúng ta đã chọn được một người trẻ tuổi xuất chúng gánh vác trách nhiệm tổng biên tập, Hà Kế Thiên nói. Chương 90, bỗng nhiên nổi tiếng. Sau màn biểu diễn Thái Cực Quyền chào mừng hội nghị, thư ký hội trung y dược tiến sĩ Lưu Trấn Đông cùng phó hội trưởng nữ sĩ Minh Ngọc chủ trì hội nghị. Phó hội trưởng Phạm Lỗi hướng dẫn chương trình, giới thiệu các khách quý tham dự hội nghị. Mỗi năm hội thảo trung y được tổ chức một lần, chính phủ khá coi trọng hội thảo này. Không chỉ mời các chuyên gia trung y nổi tiếng ở các nước, các danh y dân tộc, hội trưởng Hiệp hội Trung y Giang Thiện Thủy cùng với Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân cũng tham gia hội thảo. Giang Thiện Thủy là một trung niên cao gầy, mặc một bộ complete và cà vạt tối màu, gây ra một cảm giác ông là người nghiêm khắc. Thái Công Dân giống như Tần Lạc đều mặc trường bào. Vấn đề là ông ta già dặn hơn, tóc ngắn, vẻ mặt anh khí, tạo ra cảm giác không giận mà uy nghiêm. Trừ Giang Thiện Thủy và Thái Công Dân ngồi ở bàn chủ tịch, danh y Yến Kinh Vương tu thân, nhất bà chào Trác lão, Trần Cốt Đại sư Cố Bách Hiền cũng đủ tư cách ngồi ở bàn chủ tịch. Một lần nữa Tần Lạc hiểu được vị trí của mấy người đó trong giới trung y. Tổng biên tập tờ Trung y Trung Quốc Hà Kế Thiên cũng ngồi ở bàn chủ tịch, ngoài ra còn có đại diện của các học viện trung y nhưng Tần Lạc không biết phần lớn những người này. Sau khi người chủ trì tuyên bố khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thái Công Dân đọc diễn văn khai mạc. Thái Công Dân nói ngắn gọn, sắc bén, đầy đủ các mặt, gây ấn tượng tốt cho Tần Lạc. Đây là một lãnh đạo sâu sát, có khi sau này hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với ông. Giang Thiện Thủy cũng lên phát biểu nhưng ông ta nói dài dòng, chán ngắt, miệt mài đọc bài tham luận đã chuẩn bị sẵn, hoàn toàn không quan tâm phía dưới có muốn nghe hay không. Hà Kế Thiên cũng lên phát biểu, cầu chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Tiếp theo tới các đại biểu bên dưới tham luận. Người đầu tiên là một giáo sư già của Học viện Trung y Dược, chủ đề tham luận của ông ta là mối quan hệ biện chứng của Trung y và triết học. Lão giáo sư hiển nhiên rất coi trọng hội thảo lần này, ông ta đã chuẩn bị tham luận rất chu đáo. Ông ta đọc một mạch 20 phút bản tham luận 10 trang giấy của mình. Điều này làm cho ban tổ chức khá buồn bực, quy định mỗi tham luận chỉ có 5 phút. Tại sao lão giáo sư này lại đọc lâu như thế? Ý kiến tham luận tiếp theo là của một giảng viên Trung y. Chủ đề tham luận của ông ta là mối liên hệ mật thiết giữa ngũ hành bát quái và trung y. Mặc dù ông đã đưa ra một vấn đề mới mẻ, độc đáo, thú vị nhưng chủ đề này vẫn không thể làm Tần Lạc hứng thú. Người tiếp theo là một lão nhân Tần Lạc mới biết, Lạc Dương Ngũ Thế Trùng. Ông nói về quan niệm tổng thể trong châm cứu lâm sàng và biện chứng chẩn trị, ông đã trình bày nội dung sâu sắc, dễ hiểu về quan niệm châm cứu lâm sàng, phân tích khảo chứng về châm cứu lâm sàng, bàn luận về các cách thức châm cứu lâm sàng. Bài tham luận kết hợp giữa lý thuyết và thực tế đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Điều này cũng gợi ý cho Tần Lạc một số điều về con đường đi của Trung y. Người tiếp theo lên tham luận lại rơi vào lý thuyết suông và tư tưởng của Trung y. Còn có một lão giáo sư tham luận về cổ văn. Tần Lạc không biết những người khác cảm thấy thế nào chứ hắn nghe xong thì thấy mình như chết đi sống lại. Điều này làm cho hắn hiểu rằng không được đi học cao đẳng, đại học đào tạo chuyên sâu là việc đáng buồn biết bao nhiêu. Ngay cả nghe người khác nói cũng không hiểu. Khi đồng nghiệp không có quan hệ hữu hảo với Tần Lạc, thầy Chu lên tham luận thì Tần Lạc đã đang mơ màng ngủ gật. Nguyên do sau sự kiện với Lâm Hoán Khê tối hôm qua hắn không tài nào ngủ ngon giấc được. Hôm nay bị mấy bài tham luận nhàm chán đó thôi miên nên hắn không có trạng thái tinh thần linh hoạt. Kính thưa Thái Thứ trưởng Tôn Kính, Giang hội trưởng cùng các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp cùng các chuyên gia. Tôi là Chu Tự Hư. Đến từ Học viện Trung y Dược trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô. Chủ đề của tôi là, mối liên hệ mật thiết của nội kinh với cuộc sống của chúng ta. Hãy để tôi chết đi, Tần Lạc đau khổ nhắm mắt lại. Hắn không biết thầy Chu đã tham luận xong từ lúc nào, sau đó có bao nhiêu người đã tham luận, Tần Lạc thực sự đã ngủ thiếp đi. Bây giờ xin mời đại diện tổ chuyên gia truyền nhân của Thái Ất Thần Châm Tần Lạc tiên sinh lên phát biểu ý kiến. Trong giấc ngủ mơ màng hắn cũng nghe thấy người dẫn chương trình đọc tên hắn. Mặc dù hắn hành nghề trung y nhưng không có nghĩa hắn thực sự yêu thích trung y.
Đó là lý do khi nghe những tham luận khô khan, nhạt nhẽo đó hắn đã mất đi sự kiên nhẫn của mình. Hắn vốn cứ tưởng cũng giống như những người trước, sau khi thông báo tên hắn, hắn sẽ lên đọc bài tham luận rồi lại tới lượt người khác. Nhưng khi thông báo tên hắn, phía dưới hội trường xôn xao hẳn lên. Truyền nhân của Thái Ất Thần Châm, đúng không? Mấy hôm trước xem báo thấy nói truyền nhân của Thái Ất Thần Châm xuất hiện, đang muốn tìm gặp không ngờ hôm nay lại có duyên gặp ở đây. Cũng không phải, chắc gì đã đúng, Thái Ất Thần Châm dễ học vậy sao? Chắc chắn có gã nào học được nửa chiêu liền dùng cái tên này ra ngoài dọa người. Các vị không phải là những người chập chững vào nghề, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? Tần Lạc bước lên trên bục trong lúc mọi người bên dưới đang sôi nổi bàn tán. Bởi vì mọi người đang dì tai nhau, thầm thì bàn tán nên trừ một số người còn gần như tất cả không biết Tần Lạc đã lên bục từ lúc nào. Tần Lạc đưa mắt nhìn toàn thể hội trường, hắn cười tự tin, nói không chút run rẩy, nói thật, tôi cảm thấy hối tiếc khi tới tham gia hội thảo nhàm chán này. Xôn xao. Toàn hội trường náo loạn. Khi âm thanh của hắn từ trong chiếc loa to vang ra, tất cả mọi người cơ hồ đều không tin vào lỗ tai của mình. Hà Kế Thiên nghiêng đầu nói nhỏ với Vương Tu Thân ngồi bên cạnh, Vương Lão, đồ đệ của ông cũng khéo nói đùa. Mặc dù tôi mong đợi cậu ta đột nhiên nổi tiếng nhưng tôi không nghĩ tới sử dụng cách này, có thể mọi chuyện sẽ rất phiền toái. Vương Tu Thân cười gượng gạo nhìn Tần Lạc, ông cũng không tìm ra nguyên nhân tại sao hắn nói những lời này. Chẳng lẽ đây là nội dung tham luận của hắn ư? Thế nhưng cho tới bây giờ ông hoàn toàn tin tưởng Tần Lạc. Ông hiểu rõ Tần Lạc không phải là loại người dùng lời nói để chiếm được sự chú tâm của người khác. Lúc này các đại biểu bên dưới không giữ yên lặng nữa, tâm trạng kích động, phẫn nộ, khinh bỉ, chờ đợi, châm chọc khiêu khích, thừa cơ ném đá xuống giếng, bàn tán xôn xao về câu nói của Tần Lạc. Giống như một đàn ong mật đột nhiên bay vào hội trường, toàn hội trường vang lên những tiếng ong ong. Hội trưởng Hiệp hội Trung y Giang Thiện Thủy nặng nề đặt chén trà xuống, âm trầm nói, khẩu khí ngông cuồng. Nếu đã không muốn tham dự, lần sau đừng cho anh ta tham dự nữa. Ngược lại Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân trầm tư nhìn Tần Lạc, ông có vẻ chờ đợi câu nói tiếp theo của Tần Lạc. Cho dù ngày nào cũng mở một hội thảo như này, một năm 365 hội thảo thì mọi người ngồi đây cũng không cứu được Trung y Tần Lạc thẳng thắn nói, giọng nói của hắn có phần chua chát. Rốt cuộc hắn đã đắc tội với toàn thể hội nghị. Chúng tôi không cứu được Trung y, anh có cứu được không? Đồ trẻ danh rốt nát, khẩu khí ngông cuồng, không biết nó có phải là một gã lang băm không? Cút xuống dưới. Nhân viên bảo vệ đứng ở cửa cảm thấy khó xử, không biết có nên đi lên kéo Tần Lạc xuống hay không? Mấy lãnh đạo quan trọng trên chủ tịch đoàn không lên tiếng ra lệnh, bọn họ không dám tự tiện hành động. Tần Lạc khoát tay nói, không cần mọi người nói. Nói xong mấy câu này tôi cũng xuống. Tần Lạc nghiêng đầu nhìn mấy vị lãnh đạo trên chủ tịch đoàn, hắn cười nói. Trung y thế suy, hiểm nguy một sớm một chiều. Theo ý tôi mọi người nên đồng tâm hiệp lực tìm đối sách cứu vớt Trung y. Thế nhưng mọi người đang làm gì đây? Nói hưu nói vượt, toàn những lời giống tuếch, mưu lợi cho mình, sao chép, đạo văn của người xưa. Mở một hội thảo như vậy thật lãng phí thời gian. Mới rồi có vị nào đó nói về mối quan hệ của Trung y với triết học. Có nhất thiết phải nghiên cứu vấn. Đề đó không, Trung y sắp diệt vong. Nghiên cứu cái đó thì có tác dụng cái rắm gì? Còn có người phát biểu về sự liên hệ của Trung y với âm dương ngũ hành, có liên quan thì sao? Ban đầu Trung y cùng vũ trụ, vạn vật, loài người đều có liên hệ với nhau. Thế nhưng như vậy có đủ để thúc đẩy sự phát triển, cứu vớt Trung y không? Trong chúng ta có người nghe còn không hiểu, người bệnh bình thường nghe có hiểu không? Về phần thầy Chu của Đại học Y khoa Thủ đô nói về nội kinh, sự liên hệ mật thiết trong cuộc sống. Một phần bài tham luận là lấy trong nội kinh, sách giáo khoa tuyển độc, còn phần lớn sao chép từ một số công trình nghiên cứu nổi tiếng. Nếu mọi người là người có tâm, các vị hẳn đã phải chặn ngang bài tham luận của ông ta. Còn có vị lão tiên sinh nói cổ văn, nếu tôi nhớ không lầm phần lớn là sao chép nội dung trong Hoa Đà Kinh. Nếu chúng ta muốn nghe những điều này chúng ta hoàn toàn có thể đọc sách, có thể tới thư viện tra cứu tài liệu. Chúng ta việc gì phải lãng phí tiền bạc. Thời gian từ bốn phương tám hướng trong cả nước tới chỗ này làm gì? Tiền thuế của nhân dân cũng không phải dễ kiếm được. Trung y vốn rất đơn giản. Phát lạnh, nóng lên một nguyên nhân, một kết quả. Chỉ cần tìm ra quy luật thì rất dễ học. Thế nhưng mọi người đang làm gì? Mọi người phức tạp hóa nó, bắt nó biến ảo sâu xa. Cuối cùng chính mọi người nghe cũng không hiểu mình nói gì, sao có thể làm cho công chúng hiểu được.
làm sao có thể làm cho trung y trở nên thông dụng. Giọng nói Tần Lạc lạnh lùng, sắc bén, da châm chảy máu, vạch trần tất cả các thói xấu hiện nay của giới học thuật cùng giới trung y. Tiếng công kích, bàn tán bên dưới rốt cuộc dừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc, há hốc mồm, mặt thừ ra ngồi bên dưới lắng nghe một chàng trai chậm rãi nói. Tại sao hắn dám nói ra những điều đó? Ban đầu tôi chuẩn bị tham luận đề tài 12 yếu tố xuất châm. Bây giờ tôi thay đổi ý kiến. Chủ đề hôm nay của tôi là tình trạng hiện nay của giới trung y và tương lai sau này của chúng ta. Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân hỏi Hội trưởng Hiệp hội Trung y Giang Thiện Thủy, chàng trai đó tên là gì? Hình như là Tần Lạc, truyền nhân của Thái Ất Thần Châm. Giang Thiện Thủy nhìn danh sách tham luận trả lời. Ông ta cảm thấy xấu hổ. Lúc trước ông ta đã bảo Tần Lạc là gã khẩu khí ngông cuồng, bây giờ thứ trưởng chủ động hỏi tên gã, đương nhiên ông rất coi trọng hắn. Chàng trai này nói rất đúng. Thái Công Dân gật đầu nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.